Bắt tôi đấy. Rồi, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục trong cái buổi học số 2 ngày hôm nay. Thì tôi nhắc các bạn là như này này. Ngày xưa chúng ta đi học ấy, thì bao giờ các thầy cô giáo đúng không ạ? Hay là các bạn học bất cứ một cái trung tâm nào thì các bạn cũng sẽ được khuyên là mình nên tóm tắt lại cái nội dung của buổi học. Bởi vì khi mà các bạn tóm tắt thì coi như là một lần nữa bạn bạn học, đúng không ạ? Thì cái khả năng ghi nhớ nó cao hơn. Rồi, tôi lại phải nhắc nhở lại. Chúng ta phải phân biệt giữa hai khái niệm kiến thức và kỹ năng. Kiến thức đôi khi nó chỉ là sự hiểu biết của chúng ta về một lĩnh vực nào đó. Kỹ năng là chúng ta thực hành, chúng ta làm được thành thạo ở cái việc đó. Tôi lấy ví dụ, ngày hôm nay chúng ta học về kiến thức về lắng nghe, kỹ năng lắng nghe này, kiến thức về kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng gây ấn tượng. Nhưng mà nếu các bạn không nghiêm túc áp dụng nó trong cái thực tiễn công việc, thì có lẽ tất cả những cái gì các bạn học được trong ngày hôm nay, nó chỉ dừng ở kiến thức mà thôi. Và hoàn toàn kỹ năng của bạn sẽ được xếp hạng ở mức độ thấp nhất. Đấy. Hiểu chưa? Đó là lý do tại sao sau buổi học này thì các bạn sẽ phải thường xuyên nghe lại, thường xuyên ghi ra những cái điểm key ở trong cái buổi học và thường xuyên nhắc nhở bản thân mình là mình cần phải thay đổi. Và đặc biệt quan trọng là luyện tập với đồng nghiệp của mình. Khi các bạn luyện tập tốt được thì cái thành quả nó sẽ rất là cao. Thì cái khóa trước đó trong cái khóa quản lý, kỹ năng đào tạo cho quản lý K01 mà tôi giảng dạy ấy, thì có một bạn là bạn tên là Hoàng, bạn ấy là vừa là người đầu tư cũng như là vừa là người quản lý của một cái phòng tập là Start Finish ở Bắc Giang. Thì bạn ấy đã ứng dụng một cái cách mà tôi giảng dạy rất là hữu ích, đó là cho nhân viên training. Nghĩa là cái nhân viên bạn ấy cứ luyện tập liên tục thuyết trình về sản phẩm, thuyết trình về dinh dưỡng, thuyết trình về tập luyện. Đấy. Gần đây tôi thấy Facebook hoạt động khá là mạnh thì tôi thấy rằng đó là một cái động thái tốt cho nhân viên của mình. Bởi vì nhiều khi các bạn ấy cứ cố gắng nhét vào đầu nhân sự rất nhiều những cái kiến thức về chuyên môn chẳng hạn, nhưng bạn không cho nhân sự của mình có cơ hội để nói nó ra, thì các bạn cứ học giỏi đến mấy đi chăng nữa, họ cũng không thuyết trình tốt, và họ không thuyết trình tốt thì cái việc chinh phục, tư vấn cho khách hàng nó rất là khó. Đấy, thì chúng ta phải thay đổi cái mindset là kiến thức nó khác với kỹ năng. Kiến thức đọc học thì có, nhưng kỹ năng thì đọc học luyện thì nó mới thành được kỹ năng, được chưa? Thế thì trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi nhanh, cố gắng khoảng độ 90 phút đó, hoặc là 100 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ để khoảng 20 phút để giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc của bạn. Do vậy là các bạn cố gắng chuẩn bị sẵn những cái câu hỏi của mình để khi mà chúng tôi đưa ra nội dung thì tôi sẽ trả lời các bạn, hoặc các bạn soạn cái phần câu hỏi ở cái phía dưới phần tin nhắn. Bạn nào mà đang ngồi học cùng với cả những nhân sự khác thì các bạn có câu hỏi thì nhớ là text vào phần tin nhắn thì tôi sẽ trả lời. Ok. Rồi, và các bạn chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên. Thì có rất nhiều những cái skill, những cái kỹ năng, nhưng mà với tôi thì cái kỹ năng đầu tiên các bạn nên học đó chính là kỹ năng gây ấn tượng. Thì tôi vẫn luôn nhắc nhở tất cả những học sinh, những cái bạn mà follow Facebook của tôi, những bạn mà chịu khó đọc bài viết của tôi hoặc là đọc sách của tôi trong tương lai, thì một cái điều rất đơn giản là như này, đó là chúng ta không chốt sale, chúng ta không chốt khách hàng, mà khách hàng là người chốt chúng ta. Và khách hàng chốt chúng ta thì thường là ngay từ những cái lần đầu tiên mà gặp gỡ, đúng không ạ? Không tin thì các bạn cứ thử suy ngẫm, cái người con trai hay là người bạn gái mà các bạn thích lần đầu tiên ấy, cái người yêu của bạn ở cái thời kỳ gần đây nhất, bạn nào mà đang FA thì thông cảm, bạn nào mà đang có người yêu hoặc là vừa mới chia tay xong và bây giờ FA, thì các bạn nhớ lại là lúc đầu tiên mà bị quen cái người bạn bạn gái bạn trai đó ấy, thì có đúng là khi mà họ xuất hiện ấy, thì thường là bạn có ấn tượng ngay lập tức trong cái lần đầu tiên gặp gỡ không? Sau đó bạn mới quyết định là có để ý, có nên nói chuyện hay là có nên tán tỉnh với bạn này hay không. Thì có đúng là như vậy không? Thì bạn thử suy ngẫm. Thì tôi tin rằng 90% các cái mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng cái việc là chúng ta có ấn tượng, và 10% thì nó bắt đầu bằng cái việc là mưa dầm thấm lâu. Có nghĩa là nếu bạn thích một ai đó, quý một ai đó, mến một ai đó thì thường là lần đầu tiên bạn gặp bạn đã có thiện cảm. Còn nếu không thì gần như là phải mất rất nhiều thời gian. Tỷ lệ của nó rất là thấp. Vậy thì một người khách hàng của chúng ta cũng y chang vậy các bạn ạ. Họ gặp mình, họ nhìn mình, họ quan sát mình và họ thấy rằng à, cái người này có vẻ đáng tin, cái người này có vẻ chuyên nghiệp, cái người này có vẻ là một cái huấn luyện viên có thể giải quyết vấn đề cho chúng ta. Nên là họ bắt đầu open mind. Không tin thì tôi hỏi các bạn gái một câu như này này. Giờ mà có một anh nào đó mà thả tim story rồi rep story của các bạn, thì cái việc đầu tiên các bạn quyết định là trả lời hay là không trả lời, hoặc là cái phong cách trả lời của các bạn cho người đó như thế nào, thì có đúng là nó phụ thuộc vào profile của bạn đó không?
Nếu như mà chúng ta thấy profile của anh này rất là lịch sự, ghi là manager hoặc là CEO của một công ty nào đó, thường xuyên chụp ảnh mặc ăn mặc lịch sự, đúng không ạ? Đi gặp gỡ bắt tay khách hàng, đúng không ạ? Đấy, mặt mũi thì sáng sủa một chút xíu, cao ráo một chút xíu, dễ nhìn một chút xíu, thì đương nhiên các bạn rep story nó sẽ rất khác. Tất nhiên là với tình trạng của người ta là độc thân rồi, đúng không ạ? Nhưng cũng là một anh độc thân như vậy, nhưng mà trông hơi có một tí gì đó là cần cỏ bia rượu, up trên Facebook rồi xăm trổ hổ báo. Tất nhiên mình cũng có hình xăm, nhưng mà chắc là cũng không hổ báo cho lắm, chỉ hơi hơi thôi. Đấy, thì tự dưng là các bạn có cảm giác là ở cái đứa này nó trông cũng bình thường, nên thành ra có thể các bạn sẽ không trả lời, hoặc các bạn sẽ trả lời theo một cái hướng là có việc gì không anh, vâng ạ, em cảm ơn, kiểu như vậy. Có nghĩa là cái thông tin các bạn phản hồi ra bên ngoài nó mang tính chất là gì, là close lại cái cuộc nói chuyện, đúng không ạ? Vì sao mà chúng ta lại có hành vi như vậy? Thì lý giải theo tâm lý học một cách đơn giản là như này: chúng ta có xu hướng là xây dựng nên những cái rào cản trong giao tiếp để phòng vệ. À, mày định tán bà mày à? Còn lâu mới tán được nhé, bà mày biết thừa rồi. Thành ra là bạn xây nguyên một cái gì, cái rào cản rất lớn đến, khiến cho người ta không thể nào mà bước qua được. Nhất là một cái bạn trai mà bạn đấy lại có một cái tố chất thiên bẩm, nó gọi là nhạt. Em đang làm gì đấy? Em ăn cơm chưa? Ngày nào nó cũng hỏi hai câu thần chú đó, thì chắc thôi chịu nhỉ, đúng không? Chắc là chúng ta cũng chịu chết thôi, không thể nào mà giải quyết được những cái tình huống như vậy. Đấy, nhưng mà ngược lại, các bạn ạ, nhưng mà ngược lại, khi mà chúng ta cảm thấy gì ạ? Cái người đối diện này họ an toàn, họ cảm thấy an toàn, thì lúc đó các bạn có xu hướng là nới lỏng cái rào cản ra, nới lỏng cái sự cảnh giác ra, và các bạn có một cái gì đó nó gọi là cái đón nhận thông tin một cách tích cực. Được chưa? Mình đón nhận thông tin một cách tích cực. Rồi, để mình tắt. Khi mình đón nhận thông tin một cách tích cực như vậy thì hầu như cái việc giao tiếp nó sẽ trở nên dễ dàng. Và người tấn công các bạn, người ta cũng hiểu được thông điệp từ các bạn và ngược lại. Nên ngày xưa tôi nhớ tôi có viết một cái bài viết là nghệ thuật tán tỉnh con gái à, trong 3 giây à, hay gì gì đấy tôi không nhớ chính xác. Và tôi không hiểu tại sao là người share thì rất là nhiều, nhưng mà người mà comment ấy thì toàn là các cô gái thôi. Các bạn nhảy vào thầy viết cho em bài là nghệ thuật tán tỉnh trai đi, chứ em FA lâu lắm rồi. Đó, thì tôi phân tích cũng dựa trên cái tâm lý đó mà tôi đưa ra. Đó là lý do tại sao mà tôi ứng dụng từ những cái quy tắc tâm lý rất đơn giản như vậy. Tôi đưa nó vào trong giao tiếp với khách hàng của mình. Vậy tôi đặt ra một câu hỏi là như này: một cái vị khách hàng người ta muốn nhìn thấy một huấn luyện viên như thế nào, đúng không? Các bạn hãy nghĩ, nếu các bạn là một khách hàng thì các bạn sẽ lựa chọn một huấn luyện viên như thế nào? Các bạn có thích một người huấn luyện viên có cái body to đùng như thế này không? Các bạn có thích một huấn luyện viên mà to đùng, xong rồi mặc một áo tank top hở hết cả ngực, cả tay, cả vai, cả lưng, cả lông nách ra như vậy không? Hay là các bạn thích một cái người huấn luyện viên to, xong rồi các bạn mặc một cái quần đùi xong kéo sát lên trên rồi đi chân đất không? Hay là các bạn muốn nhìn thấy một người huấn luyện viên có thân hình cân đối và người ta ăn mặc rất là lịch sự, gọn gàng? Tôi lấy ví dụ, sắp tới mùa đông rồi, họ mặc một cái quần dài thể thao, đi một đôi giày thể thao rất là sạch và không bị bẩn, rồi mặc một cái áo polo hoặc một cái áo đồng phục mà không có cổ, thì ví dụ như vậy. Vì thường thì có những cái cơ sở người ta có đồng phục là áo polo, có những cơ sở thì người ta có cái đồng phục là áo cổ tròn, đúng không? Đeo nêm tác một cách cẩn thận, quần áo thì nó không bị nhăn, không bị gọi là nhàu nát, cũng không bị bạc màu, rồi xuất hiện lịch sự trước mặt của mình, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ đặt ra một câu hỏi như vậy. Còn đương nhiên ở đây thì có rất nhiều người đi tập, các bạn đều là những gymmer, các bạn có những cái mục tiêu mong muốn về thể hình nó khác nhau. Có người thì chỉ mong gọi là cân nặng và chiều cao nó bằng nhau, rồi trông gọn gọn, có ngực một tí, có vai một tí, mặc đồ cho nó đẹp. Có những người thì lại phải muốn là body cuồn cuộn, cơ bắp sáu múi, nhưng có những người thì phải muốn là cơ bắp thật khủng, trông như các cái vận động viên vậy. Thì tất nhiên đó là mục tiêu cá nhân của họ, ở mục tiêu hình thể cá nhân. Nhưng mà hãy đặt ra câu hỏi, khi mà chúng ta làm cái công việc này thì liệu là chúng ta nên là có chuẩn bị cho mình một cái hình thể, một cái phong cách, một cái style như thế nào để mà khách hàng người ta bị hút ngay từ những cái lần đầu tiên gặp gỡ. Thì đấy, thì tôi đang nói đến câu chuyện là chúng ta hãy đóng vai mình là một khách hàng để xem là mình nên mặc như thế nào, chuẩn bị hay là xuất hiện trước mặt khách hàng với một cái phong thái như thế nào để người ta nhìn mình là thích. Và 90% mọi người đều thích mình, đúng không ạ? Đấy là một tiêu chí. Ví dụ như là về hình thể chẳng hạn đấy. Cái tiêu chí số 2 là gì ạ? Là cái cách bạn chào, bạn hỏi khách hàng chẳng hạn, bạn nói chuyện với khách hàng chẳng hạn. Thì để xem mình gặp khách hàng mình chào câu gì,
mình nói câu gì, mình nói câu chuyện như thế nào để cho người ta cảm thấy à, cái bạn huấn luyện viên này rất là thú vị. Vừa rồi thì tôi có nói chuyện với một bạn, thì bạn ấy là chủ của một cái tiệm về spa thẩm mỹ ở trong Sài Gòn, thì cũng là bạn của tôi. Thì kêu là dạo này thì em bị tăng mất 4 cân rồi anh ạ, em không có đi tập. Tháng trước em đi tập với trainer, một tháng sau thì em nghỉ. Lý do em nghỉ rất buồn cười anh ạ, đó là nói chuyện bạn ấy không có nổi. Đấy, nói chuyện không có được, nói chuyện rất là chán. Thì các bạn tưởng tượng là đấy là cái trường hợp bạn ấy đã ký hợp đồng rồi, nhưng mà cái ấn tượng về 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 gì, về cái việc mà khách hàng đó đọc lại nó không được tốt, thành ra người ta cảm thấy người này rất là nhạt nhẽo, nên người ta quyết định là người ta nghỉ tập và lại tìm kiếm một huấn luyện viên mới. Do vậy thì nhiều khi ấy, cái ấn tượng đầu tiên của mình nó cực kỳ quan trọng. Nếu như bạn có khả năng giao tiếp tốt thì nó cũng là một cái vũ khí để khiến cho khách hàng đưa ra cái sự lựa chọn là nên tập với bạn hay là tập với người khác, được chưa? Thì đấy là một cái ví dụ minh họa như vậy. Rồi, thế thì làm thế nào để chúng ta có được những cái ấn tượng tốt như vậy? Thì tôi lại đi lại cái phần đầu tiên, nó là cách chúng ta tạo ra một cái cảm xúc tích cực. Bạn nào đã từng học qua tôi đào tạo trong các cái buổi về PT thực chiến, hoặc là đào tạo cho hệ thống Lady Fit, hoặc là trong những cái workshop trước đó, thì tôi hay nói đến yếu tố là tạo cảm xúc tích cực. Rồi, vì những cái yếu tố này nó tác động lên trải nghiệm của khách hàng. Không biết là có anh em nào đọc một cái bài viết mới nhất của mình trên Facebook trong lúc ngày hôm nay chưa nhỉ? Thì đó là một cái bức bức ảnh mà mình chụp ở California đó, và mình có nói một cái câu nhỏ ở trong cái bài viết đó như này: các cái yếu tố sẽ tác động lên trải nghiệm của khách hàng, nó tác động thông qua các cái giác quan của khách hàng, bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, da cảm nhận. Có nghĩa là nếu như một khách hàng người ta bước vào phòng tập của mình ấy, thì các bạn phải hiểu này, là người ta sẽ mở cửa ra một cái, người ta bước vào trong một cái, trời đang nóng như vậy là nguyên một cái cơn gió mát lạnh nó phả vào người họ. Nếu như mà chúng ta có thể tạo ra cái hương thơm của phòng tập nó ấn tượng nữa thì cái cảm xúc đấy nó rất tốt. Bạn nào mà muốn trải nghiệm được cái dịch vụ tốt về cái điều mà tôi vừa nói ấy, các bạn hãy đến California. Ở Hà Nội thì có California Elite Fitness, được coi là hai hệ thống top 1 của Việt Nam. Thì tôi đã trải nghiệm cả hai cái hệ thống đó, nhưng phải khẳng định với các bạn là California họ có một cái trải nghiệm tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là cái mùi mà ở Cali nó mang lại, nó là một cái mùi thơm và nó sang và nó không hề khó chịu. Thậm chí ngay cả khi bạn đứng ở trong cái khu vực vệ sinh, vệ sinh cá nhân, nó cũng có cái mùi thơm đến mức độ như vậy. Thì họ đã làm được yếu tố như vậy. Vì sao? Mùi tác động vào khứu giác, đúng không ạ? Còn cái hơi lạnh, hơi mát nó tác động vào da của các bạn để tạo cơ quan cảm giác của bạn, để bạn có những cái cảm xúc rất là thú vị. Nhưng mà tôi phải nói thật, tôi đã từng đến một cái thương hiệu rất lớn ở trong Sài Gòn. Có thể là cái buổi ngày hôm đấy tôi đến thì do là cái tòa nhà đấy họ chưa bật cái điều hòa lên, hoặc là vì một lý do nào thì tôi không biết. Nhưng hoặc là do cái kết cấu của cái tòa nhà nó rộng khoảng 6-7 nghìn mét vuông, rất là to. Nó nằm trong một cái trung tâm thương mại các bạn ạ. Và nó tầng ở tầng 6 thì phải. Thì tôi bước vào trong đó, cái trải nghiệm của tôi rất là tệ, bởi vì là tôi nhìn thấy những cái bàn ghế nó sắp xếp ở đó nó lộn ngộn và nó chật. Có nghĩa là các bạn tưởng tượng tôi đi qua các cái bàn ghế để tôi ngồi ấy, là tôi phải nhấc cái mông như vậy, kiễng kiễng cho lên. Và cái thứ hai nữa là tôi ngồi ở đó tôi thấy rất là nóng, rất là khó chịu, cực kỳ nóng và khó chịu. Và tôi còn nói một câu hơi bựa một tí: tao không hiểu thằng nào là quản lý đây mà sao nó ngu vậy, cái chỗ này là cái chỗ để tiếp đón khách hàng mà, cái chỗ này là chỗ để làm cho khách hàng có trải nghiệm tốt mà, tại sao chỗ này nó lại nóng vậy. Thì tôi có đi tham quan hết cả cái phòng tập thì tất cả những chỗ khác đều rất là mát, chỉ có duy cái chỗ đấy nó nóng thôi, nó ngay cái cửa ra vào đó. Thì tất nhiên các bạn biết tính của mình là mình hay nói như vậy với anh em, thành ra là nhiều khi mà nói ra thì nó lại thành không hay, rồi có thể anh em không hiểu tính, là bảo mình là người xấu tính thế nọ thế kia. Thì từ đó trở đi thì mình cũng không có dám là đưa ra những cái lời chê bai như vậy. Thì ra mình kể một câu chuyện như vậy với các bạn để mình diễn đạt với các bạn là gì, là cái trải nghiệm rất là tệ vì mình đi ở ngoài rất là nóng, vào mình nghĩ một cái phòng tập VIP như vậy thì đáng ra nó phải thoải mái, nó dễ chịu, thì không, mình không có được cái trải nghiệm như vậy, được chưa? Đó, rồi thế thì mắt thấy ở đây là gì, là khi chúng ta bước vào cái đó, khu vực đó, thì các bạn phải để ý này, cái bàn tiếp khách nó rất quan trọng, nó phải được thiết kế và bố trí một cách ngăn nắp cẩn thận, và nó có khoảng cách riêng tư cho những cái khách hàng ngồi quanh đó. Nôm na là các bạn phải hiểu nó thoáng các bạn ạ, và cái trải nghiệm của khách hàng ấy nó không chỉ liên quan đến khu vực tiếp khách mà nó còn liên quan đến khu vực phòng tập. Các bạn có biết là tôi có một cái năng lực gì không ạ? Nó là năng lực sắp xếp máy tập các bạn ạ. Có nghĩa là ngày xưa khi mà thiết kế, người ta thiết kế xong rồi tôi vẫn phải đi sắp xếp lại, bởi vì là thiết kế nó vẫn không đẹp như ý tôi.
cho đến thời điểm hiện tại làm Lady Fit từ tháng 6 trở đi này, này thì chúng tôi mới gì mới không phải đi sắp xếp lại máy tập, bởi vì tôi đã làm việc rất chặt chẽ với thiết kế và có nhiều kinh nghiệm rồi, thành ra chúng tôi đặt cái máy lên phát nó chuẩn chỉ. Nhưng mà nhiều khi tôi đi đến đến rất nhiều phòng tập cao cấp nhưng mà tôi thấy cái cách bố trí phòng tập nó rất là thiếu thông minh, nên là nhìn nó rất là khó chịu và nhàm chán, nó không có một cái tính đối xứng hay một cái theo một cái quy luật nào cả, nó rất là lộn ngộn các bạn ạ. Các bạn đừng nghĩ là cái việc xếp máy tập nó dễ, xếp máy tập là một nghệ thuật. Đợt trước tôi có sang một vài đối tác ấy, tính tôi thì các bạn biết là tôi đến đâu mà thấy cái gì không tốt là tôi góp ý ngay, nên thành ra là tôi nhanh ổn đoạn. Nhiều khi có thể là chủ phòng người ta ghét, người ta tức ái, đúng không? Nên là tôi toàn nhảy vào tôi bảo luôn mẹ máy tập là phải sắp xếp lại hết cho thằng, làm lại tao đảm bảo đẹp luôn. Không biết là mấy lần mình nói như vậy anh em có ghét không thì mình cũng không có rõ, ở đây chắc cũng có anh em bị mình nói như vậy, nhưng mà thấy bảo là cũng sắp xếp lại thì mình cũng không có qua đó, mình không biết. Nhưng mà các anh em mà hiểu tính thì biết là mình chỉ không có ác ý, mà mình chỉ đưa ra những cái nhận xét và những cái góp ý nó thực sự tốt cho anh em thôi, tính mình nó như vậy đấy. Thì khi mình sắp xếp lại cái, mình chỉnh đốn lại cái thì tự dưng vẫn là cái phòng tập như vậy, và cái trải nghiệm của người người bước vào nó rất là khác. Thì mình kể với các bạn một câu chuyện như này về về cái tính trải nghiệm khách hàng, nó liên quan đến cảm xúc của họ. Đó là khi mình đến một cái phòng tập ở Huế thì có hai anh ở Huế rất là dễ thương, hai anh đấy thì chơi rất là ok với mình với cả anh Hải. Thì hai anh đấy lúc nào cũng mong là mình có vào Đà Nẵng hoặc vào Huế thì alo anh em gặp nhau. Hai anh cũng là những cái người mà gọi là dẫn đầu một cái hệ thống phòng tập ở Huế. Thì khi mà mình đi vào mình training cho nhân viên ở cái phòng tập đó, các bạn biết là máy móc rất là bình thường, đồ nhiều khi nó còn cũ rồi ấy. Mình có nói một cái câu như này này, cái phòng tập của các em nó không khác gì một cái đống rác luôn. Các em phải hiểu là một cái phòng tập nó rộng hay nó xịn hay nó hiện đại ấy, nó thực sự không quan trọng. Mà cái quan trọng nhất ở đây ấy, nó là cái cách mà các em sắp xếp những cái đồ nó, tập nó gọn gàng, ngăn nắp. Các em vệ sinh phòng tập nó tốt thì anh đảm bảo dù là một cái phòng phủi ấy, người ta nhìn vẫn thích. Và cái cô bé đó thì cũng là một học sinh của mình, cô bé đó cũng là một gọi là best seller về về mặt sales consultant. Cô bé nó ức quá, cáu quá. Thế là ngay sau buổi học đó về, cô bé khi mà mình gợi ý về cái cách quy tắc sắp xếp thì cô bé sắp xếp lại. Và mình đến mình rất là ngạc nhiên, mình thấy rất là ngạc nhiên luôn. Nó bảo mình câu là thầy ơi em hơi cay cái câu đó nên nó bức quá em phải về dọn lại. Nhưng mà đúng là dọn lại, nhìn cái phòng tập nó đáng tiền thật các bạn, nó thoáng, nó gọn. Cái tạ thì nó phải sắp đúng quy tắc là tạ nhỏ ở trên, tạ to ở dưới. Và các bạn có biết là ví dụ chúng ta có một khoảng cách rộng như này mà chúng ta có ba quả kettlebell chẳng hạn, thì nhiều người sẽ dẹp một phát ba quả kettlebell nó gọn như này, nhưng mình thì không. Thì nói các bạn ấy là hãy chia ba quả tạ đó làm sao những cái khoảng cách giữa các quả tạ nó bằng nhau đấy, và kích thước của nó từ lớn đến bé thì tự dưng nó tạo ra cái tính đối xứng và cái người nhìn vào người ta cảm thấy là rất là ấn tượng. Và mình luôn dạy nhân sự của mình là như này, cái phòng tập nó giống như một cái phòng ngủ, một cái phòng khách trong nhà của mình ấy, vì chúng ta đã làm việc ở đó mất khoảng độ từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày thì cố mà làm cho nó gọn gàng ngăn nắp. Khi chính chúng ta nhìn cái phòng tập nó luộm thuộm, nó lộn xộn thì khách hàng cũng vậy. Ví dụ như ngày hôm nay thì mình có viết một cái trải nghiệm rất tốt về California ở trên đó. Nhưng mà nói thật với các bạn, không phải tất cả mọi thứ ở đấy thì đều tốt đâu các bạn. Mình cũng nhìn thấy nhiều thứ nó không tốt lắm. Đặc biệt là về cơ sở vật chất, bằng cái cách mà họ dọn dẹp tạ hay là họ dọn dẹp một cái máy chẳng hạn, thì mình cũng thấy là nó chưa được thực sự xứng tầm với một cái tiêu chí 5 sao như vậy. Mình nói chuyện ở cái cương vị mình là một khách hàng các bạn nhé, chứ mình không nói chuyện mình là một chuyên gia nào đó đưa ra những cái thông tin tiêu cực về California. Mình vẫn phải nhấn mạnh lại mình rất yêu thích California và mình cũng không có ý định chuyển một hệ thống khác khi mà mình xác định là đi tập ở đó. Tuy nhiên là cá nhân mình là một góc độ khách hàng thì mình nhìn thấy những cái đấy mình chưa thỏa mãn. Thực sự với các bạn là mình thấy chưa thỏa mãn, và nếu như mà cái quản lý ở khu vực đó mà người ta chú tâm sát sao hơn thì mình tin rằng khách hàng của nó sẽ có nhiều trải nghiệm tốt hơn. Vì chúng ta bỏ tiền ra rồi mà chúng ta sẽ đòi hỏi những cái thứ xứng đáng thuộc về mình. Vậy thôi, đâu có gì gọi là tốt đẹp hay là xấu xa chê bai gì đâu. Đấy, thì có nghĩa là những cái thứ nhỏ như vậy nó đập vào mắt chúng ta thì nó cũng tạo nên trải nghiệm của khách hàng tốt. Rồi, cái tiếp theo mà các bạn phải hiểu là tác động đến cảm xúc tích cực mà nó ảnh hưởng đến cái thị giác của khách hàng, đó chính là cái thái độ phục vụ của nhân viên trong một cái công ty. Nếu mà các bạn tưởng tượng đến một cái phòng tập tất cả nhân sự đều cúi chào mình, vui vẻ thì mình cảm thấy rất là happy. Mình đến phòng tập mình thấy rất vui. Nhưng bản thân mình đã từng đến những cái phòng tập hàng đầu của Việt Nam, nhìn huấn luyện viên nói thật với các bạn chỉ muốn táng cho nó phát vào mặt luôn, vì trông mặt nó cứ cưng cưng lấp cấp kiểu gì đấy các bạn. Mình nói thật với các bạn luôn, và nhiều người bạn của mình cũng đi tập ở đó và cảm thấy rất là bức xúc. Bởi vì tại sao? Họ là một nhân viên trong một cái công ty ấy, họ chỉ việc mỉm cười là xong mà. Họ đi ngang qua ưỡn ngực mặt vênh lên trông cực kỳ là ngứa mắt. Tôi không hiểu nhé, tôi đào tạo PT đến cả 3.000-4.000 PT rồi tôi vẫn không hiểu được tại sao những cái người mặc cái áo personal trainer là cái người đi phục vụ khách hàng
mà lại có cái thái độ như kiểu mình là bố đời thiên hạ ở trong phòng tập như vậy, nó được cái gì các bạn? Mình cũng chỉ là một cái thằng đi làm thuê thôi mà. Khách hàng của đó đều là những ông chủ rất lớn, họ có rất nhiều tiền, họ nào đó, họ cũng khiêm nhường, họ cũng văn minh, họ cũng lịch sự mà, họ đâu có cao ngạo cái gì đâu. Mà tại sao mình là người phục vụ khách hàng mà mình lại như thế? Đó, thì đấy là cái mà các bạn phải hình dung là nếu như nhân sự của bạn mà có những cái thái độ kiểu nó như vậy thì chúng ta nên xem xét lại. Vì thực sự cái thái độ đó là cái thái độ mà tôi nghĩ rằng dù là những thương hiệu hàng đầu của Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nếu để cái việc đấy nó xảy ra lâu dài thì sớm muộn nó cũng sẽ chết các bạn ạ. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng rất ít những cái công ty ở Việt Nam ấy, mà cái công ty đấy nó có năm thâm niên đến cả trăm năm tuổi các bạn ạ. Trong khi nước ngoài thì nó có rất nhiều những cái công ty trường tồn đến mức độ như vậy. Bởi vì nhiều khi cái việc văn hóa lịch sự, vui vẻ chào hỏi khách hàng ở trên phòng tập ấy, nó phải được duy trì hàng năm trời. Tôi thì tôi thấy rằng là Thế Giới Di Động họ làm cái việc đó rất tốt đến thời điểm hiện tại. Tôi không biết sau này thì thế nào. Từ ngày tôi biết đến Thế Giới Di Động đến khi mà tôi sử dụng dịch vụ của Thế Giới Di Động. Nói thật với các bạn, nếu mà mua điện thoại thì tôi vẫn qua Thế Giới Di Động tôi mua thôi. Thì tôi vẫn cảm thấy là mình cực kỳ hài lòng với các bạn nhân sự, dù tôi đến cái cơ sở nào thì tôi cũng thấy thế. Nhưng mà FPT thì tôi lại không thấy điều đó. Có cơ sở FPT nó cực kỳ tốt, vì tôi đã từng sử dụng dịch vụ của FPT. Nhưng khi mà tôi mua một chiếc Mac M1 ở FPT ấy, nhân viên nó rất là khó chịu các bạn, mặc dù tôi đã bỏ một số tiền rất lớn để mua sản phẩm của nó. Và đến khi tôi mang đến bảo hành thì tôi cũng không nhận được cái sự nhiệt tình tiếp đón đến mức độ như vậy. Thì các bạn phải hình dung là không chỉ phí đít đâu, mà còn nhiều ngành ở bên ngoài nó bị một cái thứ nó gọi là không duy trì được cái bản sắc, cái văn hóa doanh nghiệp ngay từ lúc đầu tiên. Mà tôi cho rằng cái văn hóa niềm nở tiếp đón khách hàng nó là một dạng văn hóa doanh nghiệp, nó là một trong các cái yếu tố tạo nên văn hóa doanh nghiệp, thì nó không có duy trì được. Hoặc là chúng tôi đến một cái nhà hàng, chúng tôi ăn rất nhiều lần ở đó, và các bạn tưởng tượng hàng năm trời chúng tôi đều đến cái nhà hàng đó. Tôi là một cái kiểu người rất là trung thành các bạn ạ. Nếu tôi đã thích một quán cà phê nào tôi sẽ ngồi miết à. Nhưng khi mà tôi có một cái thứ gì đó không hay lòng, tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến quán đó. Và tôi tin có rất nhiều khách hàng giống tôi như vậy. Thì khi đến cái nhà hàng đó thì các bạn thấy không ạ, là nhân sự họ niềm nở, họ vui vẻ. Nhưng mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm thì nhân sự này đi, nhân sự kia đến. Và họ không duy trì được cái văn hóa tiếp đón, nó khiến cho những khách hàng như tôi cảm thấy không hài lòng. Và tất nhiên là không có tôi thì cũng chẳng sao cả, lại có những người khác thôi. Nhưng vấn đề là gì? Tôi đã dành hàng năm trời ủng hộ cái nhà hàng đó. Và các bạn tưởng tượng nếu như một năm tôi dành ra khoảng độ 12 lần đi ăn ở đó, có nghĩa mỗi tháng một bữa khoảng hóa đơn khoảng 3 triệu, tôi sẽ mang về cho nhà hàng có 36 triệu. Nếu mà nhân nó mới 5 năm lên, các bạn sẽ thấy tôi đóng thuế ở đấy rất là nhiều tiền. Vậy nếu họ có thể duy trì được khoảng độ 200 khách hàng giống như tôi thì nó là một số tiền khổng lồ các bạn ạ. Đó là lý do người ta có nói là gì? Cái chi phí để tạo ra một khách hàng mới nó cao hơn gấp 7 lần so với chi phí để giữ chân một khách hàng cũ. Đó, thì những cái thứ đó nó tạo nên cái cảm xúc tiêu cực cho khách hàng của mình. Thì đấy là cái mà tôi minh họa với các bạn. Vậy thì một nhân viên mà mở mồm ra, nó cười, nói nó vui vẻ, nó năng động, nó cảm hứng, thì đấy là một cái nhân viên, thứ nhất là cuộc sống bạn ấy hạnh phúc, thứ hai là bạn ấy phải khẳng định là bạn ấy có một cái nền giáo dục tốt, và cái thứ ba là gì, là cái người lãnh đạo người ta đào tạo bạn ấy tốt, và cái thứ tư bạn ấy thích cái công ty của mình. Nếu như một nhân viên mà người ta đến doanh nghiệp ấy, người ta không happy, người ta ngăn khó chịu, thì có nghĩa là nhân viên đó đang không hạnh phúc. Thì đó là một cái điều mà lãnh đạo phải đứng ra và chịu trách nhiệm về việc đó. Và tôi tin là trong tương lai thì cái doanh nghiệp đấy nếu không thay đổi nó sẽ chết, tôi khẳng định với các bạn điều đó. Vì nó là những cái quy luật gọi là luật bất thành văn các bạn. Đó, bất thành văn, nhân sự nó sẽ chết. Nhân sự sẽ chết và công ty cũng sẽ chết. Bởi vì nhân sự chán bỏ đi, họ sẽ coi như đây là chỗ để kiếm tiền thôi. Một khi nhân sự coi như công ty mình làm một chỗ để kiếm tiền ấy, thì chúng ta thất bại các bạn ạ. Chúng ta thất bại. Tôi thường nói với nhân viên của Lady Fit như này. Nếu như các em mà đi ra ngoài ấy, mà có ai hỏi mày làm gì đấy? Tao làm huấn luyện viên ở cái phòng tập nhỏ nhỏ ấy mà. Thì có nghĩa là chúng tôi thất bại các bạn ạ. Có nghĩa là tôi là một người chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty, founder của một công ty, anh Vũ Hải là giám đốc điều hành, và tất cả những cái giám đốc điều hành của từng cơ sở chi nhánh, họ là những người thất bại và chúng tôi là những người thất bại. Vì chúng tôi không khiến cho nhân sự của mình họ tự hào. Nhân sự nó không tự hào thì nó sẽ đến làm việc một cách rất là hời hợt và nhàm chán, và cuối cùng là chất lượng dịch vụ nó sẽ đi xuống và công ty sẽ chết thôi các bạn. Thì đó là những cái thứ tạo nên cảm xúc tích cực. Vậy tất cả những yếu tố có thể tác động vào ngũ quan khách hàng thì nó sẽ tạo cho khách hàng có một cái trải nghiệm tốt. Thì đây là tôi đang nói ở phương diện là phòng tập, vì tôi biết ở đây có rất nhiều người chủ phòng tập đang lắng nghe. Và các bạn phải hiểu đó là lý do tại sao chúng ta đưa ra quy trình tiếp cận, quy trình đón tiếp khách hàng, để chúng ta có thể thiết lập được những hình ảnh tốt đẹp cho gì? Doanh nghiệp của mình. Rồi, thì đấy là cái đầu tiên. Ở khía cạnh một người bán hàng thì sao ạ? Các bạn phải tạo cho khách hàng có cảm xúc tích cực khi các bạn có ngoại hình đẹp, khi các bạn có gì ạ, một cái tác phong tốt. Tôi lấy ví dụ đứng thì luôn thẳng lưng, được chưa, luôn luôn mỉm cười khi chào khách hàng, và chào khách hàng
cúi đầu một góc 15 độ, luôn luôn ăn mặc một cách lịch sự, đàng hoàng, tử tế, thì tôi cho rằng đó là một người đẹp và có phong thái tốt. Một người khi mà giảng dạy cho khách hàng, họ sẽ không sử dụng điện thoại, họ không có chuyện là đứng đếm và đếm sai rep, đúng không ạ? Họ không đếm sai rep, họ không làm là hướng dẫn cho khách hàng nhắm mắt lại nhìn mông của một cái cô gái đẹp đang tập deadlift squat bên cạnh, thì đó là được coi là một người có tác phong tốt các bạn ạ. Đấy, thì đấy nó gọi là tác động vào mắt của khách hàng. Rồi, tai nghe thì sao ạ? Chúng ta thấy rằng là ở khía cạnh phòng tập, nhiều phòng tập người ta phải thiết kế ra những cái bản nhạc hoặc là người ta đi sưu tầm những bản nhạc để nó phù hợp với phong cách khách hàng của mình. Lady Fit thì của chúng tôi thì sắp tới chúng tôi cũng sẽ đồng bộ 2023 chúng tôi sẽ đồng bộ với mùi và đồng bộ về âm nhạc trong phòng tập để tác động vào trải nghiệm của khách hàng tốt hơn. Vậy thì đương nhiên rồi, cái tác động vào tai khách hàng các bạn cũng phải khống chế cái âm thanh. Tôi đã thấy rất nhiều phòng tập, lúc thì nó mở nhạc Đàm Vĩnh Hưng, lúc thì nó mở Mr. Siro các bạn ạ, và lúc thì nó mở K-pop các bạn ạ. Tóm lại là nó mở loạn xạ, nó thích cái gì nó mở cái đó. Nhất là phải đứa lễ tân mà nó lại thất tình nữa thì gọi là hết nước chấm luôn. Đúng không? Suốt ngày là nó hát vài khúc cát biệt ly thôi các bạn ạ. Là khách hàng cuối đến cùng là tự kỷ luôn, có khi có khách đang tập xong nghe nhạc xong khóc luôn đi bỏ mẹ. Toàn. Đấy, thì nó là tác động vào cảm xúc của khách hàng nên chúng ta cần phải lưu tâm đến điều đó. Vậy thì cái thứ hai mà nó tác động đến cảm xúc khách hàng thông qua cái tai là gì? Đó chính là giọng nói của chúng ta. Nghĩa là chính quy huấn luyện viên. Dạ vâng, em chào chị ạ. Em là trường, em là huấn luyện viên cá nhân. Ví dụ như vậy. Các bạn sẽ tác động trực tiếp vào tai của khách hàng. Vậy thì các bạn lưu tâm giúp tôi này. Làm sao để nói hay như ông trường? Phải xin thưa với các bạn là hiện nay tôi đang bị chả biết bị cảm thấy bị gì, hơi mệt và người nó cứ nóng nóng. Đấy, nó vã mồ hôi. Và bị khàn giọng vì dạy nhiều quá, nói lắm quá. Thì đang bị chất giọng của tôi nó vẫn không được tốt lắm. Đó, nhưng mà các bạn nghe sẽ vẫn thấy ok, vẫn thấy nội lực. Thì các bạn chú tâm cho tôi này. Mình có kiểu nói to, mình có kiểu nói nhỏ, mình có kiểu nói nhanh, mình có kiểu nói chậm. Mình có kiểu đang nói mình im lặng, mình có kiểu nói một cái câu gì nó rõ ràng nhưng có những câu thì mình lại thì là ơ a. Đấy, nó có rất nhiều những cách nói như vậy. Thế thì làm thế nào để mình biết cách để tác động vào suy nghĩ và tâm trí của khách hàng? Thì một, trước khi học nói thì chúng ta học về câu từ trước. Các bạn sẽ để ý nếu như các bạn cho huấn luyện viên của mình tư vấn cho khách hàng rồi đặt một cái máy quay bên cạnh hoặc một bản ghi âm ấy, các bạn ghi âm lại. Các bạn sẽ thấy các bạn huấn luyện viên của các bạn đang tư vấn rất củ chuối, rất buồn cười. Một là nó nói lặp từ. Hai, nó cứ nói lòng va vòng vòng. Ba là nó nói không hề có cảm xúc. Bốn là nó nói luyên thuyên. Đấy, năm là nhiều khi nó nói nhầm, nói sai các bạn. Đấy, thì không tin nhé, ở đây có rất nhiều anh em đã làm PT rất lâu năm đang ngồi nghe tôi biết là như vậy. Các bạn đang ngồi nghe, không tin các bạn cứ thử ghi âm lại và cho nhiều người khác cùng nghe xem tôi nói có đúng không. Và các bạn có biết là những cái hệ thống bán hàng mà nó có hàng khoảng độ tầm 50.000 nhân viên bán hàng, người ta làm công tác đào tạo gì không các bạn? Có nghĩa là họ bắt bạn luyện nói một cái kịch bản trong một tháng trời các bạn. Các bạn chỉ ngồi luyện nói thôi, nói đến mức độ mà các bạn kiểu như nó như là cái câu cửa miệng của bạn luôn, nó thuộc đến mức độ như vậy. Và nó thuộc xong rồi cái sắc thái khuôn mặt của bạn nó cần phải chuẩn, nó phải vui vẻ, nó chỉnh từng ly từng tí. Nên là nhân viên bán hàng của nước ngoài nó chuyên nghiệp là như vậy. Nếu các bạn có dịp xem cái chương trình mà Săn Nhà Triệu Đô, các bạn sẽ thấy rằng những chuyên viên đào tạo bất động sản đó, họ cực kỳ chuyên nghiệp. Họ lịch sự, họ văn minh, họ gãy gốc, họ nói đâu ra đấy. Nhưng mà khổ nỗi chúng ta hay lấy một cái lý do: anh ơi, em không nói được, em ngại giao tiếp lắm. Không sao em ạ, nếu em ngại giao tiếp em có thể ở nhà mà, không cần phải đi làm. Còn nếu mày đã đến công ty của bố mày thì mày phải vứt bỏ cái ngại giao tiếp đó ra và làm ăn cho nó tử tế. Tuy nhiên do cái sự dễ dãi và cảm thông của các ông chủ, thành ra cái đội ngũ chất lượng bán hàng nó càng ngày càng kém, nên là doanh số nó không có tốt. Được chưa? Thì đấy là một trong các nguyên nhân. Thì câu từ là cái thứ quan trọng để tác động đến cảm xúc khách hàng. Có nghĩa là các bạn làm sao các bạn phải có nhiều từ vựng để mà diễn tả lời nói cho khách hàng. Và để có được nhiều từ vựng, tôi khuyên các anh chị hãy đọc sách. Các bạn hãy đọc thật nhiều sách. Và các bạn hãy làm cho tôi một cái việc là mỗi một ngày dành 15 phút ra lên tin tức và đọc tin tức trên web. Các bạn hãy comeback trở lại cái thói quen đọc tin tức trên website đi ạ. Chứ đừng lướt top top nữa, bởi vì top top không học được cái vẹo gì đâu, mà mất thời gian của các bạn. Hãy tin tôi là như vậy. Và khi các bạn có được một là sách, hai là đọc tin tức ấy, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, thì trong đầu các bạn sẽ có rất nhiều từ vựng và các bạn có thể giao tiếp được nhiều kiểu người khác nhau, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như vụ lừa thế kỷ của Anna Bắc Giang à, ví dụ như vậy. Chúng ta upgrade được như vậy thì chúng ta có câu chuyện thú vị để trao đổi với khách hàng của mình.
Trong những cái lúc mà họ đang căng thẳng, mình nói chuyện thế cho nó gọi là có chuyện để mà nói, ví dụ như vậy. Thì đấy là một cái ví dụ. Hai là thị trường gì, chứng khoán nó đang gì nhảy loạn xạ do Fed chuẩn bị tăng lãi suất vào 1 giờ đêm nay. Nếu như mà khả năng tăng cao thì có khi là các anh giá đảo là phấp phới. Xin lỗi với các bạn là hiện nay thì mình cũng đang ở trên landmark 81, ở trên này gió mát và cao lắm, đu đỉnh vẫn chưa kịp xuống. Đấy, anh em nào mà đu đỉnh thì cho một like. Rồi, ví dụ như vậy. Nếu mà anh em biết được về tình hình gì, dịch bệnh của Trung Quốc nó như nào và việc mà Trung Quốc đóng cửa các cái biên giới như vậy thì điều gì sẽ xảy ra và ảnh hưởng đến kinh tế của Việt Nam như nào thì càng hay. Đấy, nếu như các bạn biết về tâm lý hoặc là học đường hoặc là nội bộ chính trị vân vân thì các bạn sẽ có rất nhiều chủ đề để có thể giao tiếp. Và hãy nhớ, khách hàng của chúng ta đều là những người rất giàu có và lớn tuổi, họ cần những cái người thông minh để nói chuyện với họ, chứ họ không thể nào mà nói chuyện với những cái người gì không cùng đẳng cấp, được chưa? Thì đấy, cái yếu tố số 2 là khi mình có tư vựng rồi thì mình phải sử dụng và mình quản lý tốt cái giọng điệu của mình. Cái giọng điệu, cái ngữ điệu thì nó sẽ liên quan đến cái chất giọng của các bạn. Nếu như các bạn là đàn ông mà giọng của mình cứ dạ vâng em chào chị ạ thì nó không khác gì một ông gầy, trông nó rất là thảm họa. Ở đây thì tôi không có gọi là phân biệt về giới tính hay là kỳ thị gì hết, nhưng mà thực sự mà nói, nếu các bạn là giới tính nào thì cho nó rõ ràng, A cộng B chia 2 thì cũng phân biệt một cách rõ ràng thì không ai đánh giá các bạn. Nhưng rõ ràng mình là gì, A chuẩn, A cộng, đàng hoàng, tử tế nhỉ, mà giọng của mình thì lại như giới tính thứ ba thì đương nhiên là nó không ổn, đúng không ạ? Còn thà người ta là giới tính thứ ba, giọng nói của người ta như vậy là cái chuyện hết sức bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Đấy, thì nhiều khi chúng ta phải luyện để thay đổi cái chất giọng của mình nếu như mình muốn xác định làm cái nghề bán hàng để lâu dài. Rồi, cái yếu tố số 2 các bạn cần phải lưu tâm đó là cái giọng điệu, cái ngữ điệu. Vì sao mà ông Trường có lúc ông ấy nói rất nhanh nhưng mà có lúc thì ông ấy hạ cái tông giọng thấp như thế này, nói chậm lại như vậy? Có đúng là nếu như mà tôi sử dụng cái chất giọng như vậy thì anh em nghe nó không bị buồn ngủ không? Nhưng mà nếu mà ngược lại như này, chào các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu với kỹ năng sử dụng giọng nói của mình để gây ấn tượng đến khách hàng. Chúng ta sẽ cố gắng có lúc thì mình nói to, có lúc thì mình nói nhỏ, có lúc thì mình nói nhanh, có lúc thì mình nói chậm. Tôi hỏi thật các bạn nghe xong chắc chết búa rồi bắt đầu nhỉ? Đứa nào vừa làm 2 dĩa cơm sườn thì chắc ra hết thôi chứ còn gì. Chấm làm sao nổi, đúng không ạ? Thì đó là lý do tại sao chúng ta phải học cách xử lý giọng nói. Nhưng mà lưu tâm giúp tôi, nếu chúng ta muốn thúc đẩy khách hàng nhé, thúc đẩy khách hàng thì chúng ta sử dụng cách nói nhanh, mạnh và có điểm nhấn. Nếu chúng ta muốn kéo cái cảm xúc khách hàng xuống thì chúng ta nói chậm, nói nhẹ nhàng, nói ê a. Tôi lấy ví dụ, nếu các bạn muốn thúc đẩy khách hàng là ra quyết định mua hàng nhanh hơn, các bạn có thể nói như này: cái việc luyện tập nó là việc của chị và nó không phải là việc của em. Chị thử nghĩ đi, bao nhiêu lâu nay chị đều nghĩ là ôi tôi không có thời gian cho gì bản thân, tôi không có thời gian đi tập, tôi phải chăm cho con, tôi chăm cho chồng, tôi lo công việc. Mà rõ ràng cái việc chăm chồng, chăm con, lo công việc là công việc cả đời mà chị, nó đâu phải là công việc một sớm một chiều. Vậy thì chị cứ bỏ bê cái cơ thể của mình rồi đùng một phát gì chị tăng cân như thế này, và chị đến nói với em là gì: Trường ơi, chị sợ mọi người kỳ thị cơ thể của mình lắm. Đấy là lỗi tại chị mà, đâu phải lỗi do người khác đâu. Vậy chỉ có cách duy nhất là tập đi chứ có làm cái gì nữa. Hôm nay không tập thì đến bao giờ mới tập? Đúng không? Bây giờ em cam kết với chị đấy, 4 tháng giúp chị giảm 10 cân, ok chưa? Đấy, ví dụ như vậy. Mình nói gì? Nhanh, mạnh, thúc đẩy lên. Tự dưng người ta sẽ cảm giác, ừ mẹ thằng cha này nói đúng nhỉ. Mình ngu thế, sao mọi khi mình thông minh mà hôm nay mình ngu thế nhỉ? Đấy, ví dụ như vậy. Tự dưng họ cảm giác, ở có khi mình phải đi tập. Thì đó, cái cách đó thì tôi thường xuyên sử dụng để push khách hàng. Thì hôm vừa rồi tôi cũng có nghe một bạn CEO Cali tư vấn khá ấy. Thực ra là về nội dung đoạn tư vấn thì tôi thấy nó hơi ngớ ngẩn, nhưng mà về cái cách, cái phong cách của bạn đấy thì tôi thấy rất thích. Bạn nói rất nhiệt luôn, em phải đi tập đi, đúng không? Bây giờ em không đi tập thì bao giờ mới chịu đi tập? Vậy kiểu rất nhiệt huyết luôn các bạn ạ, mặc dù vẫn xịt các bạn ạ. Đấy, ví dụ thế. Thì tôi đứng ngay bên cạnh đấy tôi nghe mà tôi vẫn xịt, nhưng mà về cơ bản là tôi thích cái cách bạn ấy, là bạn ấy nói nó rất có nhiệt huyết, mặc dù là cái đoạn tư vấn đấy nó không có chuẩn, nó không có đúng, nó hơi bị luyên thuyên, nó không có đúng về mặt cả mặt khoa học ấy. Đấy, nhưng mà về cơ bản mình rất thích cái cách của bạn đấy, là bạn ấy push được khách hàng lên. Rồi, thế khi nào mà mình nói nhỏ các bạn? Là khi mình chê người ta. Giả sử một cô gái nặng 85 cân đến, sao em béo thế nhở? Thì chắc người ta vả cho rụng răng nhỉ. Nhưng mà ngược lại, chúng ta lại nói một cái giọng như này: Linh ơi, anh thì anh thấy rằng là phụ nữ ấy, thì mọi người đều rất là chú, gọi là quan tâm đến cái vấn đề là sắc đẹp, hình thể, đúng không? Vậy thì anh không hiểu được tại sao mà Linh lại để cái cân nặng của em nó như vậy trong suốt 5 năm, trong khi cái việc giảm cân ấy, nó đâu có khó đâu nhỉ?
cơ thể của mình thì mặt mình xinh rồi, đẹp rồi, mũi thì cao rồi, da thì trắng như thế này mà, đúng không? Việc tổng thể cơ thể là khá ok, chỉ mỗi tội là hơi thừa cân tí thôi, mà mình mất có 3-4 tháng mình tập là xong mà, đâu có khó lắm đâu. Mà tại sao mình lại do dự mà mình không đi tập nhỉ? Đấy, ví dụ như vậy. Thì khi mà mình chê người ta thừa cân, mình nói nó chậm, nó giảm cái âm điệu lại. Và các bạn có biết vì sao một đứa trẻ con đấy nó chưa biết nói mà nó nhìn một người tự dưng nó bật khóc lên, nó thét lên mà nhiều người phải đi đốt đốt viếng các bạn? Thực ra bọn trẻ con đấy nó có khả năng cảm nhận được thông qua cái tướng mạo của các bạn. Ví dụ như bạn mà người râu ria bờm sờm, tóc bù xù mà đứng trước mặt nó là kiểu gì nó cũng sợ, nó gọi là bợm trợn đấy các bạn. Hoặc là bạn nói chuyện đấy, ui giời con ơi, bác chào con, là nó giật mình, nó sợ. Xong mặt của bạn nóng đỏ lên một phát như này là nó sợ. Vậy đứa trẻ nó phân biệt thông qua gì? Sắc thái khuôn mặt, những cái nếp nhăn trên khuôn mặt, những cái biểu hiện cơ mặt, hay là cái nhiệt độ của cái khuôn mặt của các bạn, và cái thứ hai là cái cao độ của giọng nói, để nó biết rằng là cái người này có dễ thương hay không dễ thương, có an toàn hay không an toàn. Thì cái người đối diện của chúng ta họ cũng bị ảnh hưởng y chang như vậy. Được chưa? Rồi. Và lưu tâm giúp tôi này, khi mình nói về cái kết quả mà khách hàng người ta đạt được ấy, thì mình nên nói chậm thôi. Bởi vì tôi lấy ví dụ như có con bé gì nó đang như là Linh à, ngồi ở cái máy của cái Thảo này. Đấy, ví dụ con này là chip của nó là Snapdragon, cái loại mà mới nhất. RAM của nó là 8GB, nên là nói một phát là nó hiểu ngay. Các bạn hiểu không? Là lời nói nó đến tai, nó chạy vào trong não, là nó phản xạ và sản xạ bằng lời nói. Nhưng mà không may phải gặp cái cô bên cạnh đây, thì cô ấy là chip thì lại lởm cách đây từ năm 2010. RAM thì có 512, loát nó chậm. Ông nói cứ như tiên bán như vậy, làm sao mà nó hiểu được. Nó cứ cười thôi. Hỏi xong nó bảo, anh nói từ nãy giờ em không loát kịp anh ạ. Thì chết nhảy. Thế thành ra là chúng ta phải sử dụng kỹ thuật ở đây là kỹ thuật nói gì? Nói chậm. Tôi lấy ví dụ là như này. Kể ra ở với cái cơ thể hiện nay thì mình mặc đồ và diện đi làm rất tự tin. Là mình có một cái phong cách, mức đồ nó ok, trình độ của mình tốt, thương hiệu doanh nghiệp của mình tốt, đúng không? Mình đi ra mình gặp gỡ khách hàng mình vẫn thấy ok. Nhưng mà thử nghĩ mà xem, nếu mà bây giờ tự dưng với cái cơ thể như này, thay bằng một cái cơ thể giảm đi 15 kg, eo thì thon, mông thì to, đùi thì gọn, rồi đi một cái đôi giày cao gót lanh quanh khoảng 7 cm, mặc một chiếc váy body, xách một cái túi Chanel, rồi tiến lại gần khách hàng, em chào anh ạ, em là đại diện cho công ty ABC, cảm giác nó khác không, nó có phê không? Đấy, em thử nghĩ mà xem. Đúng, cái sắc đẹp nó quan trọng mà. Nhiều khi mà đi ra ngoài đường không may mà tông phải thằng khác, mà nó quay xuống nó nhìn thấy mình xinh, nó bảo úi dồi ôi em có bị làm sao không, cho anh xin số đi, có gì thì anh báo. Đằng này mình mà lại không đẹp, nó quay ra nó chửi cho. Không tin đứa nào đẹp tôi biết ngay, bị công an bắt nó toàn xin số chứ nó có phản đâu. Nhảy, mấy thằng đực dựa như mình mà bị công an bắt thì xuống tiền đi em ơi. Nhảy, nộp phạt thôi em ơi, làm sao mà xin được. Hoặc mấy chị mà không được xinh xắn, không được đẹp cho lắm thì đương nhiên rồi, nó phạt cho chổng đít cho chứ làm sao mà xin được. Nhưng mấy bạn cute phô mai que mà lại còn đáng yêu, nó cứ cười thôi. Là tự dưng anh đấy thấy dễ thương, tôi cho đi đi nhé, lần sau phải cẩn thận. Đấy, đẹp nó khác lắm. Ví dụ như vậy, mình nói bằng cái chất giọng chậm rãi, nhỏ nhẹ như vậy, là tự dưng cái người khách hàng người ta cũng ngồi, người ta suy ngẫm. Có khi là mình cũng phải thử đẹp phát xem trông nó như nào. Biết đâu mình đẹp phát ra lướt qua mông cong tớn là thí nhau chúng nó dòm, thí nhau chúng nó like Facebook, có khi lại phấn khởi. Đấy, ví dụ như vậy thì bạn nên sử dụng nó như thế nhé. Trong giao tiếp thì nó có một cái kỹ năng, nó gọi là kỹ năng im lặng. Là nhiều khi chúng ta đang cố nói, chúng ta đang nghĩ về một vấn đề gì đó, chúng ta đang luyên thuyên, chúng ta đang nói một cách gì rất là trau chuốt, bỗng dưng chúng ta im lặng, chúng ta không nói gì nữa. Thế là mấy đứa bên cạnh đang nhìn vào màn hình, nó đang đoán xem ông này định nói gì tiếp theo. Đấy, thì nó là một kỹ năng rất đặc biệt các bạn ạ. Nên nhiều khi mình thuyết trình mình cũng phải tỏ ra nguy hiểm. Tôi lấy ví dụ, có lần thì tôi cầm một cái tờ inbody của khách hàng ấy, xong rồi tôi cứ nhìn cái tờ inbody xong cứ bảo không ổn rồi chị ạ. Nhìn cái kết quả như này em thấy không ổn tí nào chị ạ. Thì tự dưng là khách hàng hỏi có việc gì không em, có vấn đề gì không? Chỉ số của chị nó làm sao? Tôi cứ nhìn vào cái tờ inbody, tôi không có nói gì, tôi cứ lắc đầu với các bạn. Thế tự dưng khách hàng bảo mẹ thằng này, nó định nói cái gì thì phải nói mẹ đi, mình lại vẫn không nói. Thế rồi khách hàng sốt ruột quá, nhổm lại bạn,
cho chị xem cái nào. Thế tóm lại cái chỉ số của chị nó có vấn đề gì không mà sao mình cứ lắc đầu chứ? Có vấn đề chị ạ, vấn đề rất lớn. Vấn đề là em gặp phải đến mười mấy chị giống chị rồi. 3 năm làm PT em nói thật với chị, gặp em chị nào cũng đẹp, em đang rất là phân vân là không biết có nên dạy chị hay không. Nhỡ đâu dạy chị mà đẹp phát thì có khi hỏng rồi. Em nói cho chị biết đẹp khổ lắm, em đẹp em biết mà. Đấy, ví dụ vậy. Thì nhiều khi mình sử dụng cách nói như vậy, nó làm cho khách hàng vừa nguy hiểm, nó vừa vui. Và đôi khi nó tạo cho khách hàng có cảm xúc tốt các bạn ạ. Nên bán hàng nó là nghệ thuật là vậy. Cái quan trọng nhất là chúng ta làm cho người nghe, người ta không có cảm giác căng thẳng, mà người ta nghe người ta thấy vui các bạn. Vì tâm thế của mình là đi mua hàng nó như này. Em ơi, anh quan tâm đến căn hộ này, giới thiệu cho anh Phát. Căn 90 mét này bà ngủ bao tiền? Mặt rất nguy hiểm. Không tin các bạn thử đi mua nhà mà xem. Mặt thằng nào cũng vậy à? Hoặc các bạn thử đi mua xe hơi mà xem. Các bạn mặt trông y chang vậy luôn. Tư vấn cho anh con xe này Phát em nhỉ. Con này bao tiền em nhỉ? Đấy, mặt cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì có điều là gì? Chúng ta là khách hàng, chúng ta có một cái thái độ phòng vệ với người bán hàng. Nó là cái phản xạ tự nhiên của mình mà nhiều khi chúng ta không biết. Đấy, thì khách hàng cũng như vậy. Vậy nếu mà chúng ta thay đổi được giọng nói, thay đổi được phong cách nói, thì tôi nói với các bạn này, người ta sẽ xóa bỏ cái rào cản đó rất là nhanh. Đấy, thì đấy là cái yếu tố tác động vào tai của khách hàng dựa trên góc độ phòng tập và dựa trên góc độ của huấn luyện viên cá nhân. Rồi, tiếp tục. Cái yếu tố số 3 mà tôi nói là tác động vào khứu giác của khách hàng, ngoài cái việc vệ sinh phòng tập nó sạch sẽ, rồi vệ sinh gì ạ? Những cái khu vực locker nó sạch sẽ và làm sao có sông tinh dầu. Các bạn biết không, hình như tôi nhớ không nhầm là California, hình như là họ dùng cái loại hệ thống sông là sông cho cả phòng tập luôn. Có nghĩa là họ dùng cái phun mùi vào hệ thống thông gió hay sao ấy. Nên là tất cả cái khu vực đấy nó đều thơm. Thì tôi đoán thế nhé, thì tôi cũng không có biết, nhưng mà tôi đoán thế. Tại vì tôi đứng đâu tôi thấy, cũng thấy nó thơm ấy. Nhưng mà các cái phòng tập khác thì hình như là không có được sử dụng cái hệ thống như vậy, mà chỉ là những cái đèn sông tinh dầu thôi. Thành ra nó không có cái độ đều. Rồi, thế thì cái câu chuyện là như này. Ngoài cái yếu tố thơm đó ra thì các bạn lưu tâm này. Có một cái mùi rất khó chịu, đó là mùi cơ thể người. Nghĩa là mùi hôi miệng, mùi hôi nách, mùi hôi chân, mùi quần áo của mình nó bị ám mùi. Tóm lại là như vậy. Thì ở đây tôi nói thật với các bạn là không ai muốn cái điều đó nó xảy đến với chúng ta. Nhưng mà nó là do gì? Không may thì chúng ta bị cái bệnh lý nó như vậy. Thì các bạn phải hình dung là cái này nó tác động trực tiếp đến gì? Đến khứu giác của người kia. Tôi đi vào trong thang máy thôi, nhà tôi thôi. Cứ đi lên đi xuống thôi các bạn. Nhiều khi thấy mấy bạn trẻ trẻ, bạn ấy bịt khẩu trang kín mít, mình chả biết người ta có xinh hay không. Mà cái câu đầu tiên mình vào, má nó thơm thế. Ngửi thơm ơi là thơm các bạn ạ. Thơm là mình cứ hít lấy để, mặc dù mình nói câu chuyện này là bà xã ngồi ngay bên cạnh, cẩn thận là cho cả cái bạt tai vào mặt luôn, nhưng chấp nhận các bạn ạ. Chấp nhận vì nó là sự thật. Vì thực sự là cái mùi nước hoa nó tác động lên khứu giác của chúng ta và làm cho chúng ta có cảm xúc là ấn tượng với cái người đối diện. Vậy các bạn thử nghĩ mà xem, anh em mình vừa làm đĩa thịt chó mắm tôm xong, nhảy, mà tập cho khách hoặc là bún đậu mắm tôm mà vào dạy khách hàng cứ hít sâu và anh ơi thở mạnh lên. Các bạn thở phù một phát khách hàng ngửi xong ngất bố ra đấy thì sao? Có khi đột quỵ chết cha. Nhảy, thì đấy là một cái rủi ro mà tôi nghĩ rằng là anh em mình hết sức là lưu tâm. Và đặc biệt là cánh con trai, bởi vì con gái thì những cái này rất là tinh tế, nhưng anh em con trai mình nhiều khi là tính toán. Nên là thôi, trước khi mà mình chuẩn bị vào tư vấn dạy khách thì mình cứ cắn viên kẹo nhỉ, ra Circle K làm một đống kẹo thơm miệng nhỉ. Đấy, mình cắn viên cho một phát như vậy nó thơm tho vào, mình dạy khách cho nó tự tin. Hai là mình đầu tư cái lọ nước hoa nó xịn, nó gọi là thơm nước mũi đi. Nhưng mà lưu tâm giúp tôi ạ, là nếu chúng ta đến phòng tập thì chúng ta lựa nước hoa cho nó phù hợp, thơm mát nhẹ nhàng thôi. Còn đi party mặc đồ tây đẹp dai các kiểu thì mình xịt những cái nước hoa nó nồng hơn. Rồi, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối thì mùi của nước hoa nó cũng khác nhau, thì các bạn có thể lưu tâm một chút xíu. Thì tôi tin rằng là gì, cái cảm xúc đó nó sẽ khiến cho cái người đối diện họ muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn. Thì đấy nó là sự thật. Nói thật với các bạn là mình cũng được rất nhiều bạn gái đi qua hỏi câu là anh dùng nước hoa gì mà thơm vậy. Thực sự với các bạn là như vậy. Nhiều bạn thì chả biết nó có chê hay là nó có nói gì không, nó cứ cười thôi, nó không nói gì cả. Nhưng mà ít nhất là nghe được người ta phản hồi như vậy là mình thấy có vẻ là cái việc đầu tư vào nước hoa là nó cũng có hiệu quả, đúng không? Đấy, thì đấy là cái mà các bạn có thể là lưu tâm. Nếu mà nội bộ phòng tập của bạn ấy, các bạn có thể xin người khác cái sự góp ý. Có nghĩa là ví dụ có cái bên 26 feet thì tôi thấy các bạn đang ngồi rất là đông, thì nhiều khi các bạn sẽ tự ngửi cái mùi của nhau để xem rằng cái mùi nước hoa này nó có phù hợp với người này người kia, và các bạn góp ý, các bạn đưa cho nhau những cái lời góp ý, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tạo ra một cái yếu tố tích cực hơn. Không giống như ngày xưa cái môi trường công ty của tôi làm, thì có một bạn bạn coi tôi là thằng nhà quê các bạn,
Có một bạn bạn trông như người mẫu, bạn quê chê tôi là tôi gọi tôi là cái thằng nhà quê. Thì đúng là tôi nhà quê, tôi từ quê ra, bạn ấy chê tôi ăn mặc nó không có được sành điệu. Nói thôi các bạn, chứ ngày xưa mới làm PT lương có 2 triệu 750 nghìn. Lấy đâu ra tiền mà mua Nike Adidas, các bạn ấy làm cả 2 năm trời rồi các bạn nhiều tiền, các bạn mua đồ xịn. Mình mặc toàn đồ pha ke thôi các bạn, à, không 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 mặc đồ pha ke mà mặc toàn hàng Việt Nam 200 nghìn thôi. Thành ra các bạn chê mình rồi cũng không có nước hoa xịn các bạn, xịt nước hoa thể thao mua 300 nghìn trong siêu thị. Mà xịt khử mùi thôi, cũng không có tiền mà mua 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 Dior hay là mua Gucci hay là mua Tom Ford này nọ đâu, nên bị chê nhà quê. Thì các bạn đừng theo cái cách đó, đó các bạn đừng góp ý cho nhau chê bai nhau theo cách như vậy, mà thay vào đó thì giúp đỡ nhau để làm sao mà ít tiền cũng có thể mua được những bộ đồ đẹp, trang phục tốt và lọ nước hoa thì ưng ý. Đó thì theo quan điểm của tôi nó là như vậy, thì đấy mới gọi là huynh đệ tốt, anh em tốt, chứ còn sang hèn gì cái việc đi chê nhau, nó không có giá trị gì đâu. Nói thật với các bạn, cái người chê tôi thì bây giờ đâu có bằng được tôi đâu các bạn, khẳng định luôn là không có tuổi đấy. Thì cái việc là hôm nay mà bị chê thì ngày mai thì không biết được người ta như thế nào đâu, nên là anh em sống ở cái góc độ là tôn trọng, thì đấy là góp ý dành cho các bạn đó. Cái yếu tố thứ tư là gì ạ? Nếu như một cái người nhân viên, người ta đến, người ta làm việc, người ta welcome, người ta vui vẻ, người ta có một cái gì đó nó tích cực ấy, thì tự dưng cái năng lượng đó nó sẽ được truyền tải đến khách hàng. Các bạn phải hiểu này, cảm xúc nó có khả năng lây lan qua giọng nói, qua khuôn mặt của bạn. Cái người nào mà càng gần càng thân với các bạn ấy, thì người ta càng bị lây cái cảm xúc đó nhanh hơn. Không tin, các bạn đang chơi với nhau mà tự dưng hôm sau thấy một con nó không nói câu gì, phát tự dưng là mình cảm thấy mẹ có chuyện gì không hay rồi. Mình cứ phải đi mình đoán biết tâm lý của nó, cũng mất cả một ngày mà không làm được gì hết. Nên luôn có một quy tắc, nếu như hôm nay mà không vui, nếu như không may bị bồ đá, thì hãy xin phép sếp cho em ra đi nhậu một hôm, nghỉ một hôm, chơi cho nó tơi bến đi, xong hôm sau mình đi làm bình thường, chứ đừng có đến công ty với tâm trạng là đau khổ. Tôi nói với các bạn một câu, ngày xưa tôi có cộng nhân viên bằng tuổi, suốt ngày cậu đi kể câu chuyện thất tình với một cái chị mà chị đấy cũng lớn tuổi và cũng độc thân, thế mới đau chứ lại. Thì cuối cùng là chị điên quá, chị bảo đổi PT cho tao. May mà chị còn chấp nhận đổi PT mà chị không đòi lại tiền đấy các bạn ạ. Nói thật với các bạn luôn, cái chuyện này nó có thật luôn, bởi vì mang những cái câu chuyện tiêu cực đến cho khách hàng không hay. Và rất nhiều bạn PT lại có một cái trò rất là ngớ ngẩn, lại đi kể khổ là bọn em làm vất vả lắm, rồi công ty trả lương thấp lắm. Tôi thấy những cái PT đấy là cái PT cực kỳ ngu luôn các bạn ạ. Vì sao tôi lại nói câu đó? Vì khách hàng cũng là những cái chủ doanh nghiệp, họ cũng gặp phải những nhân viên giống những PT đó, suốt ngày kêu than về việc là lương thấp này nọ, nhưng khổ, kết quả làm việc có tốt đâu mà chê lương thấp. Ví dụ bán doanh số 200 triệu, dạy 150 sâu mà bảo sếp trả lương có 15 triệu thì đúng là lương thấp thật. Đằng này bán thì không nổi 3-40 triệu, dạy thì lẹp đẹp 5-60 sâu, mở mồm ra là đi kêu với khách hàng là thấp, nói xấu công ty. Thì tôi nói với các bạn đấy là một cách ngu dốt, không nên làm việc đó, vì khách hàng người ta cũng sẽ cười bạn thôi, chứ người ta không có đồng cảm với bạn đâu, được chưa? Thì đấy là cái mà các bạn cần phải hết sức lưu tâm cho tôi trong cái việc tác động cảm xúc tích cực của khách hàng. Và một cái cuối cùng đó chính là cảm hứng, đó chính là motivation. Tôi nói câu này các bạn đừng buồn nha. Rất nhiều các bạn đổ lỗi cho khách hàng của mình, họ là những người không có ý thức, lười biếng tập luyện. Nhưng các bạn có nghĩ là cái lần đầu tiên mình gặp khách hàng, mình đi tư vấn ấy, mình nói câu là em là cái người sẽ tạo động lực cho chị đi tập, có đúng không? Vậy thì một trong những cái mô tả của huấn luyện viên đó là tạo động lực cho khách hàng đi tập. Trên quan điểm cá nhân của tôi nói thật với các bạn, lỗi là do anh em mình. Anh em mình chưa làm cho khách hàng cảm thấy nó hưng phấn, nó vui vẻ, nó kích thích để cho người ta phải bỏ những công việc khác, thay vào đó bằng việc tập luyện. Đấy là lỗi của anh em mình, tôi khẳng định với các bạn điều đó. Nên công ty của tôi thì đưa ra một cái nó gọi là cam kết, nếu không có kết quả miễn phí cho khách hàng. Thì nói thật với các bạn là đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa quản lý nó tốt, vài cơ sở làm rất tốt, tổng thể thì chưa tốt. Nhưng khi mà chúng tôi đưa nó lên được phần mềm vào năm 2023 ấy, có nghĩa là một khách hàng đến tập trung tâm của tôi, họ tập bao nhiêu buổi, lịch trình tập luyện, kết quả ra sao, PT như thế nào ấy, thì trên cái đó nó có profile hết, thì chúng tôi sẽ làm được đó. Chúng tôi sẽ quản lý điều đó và yêu cầu sẽ thực hiện cái lời hứa với khách hàng. Và chúng tôi mặc định một khách hàng người ta không đi tập, không có hiệu quả tốt, nó là do chúng tôi chứ không phải do khách hàng. Và chúng tôi sẽ tập cho họ đến khi mà họ xác nhận phản hồi lại là thôi, nó là do chị không chịu tập được, chị bận quá, chị không có ý thức, thì lúc đó chúng tôi mới công nhận là lỗi tại khách hàng. Thì đấy là cái mà chúng tôi đang theo đuổi và phát triển trong cái năm 2023 để chia sẻ với các bạn. Nên là nếu một bạn PT ấy, các bạn đi làm mà các bạn hãy thử nhìn lại anh em đồng nghiệp xung quanh mình xem, ủ rũ bề ngoài kinh khủng khiếp. Và nếu thực sự những cái người đó đang ủ rũ ấy, thì hãy nói chuyện với họ để xem vì sao họ lại như vậy. Và nếu mà họ không thay đổi được ấy, thì có khi là chúng ta nên khuyên họ nghỉ việc. Vì sao? Vì họ không còn phù hợp với công việc này nữa. Làm việc mà không có đam mê nhiệt huyết như vậy nữa thì có những người ta rất chán rồi. Thì tốt nhất họ nên tìm cái công việc nó phù hợp với mình.
Còn cái công việc đấy thì nó không thực sự là phù hợp đâu. Đấy là cái quan điểm cá nhân và quyền của các bạn. Vậy các yếu tố tôi vừa chia sẻ, nó chính là yếu tố tạo nên cảm xúc tích cực cho khách hàng ngay từ lần đầu tiên khách hàng đến phòng tập và gặp gỡ chúng ta. Ok chưa ạ? Rồi, bài tập ở phần này rất đơn giản. Hãy nhìn những người xung quanh các bạn. Đánh giá phòng tập của bạn xem, nếu bạn là khách hàng, bạn không ưa ở cái điểm gì trên cơ sở vật chất, thì các bạn hãy đề xuất cho sếp để chúng ta cùng cải thiện nó. Hãy nhớ đề xuất vấn đề và chúng ta đưa ra giải pháp để giải quyết nó, không lên án tiêu cực nó. Hai, hãy để ý những người đồng nghiệp xung quanh mình và làm thành một cái buổi brainstorming. Góp ý cho nhau là tớ thấy cậu đang dạy là cậu dạy hơi mất dạy. Cậu dạy mà một tay cậu chỉnh khách mà khách tập sai mà một tay cậu bấm điện thoại là tớ thấy bạn đéo ok. Ví dụ vậy, tớ xin phép các bạn là nói chuyện cậu hơi thô tục. Thì các bạn là đồng nghiệp của nhau, nói chuyện nhau vui vẻ. Nhưng mà tớ khuyên bạn không nên như vậy. Chúng ta đưa ra vấn đề, chúng ta cùng nhau sửa. Chứ chúng ta không phản, chúng ta không lên án này hạ thấp danh dự của người khác. Nếu các bạn làm một cái buổi brainstorming như vậy, tôi tin rằng thái độ của khách hàng với dịch vụ, với thương hiệu của bạn, sau đúng một tháng họ sẽ kinh ngạc luôn. Tôi khẳng định với các bạn điều đó. Họ sẽ kinh ngạc đấy. Nha. Thì đấy là bài tập dành cho các bạn. Mà thông thường thì thường không ai làm bài tập này đâu. Thường là vậy. Mọi người chỉ thích nghe tôi nói thôi, chứ không làm thì mọi người lại không thích. Rồi, cái quy tắc số 2 tôi dành cho các bạn, đó là quy tắc 3 giây để thu hút với khách hàng. Trong quy tắc này có 3 cái điểm cần phải lưu ý. Cái điểm thứ nhất đó là hãy gọi tên riêng của khách hàng. Nhưng mà lưu ý, đừng có anh Trường ơi cho em hỏi, anh Trường ơi một tuần tập bao buổi, anh Trường ơi nhà anh có gần đây không, anh Trường ơi trước anh từng tập luyện đâu Trường. Có nghĩa là vả vào mặt người ta 4 câu anh Trường như vậy nó hơi kỳ. Thay vào đó các bạn hãy sử dụng công thức như sau. Anh Trường ơi, anh chia sẻ giúp em là mục tiêu tập luyện của anh khi mà đến với trung tâm là gì. Thế thì trước đây anh đã từng tập luyện ở đâu chưa? À, vậy thì khi mà anh đi tập thì một tuần này sẽ tập bao nhiêu buổi? Và anh đang cảm thấy cái cơ thể của mình như thế nào? Anh Trường ơi, thế thì sắp tới thì liệu anh có đảm bảo cái buổi tập nó kéo dài hơn một chút được không? Khoảng độ 60 đến 90 phút thì sao? Vậy có nghĩa là một câu anh Trường và 2 đến 3 câu là anh, sau đó lại đến một câu anh Trường. Có nghĩa là xưng tên cá nhân, sau đó gọi tên chung, sau đó lại xưng tên cá nhân. Thì cái cuộc nói chuyện đó nó mang tính chất cá nhân hóa và nó mang tính chất gì ạ? Thân thiện hơn, gần gũi hơn so với khách hàng của mình. Đấy là cái lưu ý thứ nhất khi mà gọi tên. Cái lưu ý thứ hai là gì? Là thường xuyên chúng ta hay bị quên tên của khách hàng do chúng ta phải gặp gỡ quá nhiều người. Nên nếu mình quên tên, hãy đặt ra một câu hỏi để hỏi lại tên khách hàng như này. Anh ơi, vừa rồi em có anh nhắc lại giúp em họ tên đầy đủ của anh để lưu số điện thoại em ghi vào đây để nhớ tránh bị nhầm. Thì lúc đấy họ bảo anh là Đình Trường. Vâng, anh Đình Trường. Ngay lập tức mình phải sử dụng cái tên của người ta ngay, nếu không là mình sẽ bị quên đấy. Ở đây có ai mà từng bị quên tên khách hàng thì giơ ngón tay lên nhé. Yeah, rồi, ok. Tất cả mọi người đều bị như vậy đúng không? Ok. Rồi, thì đấy là cái lưu ý mà giúp cho các bạn có thể gây ấn tượng với khách hàng. Cái lưu ý số 2 là chúng ta nên bắt tay với khách hàng các bạn ạ. Nếu các bạn là gặp khách hàng là nam và những người lớn tuổi hơn mình, thì các bạn lưu tâm này, con gái mới được quyền giơ tay bắt, được chưa? Còn ví dụ các bạn gặp một người con gái, các bạn trai không nên bắt tay họ. Trừ khi họ có động thái giơ tay ra bắt tay thì mình mới bắt tay. Còn thường là đàn ông mình không chủ động giơ ra bắt tay con gái. Thường là những cái người mà ví dụ như người ta có vị thế vai vế, ví dụ tôi là chủ tịch hội đồng quản trị công ty, tôi về tôi thăm các cơ sở mà tôi thấy các bạn nhân viên của tôi thì tôi ra bắt tay các bạn ấy thì được. Nhưng nếu mà ví dụ như tôi và bạn là hai người bạn hoặc là hai người khách hàng gặp nhau thì tôi không thể bắt tay bạn là một người phụ nữ được, trừ khi bạn có ý bắt tay của tôi thì được. Đó. Và các bạn lưu tâm bắt tay với những người lớn, các bạn nên cúi nghiêng một góc khoảng độ 5 đến 10 độ thì tôi cho rằng cái góc đó là cái góc ok nhất. Và các bạn có thể là gì, bắt bằng hai tay hoặc là đặt một cái tay sát lách của mình để giống như mình đỡ cái tay ấy, thì nó sẽ lịch sự hơn. Thì lưu tâm là các bạn, cái này dành riêng cho các bạn nam này và cả các bạn nữ này, đã bắt tay thì bắt tay cho nó chắc chắn, đừng có bắt tay một cách hời hợt, kể cả khi mình là nữ, được chưa? Nhưng các bạn nam mà bắt tay bạn nữ thì đừng có bắt tay giật như này nhá, trông nó rất là kỳ, hoặc mình chỉ cầm một phần cái tay và chắc chắn một chút xíu thôi. Vậy tôi lấy là cái thước đo từ 1 đến 10 là thước đo chắc chắn. Thì các bạn hãy để lực bóp ở mức độ số 7, được chưa? Nó là mức khá. Nếu mà bạn bóp ở 10 hoặc trên 10 thì người ta sẽ có cảm giác như là thằng này đang thị uy, đang giao oai với những người khác, được chưa? Và trong cái phép tắc giao tiếp trong kinh doanh ấy, thì đối tác người ta cảm thấy là mày đang lấy le tao đúng không? Các bạn không nên như vậy. Còn nếu bắt tay mà hời hợt thì người ta sẽ đánh giá rằng bạn coi thường họ. Thì nên bạn không nên như thế nha. Cái lưu ý số 3 để tạo nên là thu hút khách hàng đó chính là giao tiếp bằng mắt. Nếu mà lần đầu tiên gặp khách hàng thì hãy cố gắng trong quá trình nói
bạn hãy nhìn thẳng vào mắt khách hàng đủ lâu để làm cho người ta cảm thấy hơi ngại. Ok. Nhưng mà phân biệt giúp tôi này, nhìn vào mắt khách hàng không có nghĩa là bạn nhìn chằm chằm vào mắt khách hàng. Nhìn chằm chằm là bạn không chớp mắt, cổ của bạn giữ thẳng, giữ nguyên và không thay đổi vị trí. Nó bảo là nhìn đều đấy và rất dễ bị ăn đập hoặc là người ta bảo bị soi mói. Nhưng nếu mình nhìn vào khách hàng trong quá trình giao tiếp thì bạn có thể nhìn tôi trên màn hình là tôi nghiêng đầu một tí như này. Anh thắc mắc là tại sao em lại trở thành huấn luyện viên cá nhân nhỉ? Thế thì khi mà em trở thành huấn luyện viên cá nhân thì em cảm thấy như thế nào? Đấy, có nghĩa là tôi sẽ nghiêng trái, nghiêng phải, tôi nhún vai, nhưng mà mắt của tôi thì không rời khỏi bạn ấy. Bạn nào đã nghe tôi giảng trực tiếp, các bạn sẽ thấy rằng khi các bạn ngồi học, các bạn sẽ luôn luôn có cảm giác là tôi nhìn vào mắt các bạn. Và các bạn không cảm giác như là gì, bị lạc trong cái lớp học, thì đó là nghệ thuật thuyết trình trước đám đông. Thì tôi đã luyện cái việc đó đến mức độ face to face cũng làm rất tốt. Và nói chuyện với cả gì, đám đông cũng rất là tốt. Và tôi tự tin đến mức độ nếu tôi nói chuyện face to face với một người ấy, thì tôi sẽ thu hút họ lớn nhất ở hai thứ. Một là ánh mắt, hai là chất giọng. Rất nhiều người đã nghe chất giọng của tôi và đều nói một câu là sao giọng anh ấy hay vậy. Khẳng định với các bạn như vậy. Mà các bạn biết là tôi là một thằng tự kỷ ám thị với chất giọng ba ví có combo vàng. Vì xin giới thiệu với các bạn, mình người quốc oai Hà Tây nên giọng nói của mình bị mất dấu nên rất là khó chịu. Nhưng mà sau một cái quá trình mình cải thiện, mình luyện ấy, thì chất giọng nó khá là lạ và nó vẫn mang tính chất là thu hút được người khác. Chưa? Thì đấy chính là quy tắc 3 giây các bạn cần phải lưu tâm. Ok chưa? Vậy thì lưu ý cho tôi, khi các bạn luyện tập ví dụ như là tư vấn inbody hoặc các bạn luyện tập là hỏi, đặt câu hỏi để khai thác thông tin khách hàng, các bạn hãy nhờ một cái người bên cạnh, người ta ngồi và người ta quan sát để xem trong quá trình bạn nói mắt bạn có chớp, có liếc, có đảo mắt hay không. Rất nhiều bạn hay chớp mắt, đảo mắt hay là bấm bút lạch tạch hay là nhìn lên trần nhà trong quá trình mà nói chuyện với khách hàng, thì đấy nó sẽ tạo ra cái cảm giác không đáng tin. Trong cuốn sách có tên là Lời Nói Có Đáng Tin là một cuốn sách được viết bởi một chuyên gia FBI. Họ viết ra những cái dấu hiệu nhận biết ngôn ngữ hình thể để đánh giá được cái người đối diện nên có hay không cái việc đọc vị tâm lý khách hàng. Tôi nói các bạn có, thực ra nó đọc dựa trên những cái dấu hiệu của ngôn ngữ hình thể để đưa ra kết luận về người đối diện. Và nói thật với các bạn, trước giờ mình nghi ngờ người nào đó thông qua những cái ngôn ngữ hình thể thì mình thấy là điều chính xác. Mình đã từng gặp rất nhiều đối tác các bạn ạ. Và khi làm việc với họ xong thì mình thấy rằng là cái nhận định của mình rất đúng về họ. Rất rất đúng. Có những người có tính tham lam, có những người ích kỷ, có những người giả dối, lươn khươn, dùng cái từ lươn khươn luôn, mình gặp rất đúng. Và nhiều người mình đã từ chối, và sau khi mình từ chối mình thấy là quyết định của mình nó rất là đúng đắn. Một vài trường hợp mình không thể từ chối được, mình đã phải bắt tay với họ và mình cũng đưa ra một cái phương án làm việc để hai bên cùng có lợi và không để ảnh hưởng. Đấy, thì mình trước khi mình ký với họ mình đã biết họ nghĩ cái gì trong đầu rồi. Mình biết thừa luôn các bạn. Thì đấy cũng là một cái năng lực, nó gọi là do giao tiếp nhiều, quan sát nhiều thì mình tích lũy được. Tất nhiên một phần trong số đó là đọc sách, và hãy khuyên các bạn đọc sách nha. Rồi, cái yếu tố số 3 mà các bạn cần phải lưu tâm vì nó tác động đến ấn tượng của khách hàng, đó chính là sự tương xứng giữa dịch vụ và huấn luyện viên cá nhân. Rồi, tôi xin phép sử dụng một cái thương hiệu là Mercedes-Benz. Tôi xin phép sử dụng một cái thương hiệu ví dụ như là Gucci, Prada hay là Salvatore Ferragamo. Tôi đọc có thể là không đúng cái tên brand của họ lắm. Nếu như các bạn đi mua một chiếc xe máy và các bạn đi mua một chiếc ô tô hoặc cũng là một chiếc ô tô, tôi lấy ví dụ như các bạn thử đến showroom của Kia, của Hyundai, đúng không ạ? Của Mazda, các bạn hãy xem cái phong cách của các cái nhân viên tư vấn ở đó. Rồi các bạn thử đến Audi, Lexus hay là BMW Đức hay là Mercedes-Benz, các bạn sẽ thấy nó có sự chênh lệch rất lớn. Một là về ngoại hình của cái nhân viên tư vấn, hai bên đấy đều rất khác. Đương nhiên những cái thương hiệu lớn luxury ấy, họ đều rất đẹp. Hai là cái sự chỉn chu về quần áo và cái phong cách họ, nó thuộc đẳng cấp và gọi là khác nhau. Các bạn thử vào Zara ở trong Vincom Bà Triệu và các bạn thử đến một vài cái shop như ví dụ như LV hay là Prada, Gucci, các bạn sẽ thấy nhân viên ở trong đó họ mặc đồ họ tư vấn khác hoàn toàn luôn. Và nhiều khi ấy, chúng ta còn cảm giác như họ sang chảnh và giàu có. Mình còn nhiều khi không bằng được với họ. Thì đó chính là điều mà tôi muốn nói. Nếu bạn muốn bán một cái dịch vụ nó đắt tiền, nhiều người nói rằng đắt tiền ở đây là chuyên môn huấn luyện viên, nó phải giỏi, nó phải tầm quốc tế, nó phải này nọ. Tôi nói với các bạn, đấy là những cái người làm huấn luyện viên, họ nghĩ thế. Còn những người làm kinh doanh về dịch vụ, họ không nghĩ như vậy. Và khách hàng người ta không nghĩ như vậy. Nghĩa là gì? Cái sự đắt giá ở đây nó liên quan đến cái trải nghiệm của khách hàng chứ không phải là cái việc ông có bao nhiêu cái bằng cấp. Nên các bạn đừng có lầm tưởng việc đó nhé. Em là huấn luyện viên quốc tế là em bán giá cao hơn, không có đúng đâu ạ. Người ta mua
cái giá cao hơn không phải vì câu nói bạn là huấn luyện viên quốc tế đâu, mà người ta đánh giá trước tiên phong thái tác phong của bạn, những cái biểu hiện cảm xúc của bạn khiến họ tin bạn là một người đắt tiền, được chưa? Do vậy thì tôi luôn nói thế này, nếu bạn bán sản phẩm đắt tiền, bạn cũng phải trông đắt tiền. Do vậy đừng có mặc cái áo tank top ba lỗ, đúng không? Đầu tóc bù xù hôi, rồi mặc cái quần squat ấy, các bạn biết cái quần squat nó ngắn lửng lửng, đi chân đất hoặc là đi dép lê ra mà tư vấn với khách hàng, tôi khuyên bạn đừng bao giờ làm như vậy, vì nó cực kỳ trông rất là phủi, trông nó không có đẳng cấp, trong khi dịch vụ mà chúng ta quảng cáo là dịch vụ 5 sao, rất buồn cười. Thay vào đó, các bạn hãy mặc quần dài giúp tôi ạ. Tôi khuyên các bạn nên mặc quần dài. Được chưa? Nhất là bạn nào chân bé nên mặc quần dài. Quần dài thể thao. Hãy để ý giúp tôi cái đôi giày bạn đi ấy. Người ta có một câu này này, một người đàn ông ấy, đánh giá họ hãy nhìn vào đôi giày của họ, xem cái giày của các bạn có sạch sẽ hay không. Được chưa? Các bạn phải đảm bảo tôi giày đi trong phòng tập nó luôn sạch, luôn là mới. Đừng có để nó rách, đừng có để nó bị sờn. Trời ơi, ngày xưa tôi đi vào trong Đà Nẵng các bạn ạ, tôi gặp phải một trường hợp, một cậu nhân viên, cậu đi một đôi giày rách đi làm trainer và tối thì nó đi một đôi Gucci các bạn ạ. Ok, nó đi một đôi Gucci đi chơi. Tôi không hiểu đâu nó nghĩ cái gì luôn và tôi mắng nó, tôi bắt đầu giải thích cho nó hiểu. Và ngày hôm sau nó mua ngay một đôi đát mới tinh luôn, thì trông nó cực kỳ sang xịn mịn. Đó, quần thì dài, được chưa? Hai là giày thì phải mới và sạch. Ba là nên mặc áo polo và đeo nêm tác. Thì không biết các bạn nói về nêm tác như nào, nhưng theo những gì tôi tìm hiểu nên tôi sẽ chia sẻ góc độ cá nhân này. Logo nằm ở bên trái, đây là cam trước nên cái mặt ở trên có thể các bạn sẽ nhìn nó hơi bị lệch, được chưa? Hơi bị lệch so với cái hình ở ngoài tương phản. Logo ấy là phải đặt ở trước ngực ở bên trái, có nghĩa là một người lao động khi họ đi làm ấy, phải đặt công ty ở trái tim, là đặt công ty ở trên hết, đặt công ty ở trước. Có nghĩa là chúng ta đi làm ấy, thì tôi có một cái quy tắc mà tôi dạy nhân viên mình, tôi chia sẻ luôn, là hãy mang lại lợi ích cho sếp trước. Lợi ích cho sếp đây là gì? Là mang về tiền cho sếp của mình đã. Thứ hai là mang lại lợi ích cho khách hàng, được chưa? Cái đầu tiên nó gọi là lợi cho người, cái lợi thứ hai là lợi cho chúng sinh, là chính là mang lại lợi ích cho khách hàng. Vì mình, người ta chi tiền, người ta thuê mình rồi, mình phải làm tốt cái việc đó. Và cái thứ ba mới là tiền cho mình các bạn, là mang lại tiền cho mình. Đấy, cái lợi của mình nó phải đặt cuối cùng, thì những người đấy sẽ là người thành công. Tôi khẳng định các bạn như vậy. Đừng ai đi sử dụng cái từ huấn luyện viên phải có tâm các bạn nhé. Tôi nói các bạn cái từ có tâm rất khó định nghĩa được như thế nào là có tâm. Các bạn không cần là một huấn luyện viên có tâm. Tôi khẳng định với các bạn luôn, các bạn chỉ cần là một huấn luyện viên có trách nhiệm. Vì sao tôi lại dùng từ đó? Bởi vì các bạn thu tiền của khách hàng, các bạn cầm tiền của khách hàng ấy, thì các bạn có trách nhiệm giúp đỡ họ và làm tốt cái việc đó được rồi. Ở đây không phải tâm. Tâm là gì? Là bạn làm cái gì thật tâm của mình, giúp đỡ cho đời, là làm miễn phí, chứ không phải đi thu tiền của người ta. Đấy, thì tôi chia sẻ với các bạn câu như vậy. Được chưa? Thì chúng ta phải làm có trách nhiệm. Và nếu muốn gắn cái tâm vào trong đó, thì ví dụ một người ta muốn giảm 12 cân là kinh khủng rồi, bạn làm cho người ta giảm 15 cân, bạn huấn luyện tự tập được là vượt sự kỳ vọng của khách hàng. Như vậy được gắn thêm một chút, nó gọi là tâm vào trong đó. Chứ còn nói thật với các bạn là chúng ta cầm tiền của khách hàng, làm tốt những cái gì toàn hứa với họ thôi, đấy nó gọi là trách nhiệm, không phải có tâm. Được chưa? Vậy thì lưu tâm cho tôi một điều là gì? Khi mà chúng ta thể hiện được cái điều đó ra, thiết lập được cái hình ảnh nó như vậy, thì khách hàng người ta đến, người ta nói, à, huấn luyện viên này trông mặc rất đẹp, trông rất là sạch sẽ, trông rất là sang trọng. Người ta nói những cái câu từ nó rất là điềm đạm, nó từ tốn, câu nào ra câu đấy. Người ta không có chuyện là xin lỗi chị cho em hỏi, dạ vâng chị cho em hỏi, xin lỗi chị cho em hỏi, nghĩa là cả một câu suốt ngày xin lỗi với chị cho em hỏi, đúng không? Mà từ đầu đến cuối là cái đoạn hội thoại nó mạch lạc với nhau, nó logic với nhau, và người ta kết luận một câu: thứ nhất, trông nó sang xịn; thứ hai là trông nó chuyên gì, chuyên nghiệp. Nó chuyên nghiệp ở lời ăn tiếng nói, ở cái cách nó sử dụng những cái file toolkit. Tôi nói các bạn này, các bạn ở 26 Fit hay các bạn ở chỗ Đào Hữu Thắng hay là các bạn ở Đặng Văn Dự hay là Quyền, các em có ghi chép, các em có in cái chương trình tập luyện khách hàng ra không? Nếu như ông nào mà bảo là em lên chương trình cho chị, lên chế độ dinh dưỡng cho chị mà đến tận bây giờ các ông không có cái đó, thì có nghĩa là các ông chém gió, nên là nó không tương xứng các bạn ạ. Đấy là tôi nói thật với các bạn một câu như vậy, vì tôi đi rất nhiều, tôi thấy toàn dạy bằng mồm thôi, xong rồi có khi nhiều khi hôm nay còn không nhớ được là mình dạy khách hàng bài tập gì, không nhớ được hôm qua mình tập squat hay là hôm qua cái gì, xong lôi khách ra tập chân, khách bảo hôm qua vừa tập chân xong hôm nay mày lại giã tao chân à, có đúng không? Có gặp phải trường hợp như vậy không? Gặp, giơ ngón tay cái lên cho tôi phát xem nào. Đừng có ngơ ngón tay khác lên. À không à, chứng tỏ 26 Fit xịn phết nhỉ. Có cả trường hợp hỏi khách là hôm nay anh chị thích tập gì. Ok, đứa nào nói nhỏ nhỏ thì nói to to lên phát ra nó phấn khởi lên. Lý nhí, lý nhí, lý nhí.
Đấy, thì lưu tâm khi mà chúng ta có được những cái đó, chúng ta có những cái file kẹp về SEO Toolkit thì tôi có bảo bạn tải, bạn ấy sẽ lấy từ bên học viện và gửi sang cho các bạn về SEO Toolkit. Và các bạn chuẩn bị một file kẹp lịch lãm như vậy, các bạn đứng dạy khách hàng thì người ta cảm nhận thấy nó tương xứng với nhau. Nên các bạn ạ, một trong các yếu tố để nâng giá dịch vụ, để giúp giá dịch vụ cao hơn, đó chính là gì? Phong cách làm việc, quy trình làm việc và hình thái của các bạn đấy ạ. Chứ không phải đơn thuần là chuyên môn thôi. Đương nhiên rồi, chuyên môn giỏi, các bạn giúp được nhiều khách hàng, tạo nên danh tiếng thì cái giá trị nó cũng tốt. Nhưng nói thật với các bạn, khách hàng lần đầu tiên đến thấy các bạn, làm sao mà biết được các bạn giỏi thật hay là giỏi giả? Ai mà nó chả nói với khách hàng là bên em chuyên nghiệp, có đúng không anh em? Nên rất khó nha. Nên phần này lưu tâm giúp tôi ạ. Được chưa? Rồi, đến cái phần cuối cùng thì tôi xin phép giới thiệu với các bạn một cái bộ SEO Toolkit, nó gọi là SEO Toolkit Pro. SEO Toolkit Pro chỉ đơn giản được coi là một cái công cụ bán hàng. Cái gì mà hỗ trợ cái việc bán hàng tốt hơn thì được coi là SEO Toolkit. Ví dụ như chiếc máy InBody, hay là có một cái máy gì nhỉ? Cái máy gì mà mình không nhớ tên, xin lỗi các bạn. Cái máy gì mà người tập người ta đứng vào đấy thôi nó sẽ đo được luôn là sai lệch tư thế này, hay là cái máy gì mà khi mà các bạn tập squat hay là bạn nhảy lên push up phát là nó cũng ra được mất cân bằng cơ bắp luôn ấy. Thì trong Sài Gòn nó có mấy cái máy mô phỏng kiểu đó rồi, kèm theo các chỉ số về mỡ, thì máy đấy khá là xịn, thì cũng được coi là công cụ để bán hàng đấy các bạn ạ. Được chưa? Tuy nhiên những cái công cụ đó thì dễ được sao chép và bắt chước thôi, sớm muộn thì nó cũng phủ kiến giống như InBody. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể thiết lập những cái file kẹp, những cái bảng biểu mẫu. 26 feed ơi, các bạn ơi cho tôi xem cái file màu đen ở trên bàn của cái bạn gì đấy. Tôi nhìn thấy một cái file đó, ok đó. Đây là học sinh của VPTA áp dụng đúng không? Các bạn hãy, tôi nhìn thấy form biểu mẫu kia là của VPTA rồi, trông giống giống rồi đúng không em ơi? Có đúng không nhỉ? Có đúng là sếp Lâm áp dụng đúng không? Rồi hay quá. Các bạn hãy giơ nó lên giúp tôi được không ạ? Thì trên kia nó chính là một cái file kẹp màu da màu đen. Vì các bạn nhìn cái file kẹp này thì tôi sẽ góp ý là cái phần băng dính to quá, trông nó hơi thô, nên để nó ở giữa các bạn ạ. Mình có thể để nó ở giữa và dán giấy in ra đẹp mắt một tí xíu nha, đừng để nó thô quá. Rồi mai làm luôn các bạn. Các bạn hãy để ý cho tôi là bạn này, bạn ấy dở ra bên trái này thì tôi không nhìn thấy bút, thì các bạn nên chuẩn bị bút xanh và bút đỏ, các bạn nên chuẩn bị giấy trắng ở đó, các bạn nên chuẩn bị card visit được cài ở phía bên trái. Ngoài ra các bạn sẽ có thêm những cái phiếu sau, một là phiếu thông tin khách hàng. Ví dụ thông thường các bạn sale, các bạn PT định hỏi khách hàng những câu hỏi gì ấy, các bạn hãy biến nó trở thành một cái phiếu, nó gọi là phiếu thông tin khách hàng, và hãy in cái phiếu đó ra. Nếu có thể đầu tư bằng giấy in màu giúp tôi ạ, thì tôi đảm bảo các bạn khách hàng nhìn thấy một cái tờ giấy in màu là gật đầu luôn, là bọn này là ăn chơi rồi, bọn này đẳng cấp rồi, nó không giống như bọn khác. Cái thời năm 2014 tôi làm PT là công ty tôi in giấy in body bằng in màu các bạn ạ, bán hàng rất dễ luôn. Nhưng mà bây giờ toàn in đen trắng thôi, vì thấy nó không hiệu quả nữa các bạn ạ. Đấy là một cái điều cắt giảm chi phí mà tôi thấy là thực sự nó không nên cắt, vì cái đấy là cái có thể giúp cho trải nghiệm khách hàng nó tốt hơn. Cái thứ hai, các bạn phải biết là mình có những cái phiếu, ví dụ như là các bạn không biết bạn nào hay học cái chương trình mà vẽ lộ trình gồm 3 giai đoạn. Các bạn có biết cái chương trình gồm 3 giai đoạn nó xuất phát từ đâu không ạ? Theo tôi được biết thì nó là xuất phát từ nền tảng của OPT, chương trình đào tạo OPT của NASM. Đấy, thì thường người ta vẽ ra 3 giai đoạn như vậy. Thì khi mà các bạn vẽ ra 3 giai đoạn thì các bạn hãy cố gắng là tạo ra một cái form có sẵn để mà điền thông tin vào đấy, thì khách hàng nhìn vào cái form đó trông nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Cái thứ ba là khi mà mình tổ chức một cái buổi F1 hay là một buổi F2 hay là F3 ví dụ như vậy, các bạn hãy thiết kế sẵn cái form của cái buổi tập đó, thì sau phần này sẽ có tất cả những cái form đó cho các bạn nha. Các bạn điền bài tập vào trong đó, thì đến lúc mình dạy khách ấy, mình lấy luôn cái file đó ra, trong cái file đó nó có sẵn cái tờ đấy rồi, mình giới thiệu khách hàng là buổi tập ngày hôm nay chị em mình sẽ kéo dài trong 40 phút, sau đó chị sẽ nghỉ ngơi và em sẽ stretching cho chị mất khoảng độ 5 đến 10 phút, 10 phút cuối cùng em xin phép sẽ tổng hợp và tư vấn cho chị biết là cái buổi ngày hôm nay chị em mình đã tập được gì, đã làm được gì, cần phải cải thiện vấn đề gì. Thì mình giới thiệu cho khách hàng xong, mình chỉ vào trong cái phiếu đó rồi mình hướng dẫn khách hàng ấy, nó cực kỳ chuyên nghiệp. Nó sẽ giải quyết được vấn đề là không bao giờ các bạn phải ngồi nghĩ xem dạy khách hàng bài tập gì nhá, không bao giờ phải ngồi nghĩ, vì nó được fix ở trong đó rồi, và các bạn có thể điền trước khi các bạn dạy khách hàng. Đấy, thì đấy là cái mà tôi khuyên các bạn sử dụng. Rồi tiếp tục này, các bạn biết là thường chúng ta đưa ra những cái lời hứa về thực đơn cho khách hàng nhưng mà lại không thấy thực đơn đâu, đúng không ạ? Thì các bạn hãy thiết kế một cái form nó gọi là min plan. Tuy nhiên theo mấy ông ở châu Âu ấy, thì ông ấy có cái định nghĩa là nếu như bạn không có nutrition code certificate thì bạn không được phép thiết kế thực đơn cho khách hàng.
Bởi vì thực đơn đấy là của huấn luyện viên về dinh dưỡng. Nhưng ở Việt Nam thì nó không có bất cứ một cái quy định, một cái quy chuẩn nào bắt các bạn phải làm như vậy cả. Nên thành ra là PT ấy, các bạn có thể lên thực đơn cho khách hàng một cách thoải mái, chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, để mà vừa lòng ông Tây mà lại hợp tình ông ta, thì khi thiết kế cái form đó, hãy để giúp tôi một câu ở phía dưới: thực đơn mẫu mang tính chất tham khảo. Ok chưa anh em? Được chưa? Thì đấy là cái mà tôi khuyên các bạn như vậy. Và thiết kế thì cố gắng trình bày cho nó đẹp mắt, đúng không ạ? Làm sao cho bố cục màu sắc trông cho nó bắt mắt thì trong cái toolkit mà gửi cho file đính kèm. Sau này thì các bạn sẽ có những cái tài liệu như vậy để tham khảo thiết kế. Nhớ nha. Ok chưa các bạn? Rồi. Và có thêm một cái này mà các bạn cần phải lưu tâm này. Nhiều khi tôi lấy ví dụ Hằng đang tư vấn cho một cái chị khách là chị đấy muốn giảm cân và chị đấy là 45 tuổi. Chị có hỏi Hằng một câu như này: Hằng ơi, chị là một trường hợp khách hàng khó đấy, bởi vì chị có bệnh lý như vậy mà béo như vậy, thì em đã từng huấn luyện cho một khách hàng nào tương tự như vậy chưa? Thì các bạn nên lưu ý là các bạn hãy chuẩn bị giúp tôi ảnh before after của những khách hàng mà công ty bạn đã training thành công, transform thành công. Bao gồm một là khách hàng cho trẻ em, nếu bên bạn có dịch vụ cho trẻ em phát triển về chiều cao, cải thiện tư thế. Hai là khách hàng giảm béo cho nữ. Ba là khách hàng giảm béo cho nam, ngược lại với giảm béo là tăng cân, tương tự 4 năm như vậy và theo các độ tuổi. Thì khi mà bạn Hằng bạn có một cái bộ như vậy rồi á, thì bạn ấy sẽ chuẩn bị luôn cả một cái chương trình tập luyện mẫu và một cái meal plan mẫu đã được in ra một cách đẹp và trình bày cẩn thận. Thì lúc đó bạn Hằng nói là: chị Linh ơi, chị yên tâm, chị đợi em một chút xíu, giờ file ra. Em gửi chị, đây là chị Huyền. Chị Huyền thì hơn chị 2 tuổi. Chị thì không có vấn đề gì cuộc sống, nhưng mà chị Huyền còn thoái hóa cuộc sống L3, L4, L5 và bị tê mỏi suốt. Đó. Và chị Huyền còn bận rộn hơn chị nhiều, cân nặng hơn chị. Nhưng sau quá trình tập luyện 2 tháng, em đã giúp chị Huyền giảm được 7 cân. Tôi lấy ví dụ như vậy. Và đây là hình ảnh trước khi tập và đây là hình ảnh sau khi tập. Và đến thời điểm hiện tại, chị Huyền đã quyết định đăng ký một gói tập 200 buổi tập của bên em để tiếp tục thay đổi hình thể. Thì chị thấy rằng là gì? Bọn em hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề cho chị. Và đây là chương trình tập luyện, đây là chế độ dinh dưỡng em đã xây dựng cho chị Huyền. Nếu như sau này chị Linh ký hợp đồng với bên em, bọn em sẽ lên cho chị một chương trình tương tự như vậy và đảm bảo kết quả dành cho chị. Đấy chính là công dụng của Sales Toolkit. Cái phương pháp tôi vừa minh họa với các bạn, nó có tên là VAK. Nó là bộ 3 phương pháp. Một là đưa video vào trong hình ảnh. Sorry các bạn, đưa cho khách hàng nhìn tới cái hình ảnh. Được chưa? Hai là cho khách hàng thấy được âm thanh. Và cái việc tập thử kết hợp nữa, nó gọi là cho khách hàng có trải nghiệm tương xứng. Vậy kết hợp ba yếu tố này lại thì nó tác động vào cảm xúc khách hàng rất là tốt. Thì cũng chia sẻ với mọi người là 2023 mình cũng đang lên một cái dự án cho hệ thống. Đó là mình sẽ thiết kế một cái công cụ về bán hàng mà nó hoàn toàn thông qua nhân vật hoạt hình các bạn ạ. Và show nó lên TV để khách hàng người ta mất khoảng độ 30-60 giây họ nhìn vào nó. Nhìn vào đó họ sẽ thấy à, đây là mình ở trong cái bộ phim đó. Và mình đang thắc mắc như vậy, mình đang có vấn đề như vậy. Thì tự dưng có một cái người là mặc trainer chạy ra và giới thiệu dịch vụ như này, như này, như này. Để làm sao mình muốn là đơn giản hóa cái việc bán hàng. Các bạn có biết là mình có một cái suy nghĩ cực kỳ điên rồ. Người ta đã đào tạo PT mất khoảng độ 3 tháng, 4 tháng. Mình chỉ cần đào PT trong bằng 1 tuần. Ví dụ như vậy, mình luôn luôn đưa ra những cái lý do rất buồn cười các bạn ạ. Mình bảo là ờ thì thế giới nó cũng có, nhưng Việt Nam phải có. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thì tôi luôn luôn tôi tìm cách tối ưu để làm sao cho cái nhân sự của mình ấy không phải đào tạo quá nhiều, họ vẫn thực hiện tốt được công việc. Và thực tế nói thật với các bạn là nhân sự của LadyFit có cái số lượng nhân sự mới cực kỳ cao. Và thậm chí có những bạn là rất non trong cái việc tập luyện, nhưng mà trong một cái thời kỳ cực kỳ ngắn mà các bạn ấy có thể bán hàng rất tốt và tạo ra cái kết quả transform trong khách hàng khủng khiếp. Mình tự tin với các bạn luôn, hệ thống mình là tốt về transform luôn. Bạn nào mà bảo là chất lượng dịch vụ không tốt là mình đưa ra con số thống kê luôn. Thành ra là mọi người chỉ dám nói xấu được sau lưng, chứ mọi người làm sao mà dám nói bằng con số với hệ thống của mình đâu. Vì cái kết cuối cùng là khách hàng an toàn, cái kết cuối cùng là khách hàng đạt được kết quả họ mong muốn, thì đấy là thành công. Chứ còn lý thuyết thì nó vẫn chỉ là lý thuyết thôi, áp dụng vào thực tiễn nó khác nhau một trời một vực luôn. Thì đấy, thì ngày hôm nay các bạn đang bán hàng một cách thủ công, nghĩa là cái việc bán hàng đang phụ thuộc vào cái người huấn luyện viên các bạn ạ. Ở đây các sếp lưu ý nghe giúp tôi này, cái việc bán hàng và chất lượng dịch vụ đang phụ thuộc vào từng con người ngồi ở đây. Chúng ta hãy làm sao để đưa công nghệ vào để các bạn có thêm nhiều trang bị, nhiều công cụ để các bạn không phải phụ thuộc nhiều vào năng lực cá nhân nữa. Nên chúng tôi đưa ra một cái workbook đến mức độ mà bắt nhân sự học thuộc đến mức độ một đứa nó không biết nói nó có thể bán được hàng các bạn ạ. Vì sao mình đã khẳng định với các bạn là bên mình ấy,
là bên mình đâu có đào tạo về bán hàng, mà mấy đứa bên nhân viên nó ít nói lắm, nó trẻ con lắm, nó không có nói ngay bằng các bạn ngồi đây đâu, mà nó vẫn bán hàng rất ngon. Vừa có con bé nó thò cái mặt nó tưng tưng vào đây này, đây cười nhe nhởn đây này, đang nhe răng ra cười, nó nói chuyện đâu có tốt đâu, nhưng mà ngược lại khách hàng lại mua rất nhiều, bởi vì bên mình thiết kế ra quy trình và công cụ để bạn ấy làm cái việc đó rất tốt. Hay cả cái việc dạy khách hàng như vậy, tại sao các bạn phải cần cho một huấn luyện viên phải thiết kế được chương trình tập luyện cho khách hàng, trong khi các bạn có thể bố trí một người khác thiết kế được mà, người ta trở thành một trainer chỉ dạy theo cái chương trình đó thôi. Ví dụ như vậy thì nó sẽ làm giảm cái giai đoạn đào tạo của PT lên. Đây là quan điểm cá nhân nhá, nó có thể đúng với tôi nhưng không đúng với các bạn thì tùy các bạn tham khảo thôi nhá, tham khảo thôi. Thì quan điểm của tôi là làm sao rút ngắn được tất cả những cái đó xuống, cung cấp những cái công cụ tốt nhất để phục vụ khách hàng, để làm sao không phụ thuộc vào PT bán hàng và không phụ thuộc vào PT dạy khách hàng để có hiệu quả, thì đấy mới gọi là sự thành công. Nên là mình rất thích một câu của Shark Hưng, Shark nói câu như này này: nếu như các em ở cái thế hệ là Gen Z mà các em khởi nghiệp, hoặc các em ở 9X mà khởi nghiệp mà các em không tận dụng 4.0, không tận dụng công nghệ vào trong startup ấy, kiểu như vậy, mình không nhớ chính xác thoại lắm, nhưng nôm na là khởi nghiệp vận hành doanh nghiệp thì phải đưa công nghệ vào thì mới thành công, nếu không đưa công nghệ vào là chết đấy. Nên là trong năm 2022 bên mình là đang chuẩn bị nền tảng, và đến 2023 là bên mình bắt đầu đưa công nghệ vào, làm sao để cái việc bán hàng, việc dạy khách của PT nó trở nên rất là dễ dàng. Thậm chí nói thật các bạn này, lưu trữ những cái thông tin tài liệu khách hàng nó cũng dễ hơn, thiết kế chương trình tập luyện nó có công cụ làm nhanh hơn để nó đỡ mất thời gian cho các bạn ý. Vì những người ngồi đây họ đang rất khổ, họ phải dạy khách, họ phải học, họ phải đọc rất nhiều sách, họ phải chăm sóc từng khách hàng của mình, nên áp lực họ rất là lớn. Nếu mà chúng ta giải phóng được cái đó thì cái thời gian đó họ dành cho gia đình, họ dành cho người thân, và nó cân bằng được cái cuộc sống của người PT ấy, thì lúc đó tôi tin rằng đó mới thực sự là giá trị các bạn ạ. Làm việc hiệu suất cao, mất ít thời gian, cân bằng được cuộc sống. Tôi khẳng định với anh em một điều như vậy. Cái việc mà tôi đưa cái toolkit vào năm 2014-2015 tôi đã làm, các bạn biết không, tôi cực kỳ nhàn luôn. Tôi không có vất vả như những người khác đâu. Tôi nhàn lắm các bạn ạ. Tôi đến sớm công ty, sau đó tôi chuẩn bị toolkit. Tôi tạo thành một cái file là cái file tiếp khách mới và một cái file là file dạy khách cũ. Nên là chỉ cần tôi biết là lịch hôm nay có 10 người là tôi chuẩn bị đúng một cái file đấy lên. Có 10 người lên là tôi không bao giờ tôi phải chạy ngang chạy dọc. Tôi biết chính xác người này học dạy cái gì, tập cái gì. Và tiếp một khách mới thì tôi tút một cái file màu khác ra là tôi đi ra tôi dạy khách, không cần phải chuẩn bị một cái gì hết. Nên là cái thời gian của tôi nó được rút ngắn các bạn ạ. Đấy nó gọi là làm việc hiệu suất cao. Thì đấy là cái mà tôi chia sẻ, hy vọng là các bạn trẻ các bạn sẽ có nhiều cái đóng góp, những cái chia sẻ biết đâu có thể giúp tôi hoặc là những cái người sếp của các bạn có thêm ý tưởng để làm cho cái việc giảng dạy khách hàng, bán hàng của các bạn nó trở nên đơn giản hơn và rút ngắn cái thời gian làm việc của bạn. Đó, đấy chính là cái tác dụng của SEO Toolkit. Ok chưa ạ? Rồi, khi mà tôi chia sẻ xong phần này thì anh em đã hiểu hay là có đồng tình với quan điểm hay có những cái chia sẻ gì thì các bạn hãy chia sẻ giúp tôi ạ. Xin mời các bạn, mình dành một ít phút để mình chia sẻ tí nhé. Anh em? Hay là mình có loát được không? Có hiểu được không? Trả lời cho nhau nghe chứ thấy nhỉ? Ở trong kia 1, 2, 3, 4, 5, ông nào cũng to gao đẹp dai thế kia, ngồi khoanh tay trông đáng sợ thế, trông nguy hiểm thế. Anh em cho anh một vài câu chia sẻ nhỉ? Ví dụ là mình có thấy được cái gì đó áp dụng được không? Rồi sếp Lâm quay camera cho tôi xem các nhân vật của 26 feet nghe xem nào. Welcome các bạn học cùng nhé, yên tâm đi, các bạn học cùng tôi thấy rất vui. Nên các bạn đừng lo lắng là phải che giấu, các bạn học cái này là tôi thấy rất thích. Rất thích. Thế là không ai có ý kiến gì à? Thế là ok à? Ok đúng không? Này tôi nói thật với anh em là bình thường mà tôi dạy cái phần này là anh em nó lắc đầu nhào ngán. Nó kêu khó lắm thầy ạ. Thế có khi là hôm nay anh em vẫn tỉnh mà lại gần không có câu hỏi, hay là tôi nói dưới tâm hiểu biết này. Chết mẹ rồi, dở rồi. Có khi là mình nói nó hơi dễ nên anh em nó thẩm thấu nhanh quá. Nguy hiểm quá. Thế được rồi. Cứ cho là mình nói dễ đi. Nhảy. Rồi. Chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là kỹ năng đặt câu hỏi. Anh ơi. Ừ. Anh quá nhỉ. Câu hỏi rồi. Ơi. Em đang ở ngoài quán cà phê nên nó hơi ồn một tí, anh có nghe rõ không ạ? Được, nghe được, tổng đài xin nghe. Em hỏi một chút nhá về cái vấn đề mà kiểu anh bảo là cái vấn đề cảm xúc ấy. Ừ. Cái phần cảm xúc ấy thì em muốn hỏi là xem một cái số tip mà để mình tạo nên cái sự cảm hứng cho khách hàng để họ đi tập luyện thường xuyên hơn ý, thì anh có thể chia sẻ thêm được không ạ? Ok. Rồi.
anh khi mà các bạn phải hiểu là anh là một cái thằng mà ngày xưa năm 2013, 2013, 14 anh đã nghiên cứu về mặt chuyên môn, tự học về giải phẫu, đọc tất cả những bài viết của các idol Việt Nam, tự tổng hợp kiến thức. Có nghĩa là mình không học chính thống vì mình không biết tiếng Anh. Chứ nói thật với các bạn, cái tầm trường mà biết tiếng Anh thì mấy cái chứng nhận đấy chừng lấy là muỗi thôi. Thực sự với anh em luôn, mình học thì học kinh khủng lắm. Thì mình nhận ra một điều là này này, hầu hết những cái người thiết kế một cái chương trình huấn luyện ấy, thì họ hay gặp phải một vấn đề là chuyên môn hóa và công thức hóa. Có nghĩa là không có tính sáng tạo ở trong đó. Cái này là cái mà những người mình biết thôi nhé, còn những người mà mình chưa biết thì mình không có dám nhận định. Những người mà mình đã từng làm việc ấy, và mình thấy khách hàng họ tập trong các cái chương trình đó nó bị nhàm chán. Nên khi mà mình mở học viện hay là mình ra một cái chương trình đào tạo cho cái công ty của mình ấy, mình đưa trên ba yếu tố này. Một là huấn luyện phải an toàn này. Hai là huấn luyện nó phải đảm bảo một cái tính, nó gọi là tính hiệu quả. Và ba là có tính hứng thú các bạn ạ. Cái hứng thú là cái cực kỳ quan trọng. Vậy các bạn thử nghĩ xem, các bạn là những người đam mê thích tập rồi, mình tập vì cơ bắp nó đẹp, mình nhìn thấy mình ngon rồi, thì đương nhiên ngày nào tháng nào bạn cũng đi tập về squat, deadlift, bench press, bạn thấy ok vì bạn hiểu rằng nó tốt cho mình, đúng không? Và bạn tìm thấy được cái cảm hứng từ cái việc cơ bắp nó căng lên, nó pump lên, rồi cảm thấy sức mạnh của bạn nó cải thiện thì bạn thích. Nhưng một khách hàng mới đến ý, họ thấy nó cực kỳ nhàm chán các bạn ạ. Nên đó là lý do tại sao ví dụ một cái hệ thống mình thấy họ rất thông minh, đó là California. Họ tạo ra kickfit, họ tạo ra stretching, họ tạo ra functional training. Các bạn ạ, nghe thì nó hơi vớ vẩn, nhưng mà thực ra họ đánh vào cái yếu tố lạ và đổi mới chương trình huấn luyện, giúp khách hàng cảm thấy cái buổi tập luyện nó không có nhàm chán, nó không có lặp đi lặp lại. Thì đấy là cái đầu tiên mà em có thể nghiên cứu để đưa vào trong cái chương trình huấn luyện của mình theo những cái tên gọi khác nhau. Cái yếu tố số 2 tạo nên cảm hứng này này. Bản chất chúng ta là những cái đứa trẻ, chẳng qua là chúng ta có độ tuổi khác nhau thôi. Có nghĩa là trong con người chúng ta thì luôn luôn có một cái cảm giác là mình giỏi, mình chiến thắng một cái gì đó. Khi mà anh dạy khách hàng thì anh coi khách hàng như một người đứa trẻ, là anh đưa ra những cái level. Nhiều khi anh dạy một bài squat họ có thể thực hiện 25 rep, nhưng mà anh chỉ cho họ tập 10 rep. Sau anh bảo thôi, tập thế tôi nguy hiểm quá, lệch form chết, ví dụ vậy. Thứ nhất là để họ không bị over, thứ hai là để họ cảm thấy là buổi tập nó cũng tương đối khó. Nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba thì nó tăng tạ lên rất tốt, họ cảm thấy được là ở đấy, ta đã làm được việc đó rồi. Sau đó thì anh lại cho họ tập đến cái mức nó bị fail ấy, bị thất bại, họ cảm thấy là khó quá, không tập được. Rồi anh lại tìm cách để giúp họ vượt qua cái ngưỡng đó, thì tự dưng họ cảm thấy rằng à, mình khỏe thật đấy, mình có thể làm được những cái việc như vậy. Và có một cái nữa, đó là anh mang lại cho họ cái kết quả trong một cái thời gian ngắn nhất có thể. Hãy nhớ này, một người, anh lấy ví dụ là một khách hàng béo đi, người ta chỉ quan tâm một thứ duy nhất thôi, là đứng lên cân, người ta phải gầy. Và cái quyết định thay đổi hình thể của một người phụ nữ khi mà họ đi tập, hoặc một người béo nói chung đi tập ấy, là trong tháng đầu tiên họ phải gầy nhiều nhất có thể. Đừng quan tâm đến lý thuyết khoa học các bạn ạ. Vì lý thuyết các bạn giảm 10 cân trong một tháng giống như cái vụ tranh luận gì đó, nó vô lý, không vô lý đâu các bạn. Với khách 100 cân thì 10 cân bình thường. Và cái việc giảm cân đó ấy, họ cảm thấy ui, tao đã giảm được 10 cân rồi này, tao thấy rất vui. Và họ đứng lên, mọi người ui, sao dạo này mày gầy thế. Và cái sức tác động tích cực từ môi trường ấy, nó làm họ có nghị lực để họ thay đổi bản thân mình. Còn nhiều người khác nói với họ một câu này này, mày đéo giảm cân được đâu, mày ăn như lợn chứ giảm cân làm sao được. Họ cảm thấy tủi thân, họ mất niềm tin vào mình. Nên khi mà em làm cho họ có thể thay đổi hình thể trong thời gian ngắn nhất thì đấy được coi là bước tiến quan trọng. Hãy nhớ này, 21 ngày hình thành một thói quen và phải mất đến 6 tháng mới tạo nên một lối sống. Vậy khi mất 21 ngày rồi, mình huấn luyện người ta tạo thói quen rồi, cái thói quen đó nó chỉ có hữu ích khi mà họ thấy được cái giá trị, cái hiệu quả. Dù là một khách hàng nào đi trong nước, nó cầu thu chỉ tập cho khỏe thôi, cho vui thôi, nhưng họ vẫn muốn đẹp em ạ. Họ vẫn muốn đẹp, nên làm sao để họ đẹp nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Thì anh cho rằng đó được coi là một cái tiêu chí quan trọng để thúc đẩy khách hàng đi tập nhá. Để người ta đi tập, tất cả cái gì các bạn học về mặt chuyên môn nó không có giá trị gì nếu khách hàng không đi tập, nếu không khách hàng không có ý thức. Vậy thì anh mới nói là gì, đừng có đi cãi nhau tranh luận về mặt chuyên môn, cái đấy không có giá trị gì hết. Mà hãy suy ngẫm là về tâm lý của một người khách hàng như vậy, làm sao để họ thích đi tập, thấy thú vị cái đó. Thì đấy chính là cái gợi ý số 3, được chưa nhé. Cái gợi ý số 4 là như này này, cái này thì tùy nhé, không phải khách hàng nào cũng vậy, nhưng mà đa phần khách hàng người ta sợ một mình ở phòng tập, người ta cảm thấy lạc lõng, người ta cảm thấy bị body shaming, họ cảm thấy ngại vì điều đó. Nhưng nếu bây giờ nhé, cái này tôi tin rằng những người ngồi đây đã từng làm này, ví dụ đội của Lâm, một khách nam đang tập, có 5 thằng PT đứng bên cạnh,
mỗi tăng giá đấm tay của Phát. Hôm nay anh ok không? Vỗ vai Phát. Anh ơi, tập tiếp đi. One more. Thút tiếp. Năm thằng cứ đứng bên cạnh nó hẹp. Xong ra đấm tay hôm nay tập đỉnh vệ đấy. Có phải anh khách đấy vui không ạ? Cái đấy nó gọi là nghệ thuật tạo không khí tích cực trong tập luyện. Các bạn hãy lên Facebook và search là nghệ thuật tạo không khí tích cực trong tập luyện. Cái đấy nó là một cái cực kỳ hay. Và nó làm cho khách hàng của mình gắn kết được với cả người gì? Người huấn luyện viên cá nhân. Và một cái điều tương tự là như này. Em có thể rủ một khách hàng khác tập cùng với khách hàng đó. Và hãy rủ một cái người đã thay đổi hình thể thành công ấy. Họ sẽ nói cho những người, những câu chuyện về niềm tin. Và họ gắn kết được với nhau, họ chơi được với nhau như vậy. Nó cực kỳ tốt. Nhưng mà này, đừng có chơi với nhau đến mức độ rủ nhau đi nhậu nha. Vừa rồi là hệ thống của tôi có hiện tượng là toàn khách rủ đi nhậu thôi. Là tôi phải ra thông báo, cảnh báo cho CEO luôn. Mày cứ cho nhân viên mày rủ khách đi nhậu thì chết. Chịu. Pha này không cứu nổi các bạn ạ. Đấy, chăm sóc khách hàng mà chăm sóc suốt ngày đi nhậu thì gọi là ối rồi hồi luôn. Được chưa? Thì đấy là cái mà các bạn cần lưu tâm. Thì tôi cho rằng đó là những cách để giúp khách hàng của em có hứng thú. Và cách cuối cùng, sự hứng thú nó đến từ em. Tất cả khách hàng đều nói với em một câu này này. Anh chỉ có duy nhất một khách hàng không thích anh. Trước trong sự nghiệp của anh có đúng một lần anh fail. Vì người ta nói một câu là mày nói nhiều quá. Mày nói lắm, nó đau đầu quá. Cuộc đời anh làm bán hàng lần đầu tiên anh bị như vậy. Đó là lý do anh học về kỹ năng lắng nghe đấy em ạ. Thế thì cái khách, tất cả khách hàng khác của anh thì họ đều thấy anh rất năng lượng và nói chuyện với anh rất vui. Ở đây chia sẻ mọi người, một này, nói chuyện về hôn nhân gia đình. Hai, nói chuyện về nuôi dạy trẻ nhỏ. Ba, nói chuyện về tình dục. Bốn, nói chuyện về tình yêu. Năm, nói chuyện về gì? Về khủng hoảng toàn cầu, khí đốt này, là chính trị, văn hóa, dịch Covid. Nói cái gì ông trưởng cũng biết câu chuyện để mà nói. Thành ra là người ta coi tôi như một cái người mà gọi là bách khoa toàn thư. Nói cái gì tôi cũng biết à. Nên là các bạn, nhiều khi tôi tranh luận với khách hàng là xin lỗi chị, kiếm tiền chị giỏi hơn em, dạy con chắc gì chị dạy bằng em. Tôi hay nói vui với khách hàng như vậy. Tôi bắt đầu tôi phân tích tâm lý. Tại vì các bạn ạ, tôi học, tôi đọc rất nhiều về tâm lý trẻ con. Nên tôi chia sẻ những cái câu chuyện đó với khách hàng, họ thấy rất là thú vị. Và họ nói với tôi rằng là gì? Ở hôm nào mà tao không nhìn thấy mặt mày, tao cũng thấy buồn phết ấy. Lên đi tập chủ yếu muốn nói chuyện mày cho nó vui. Thì anh cho rằng chúng ta chính là cái keo để gắn kết khách hàng với phòng tập. Thì hy vọng các bạn có thể cải thiện cái độ nhạt của bản thân mình. Thì anh tin rằng là cái việc gắn kết nó cũng không khó đâu nhỉ. Thỏa mãn chưa Hằng? Rồi, ok, cảm ơn sếp Lâm. Thấy mỗi cái tay của sếp Lâm giờ này thì ok, cảm ơn anh em. Rồi, chúng ta sang phần tiếp theo, kỹ năng đặt câu hỏi. Vì sao chúng ta lại cần phải đưa ra kỹ năng đặt câu hỏi? Bởi vì để tránh trường hợp em ơi, em đang làm gì đấy? Con chó nhà em bao nhiêu cân? Đấy, nhiều thằng đi tán gái suốt ngày hỏi em ăn cơm chưa? Em đang làm gì đấy? Em ăn cơm xong rồi thì em làm gì tiếp theo? Thành ra nó bảo bị nhạt các bạn ạ. Vậy thì quá trình giao tiếp là quá trình người A truyền tải thông điệp sang người B và người B đưa lại thông tin phản hồi sang người A. Vậy quá trình giao tiếp thành công là quá trình phản hồi của người B sang người A, nó mang tính chất tích cực. Lấy ví dụ em cũng ăn rồi, vậy thì anh đã ăn chưa? Đấy, anh đang làm gì vậy? Thì được coi là thông tin phản hồi tích cực. Còn nếu nó trả lời mỗi câu rồi ạ, chớm hết, thì nó gọi là đi vào ngõ cụt. Được chưa? Hai, nhiều khi chúng ta cứ thao thao bất tuyệt. Tôi khẳng định mấy ông đang ngồi học ở đây, các ông thường hỏi những câu như sau. Mục tiêu tập luyện của chị là gì? Một tuần chị tập được bao nhiêu buổi? Ở trước đây chị từng tập luyện ở trung tâm nào chưa? Mình đã từng tập với PT chưa? Kiểu như vậy. Chị có mắc phải bệnh lý gì không? Và hầu hết các ông cũng không hiểu vì sao các ông cần phải đưa ra những câu hỏi như vậy. Và hỏi xong thì gần như là trong lúc chốt sale anh em cũng chẳng sử dụng đến những cái dữ kiện đó. Đúng chưa? Đó là lý do anh em toàn bán cái thứ mình gì? Mình có, chứ không bán cái mà khách hàng cần. Vậy thì tôi nói với các bạn này, việc chúng ta đưa ra đặt câu hỏi để chúng ta có mục đích là thu thập thông tin. Các bạn nhớ cho tôi nha. Chúng ta thu thập thông tin về khách hàng để tìm hiểu xem khách hàng của mình là người như thế nào, họ đang có vấn đề gì. Và lúc đó các bạn sẽ xác định được nhu cầu của khách hàng. Và lưu tâm giúp tôi lấy bút ra ghi đoạn này. Nhu cầu nó có hai loại. Một là nhu cầu ẩn, hai là nhu cầu hiện. Một cô gái 85kg, năm nay 30 tuổi, cao 1m57 đến tập luyện các bạn. Chắc chắn 99,99 các anh ở đây đều nói rằng khách này đến để giảm cân. Các bạn nói không sai, nhưng chưa đủ vì đây là nhu cầu hiện. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là vì sao đến thời điểm bây giờ người ta mới đến tập luyện ở chỗ trung tâm của chúng ta? Thì đó chính là nhu cầu ẩn. Việc tìm ra nhu cầu ẩn có nghĩa là chúng ta tìm ra động lực hay gọi là động cơ thôi thúc khách hàng đi tập. Ok chưa ạ?
Các bạn hãy ghi thêm một câu này nữa. Chúng ta thường tìm hiểu về insight khách hàng, chúng ta hay nói về nhu cầu khách hàng, nhưng mà chúng ta chả hiểu quái gì về nhu cầu khách hàng cả. Thì tôi sẽ phân tích ở góc độ như sau. Rồi, 26 feet, cho tôi một cái tên của một cái anh đẹp trai để tôi ví dụ cho nó đỡ buồn được không? Tên Hoàng ạ. Hoàng đúng không? Rồi. Xin lỗi với các bạn, tôi chia sẻ một câu chuyện tình buồn của cậu Hoàng. Cậu Hoàng thì vừa rồi mới bị mọc sừng cao thêm 5 cm. Đúng luôn. Vừa bị bỏ anh ạ. Vừa bị bỏ. Rồi, okay. Rồi, người yêu nặng 70 cân. Rồi ok, để lấy ví dụ cho nó dễ và phân tích. Bạn Hoàng thì, để tôi tắt tiếng nha, để tôi nói nha. Bạn Hoàng thì mới mọc sừng và cao thêm được 5 cm, mặc dù là bạn ấy đã hết tuổi phát triển về chiều cao. Thì cái việc đầu tiên của bạn Hoàng là bạn ấy mất đi người yêu. Bạn ấy mất đi một khoảng thời gian mà dành cho tình yêu đó. Bạn ấy mất đi niềm tin vào những người con gái. Và bạn ấy mất đi sự kỳ vọng. Khi bạn Hoàng, bạn ấy mất đi rất nhiều thứ như vậy, thì mất cả tiền nữa. Có một thứ nó gọi là tình phí. Mình vừa nuôi vợ thằng khác mà. Yeah. Khi mà bạn Hoàng, bạn dành rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức và tình cảm cho một mối quan hệ như vậy, nó mất đi, thì bạn đi hình thành một cái nó gọi là nỗi đau. Nỗi đau vì bị lừa dối, nỗi đau vì bị tổn thương, nỗi đau vì bị coi thường, và nỗi đau đôi khi là sự gì đó giằng xé trong tâm hồn của bạn ấy. Vậy là mất thì gây ra đau đớn. Đau đớn thì trong thâm tâm của Hoàng sẽ hình thành một cái nó gọi là nỗi sợ. Bạn ấy rất sợ phải yêu lại từ đầu, giống bài hát của Khắc Việt. Chắc là chỉ có Khắc Việt mới chịu yêu lại từ đầu thôi. Được chưa? Rồi. Ok nhé. Đấy Hoàng ơi, đẹp trai như vậy là có Tạ Thị Phương Thảo sinh năm 2K2 sẵn sàng là hàn gắn cưa sừng cho Hoàng nhé. Cưa cái sừng này đi và cắm một cái sừng cao hơn. Rồi, để tôi nói tiếp này. Thế thì bạn ấy rất là sợ bị mất đi một người yêu thêm một lần nữa, hoặc là bị lừa dối, hoặc là bị tổn thương thêm một lần nữa. Nên là bạn ấy rất là gì? Đề phòng những cái mối quan hệ như vậy. Và lâu dài thì bạn ấy hình thành một cái mong cầu, bạn ấy hình thành một cái mong muốn, đó là thoát khỏi cái cảnh FA, thoát khỏi cái cảnh mà sừng ở đâu nó mọc lên như vậy. Được chưa? Thì câu chuyện vừa rồi có nghĩa là gì? Nhu cầu của khách hàng thực chất nó chính là xuất phát từ sự mất mát. Sự mất mát gây ra sự đau đớn. Sự đau đớn gây ra sự sợ hãi, và sự sợ hãi thì hình thành mong cầu. Được chưa? Vậy thì khi mà chúng ta tạo ra một cái sản phẩm dịch vụ ấy, mà nó giải quyết được những cái sự mất mát, đau đớn, sợ hãi và mong cầu đó, thì sản phẩm của chúng ta thực sự là một sản phẩm có ích. Vậy, các bạn đưa ra một cái giải pháp giảm cân cho một khách hàng mà người ta từng tập ở một trung tâm ABC, và ở đó PT đã bơ người ta, không cho người ta có cơ hội để người ta được tập luyện tốt, không phục vụ người ta. Cuối cùng là người ta không hài lòng và mang một cái nỗi uất ức. Ví dụ khi mà tôi đăng về California thì có một bạn gái, bạn ấy vào comment, bạn nói là rất thất vọng về dịch vụ Cali. Trong khi thì tôi rất là welcome, rất là ok với dịch vụ đó. Thì có nghĩa là bạn ấy bạn đang tổn thương, bạn ấy bị khách hàng đấy, bị cái trung tâm đó làm tổn thương đến cái niềm tin, và bạn rất là sợ khi phải thuê PT, vì nhiều khi bạn không biết chọn PT kiểu gì. Vậy nếu như trung tâm bạn tạo ra một cái dịch vụ mà cái PT đó xuất hiện một cách gì chuyên nghiệp, có tâm, dạy khách hàng rất là tập trung, đúng không ạ, mang lại kết quả cho khách hàng và kèm theo một cái lời cam kết nào đó, thì đó chính là cái giải pháp có thể giải quyết được cái nhu cầu của khách hàng. Vậy thì các bạn cần phải đi tìm nhu cầu là những thứ như vậy. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Là đi tìm gì ạ? Cái sự mất mát của khách hàng. Đi tìm gì? Cái sự đau đớn của khách hàng. Đi tìm cái sự sợ hãi của khách hàng. Và đi tìm mong cầu của khách hàng. Chỉ khi tìm ra được những thứ đó thì các bạn mới xác định được động cơ hay là động lực để khách hàng đi tập. Đó là lý do bán hàng nó cực kỳ khó. Và nhiều đứa nó bảo bán hàng là khéo miệng, là những đứa không biết bán hàng. Và những đứa nó anti bán hàng thì nó nói vậy thôi. Chứ bán hàng khó lắm anh em ơi. Ok chưa? Rồi. Nhu cầu là cái cơ bản. Các bạn có nghe thấy là thầy ơi, làm thế nào để xử lý được từ chối khi mà khách hàng đưa ra những câu từ chối kiểu như là chị về hỏi ý kiến người thân? Thì thực ra các bạn ạ, có một cách bằng cách đặt câu hỏi, đó là loại bỏ những cái rào cản của khách hàng. Chúng ta phải nói là xử lý quan ngại thì đúng hơn. Còn xử lý từ chối là thế này, là khi báo giá và khách hàng say no thì đấy mới được coi là xử lý từ chối. Còn trước giai đoạn đó thì được coi là xử lý quan ngại hay là xử lý rào cản của khách hàng. Tôi lấy ví dụ như này. Chị Linh ơi, chị đã duy trì cân nặng này được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chị đã duy trì được 5 năm rồi. Thế thì trong 5 năm vừa qua mình có thực hiện những cái phương pháp hay những cái biện pháp nào đó để mình thay đổi hình thể, mình giảm cân không chị?
chị có chạy bộ, chị có đi bơi, chị cũng có ăn low carb theo mấy bạn hướng dẫn trên diễn đàn. Vậy thì hiệu quả của những phương pháp đó ra sao ạ? Nó có hiệu quả xong thì nó lại chẳng có hiệu quả nữa. Chị có biết được vì sao mà mình lại không có hiệu quả như vậy không ạ? Chị không biết. Rồi, ví dụ như vậy. Em thấy tập gym nó là một trong các cái phương pháp giúp giảm cân một cách rất tốt và lại còn khỏe, cơ thể lại săn chắc. Vậy tại sao trong giai đoạn đó mà mình không thử tìm đến cái bộ môn là tập gym? Chị thấy là tập gym, chị sợ là nó đô, và chị nghĩ là những người đẹp người ta mới đi tập gym thôi, thành ra là chị không dám đi tập. Thế thì vậy tại sao thì bây giờ sau 5 năm chị lại quyết định là tìm đến gym như một là cái giải pháp để giúp chị thay đổi hình thể? Chị đã hiểu về nó chưa? Tôi lấy ví dụ như vậy, đúng không ạ? Những cái câu hỏi như vậy thôi nó sẽ giải quyết được vấn đề của khách hàng. Hoặc chị nói với em là chị muốn giảm 15 cân trong vòng 1 năm, đúng không ạ? Bởi vì chị chưa bao giờ giảm cân thành công. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như em có thể giúp chị giảm 15 cân, chị mất 5 thậm chí là 6 tháng thôi, với điều kiện là một tuần mình tập khoảng độ 4 cho đến 6 buổi, mỗi buổi tập kéo dài từ 60 đến 90 phút. Chị nghĩ sao về điều này? Nếu mà giải quyết được việc đó thì chị nghĩ là ok, chị đi tập đấy. Vậy giả sử em có thể chứng minh cho chị thấy phương pháp huấn luyện của em và cam kết với chị về cân nặng chị sẽ được giảm trong một khoảng thời gian như vậy, thì khi mà chị xác định là chị đăng ký gói tập này, mình có cần phải hỏi ý kiến của người thân hay là bất cứ ai trong gia đình của mình không ạ? Thì đó chính là câu hỏi để loại bỏ cái yếu tố gì? Hỏi ý kiến của người thân. Được chưa? Thì đấy chính là cái phần đặt câu hỏi để xác định rào cản. Và cái thứ ba đấy là chúng ta phải tìm cách để chúng ta thấu hiểu khách hàng. Để thấu hiểu được khách hàng thì khách hàng phải nói nhiều và chia sẻ nhiều thông tin. Lưu ý giúp tôi là như này. Vì sao tôi muốn các bạn ghi chép lại, ghi âm lại các cuộc hội thoại với khách hàng để chúng ta đếm xem cái tỷ lệ nói trong cuộc nói chuyện đó là bao nhiêu phần trăm. Nếu như khách nói 70, các bạn nói 30, tôi tin rằng tỷ lệ chốt sale của bạn đến 90%. Không tin các bạn cứ để ý cho tôi mà xem. Còn 10% các bạn rơi vào trường hợp khách hàng: ừ em ơi, cho chị đăng ký dịch vụ PT rồi, chị không tự tập một mình được đâu. Đấy là khách hàng biết mình cần gì, họ không muốn nghe gì, họ chỉ chơi PT là xong. Khách hàng đấy thuộc dạng dễ tính giống như tôi. Tôi đi mua xe, tôi vào showroom tôi nói: có xe này không em? Ở bao tiền? Giá tốt nhất là bao nhiêu? Anh không cần xem xe đâu, em chốt một con số thôi. Ok, đặt cọc đi về luôn. Vì tôi biết tôi cần mua cái gì, và tôi hiểu còn hơn cả nhân viên tư vấn luôn, là chắc chắn luôn. Vì xe cộ tôi rất là đam mê, tôi biết mà. Đấy, ví dụ như vậy. Nhà cửa cũng thế, tôi biết nhà cửa rồi, tôi hiểu về bất động sản cơ bản rồi. Và tôi mua vẫn 5 phút là xong thôi. Một là bán, hai là thôi tôi đi về luôn. Nên là tôi chốt cũng nhanh các bạn ạ. Tôi mua nhà rất nhanh luôn, có mấy phút là xong thôi. Đấy, ví dụ như vậy. Thì đấy là cái khách hàng mà chúng ta bỏ qua. Nhưng mà đa phần khách về tư vấn, nếu mà khách hàng nói những 70% là ok. Nhưng nếu ngược lại các bạn nói 70% thì có nghĩa là các bạn chẳng có thông tin gì về khách hàng cả. Và có nghĩa là khách hàng vẫn để rào cản. Khách hàng chỉ nói nhiều, chỉ chia sẻ nhiều khi mà họ xóa bỏ cái rào cản bản thân mình đi. Và họ cảm thấy gì? Tin tưởng các bạn. Được chưa? Và cái cuối cùng là gì? Mục đích được đặt câu hỏi để chúng ta xây dựng mối quan hệ với khách hàng tốt hơn. Các bạn đã hiểu mục đích về phần này chưa ạ? Tôi nói một ngày ví dụ như vậy, các bạn có thấy đúng không? Ok, rồi. Chúng ta sang các loại phân loại câu hỏi. Ở đây thì có rất nhiều câu hỏi tôi đưa ra. Em ăn cơm chưa? Em có thích đi chơi không? Thì nó gọi là câu hỏi yes or no. Nó gọi là câu hỏi nóng. Được coi là câu hỏi tiêu diệt đoạn hội thoại. Sau này mà đi tán gái thì đừng sử dụng mấy câu hỏi đấy nhé. Tôi thì tôi chưa thử ở đâu. Anh em học xong phần này cố mà thử xong rồi báo cáo kết quả nhé. Nhớ nhé. Chúng ta không sử dụng nhiều câu hỏi nóng. Các bạn chỉ sử dụng câu hỏi đóng trong cái trường hợp chốt sale cuối cùng, thì kỹ năng chốt sale xử lý từ chối nó sẽ sử dụng phương pháp góc nhọn, phương pháp gọi bố ra tiêu nhé. Cái phương pháp này chắc làm nhiều rồi đúng không? Thì tôi sẽ chia sẻ vấn đề đấy cho các bạn, được chưa? Câu hỏi dạng mở là đối diện với câu đối nghịch với câu hỏi dạng đóng, có nghĩa là có nhiều đáp án khác nhau. Tại sao bạn lại đăng ký khóa học của VPTA, hay là sau khi học xong khóa học về kỹ năng bán hàng của thị trường bạn đang cảm thấy như thế nào? Thì tất cả những câu hỏi có nhiều đáp án như vậy thì được coi là câu hỏi dạng mở. Và trong câu hỏi dạng mở có chia thành nhiều các câu hỏi khác nhau, được chưa? Ở đây thì tôi sẽ giới thiệu các bạn câu hỏi dạng hình nón, là chuỗi những câu hỏi để làm rõ một cái vấn đề nào đó. Ví dụ, chị có mắc bệnh lý gì không? Đúng không? Chị bị bao lâu rồi? Chị đã đi kiểm tra bác sĩ chưa? Bây giờ chị đang cảm thấy như thế nào, vân vân. Thì tất cả những câu hỏi mà đào sâu vào một vấn đề nào đó thì người ta được coi là câu hỏi dạng hình nón, được chưa? Để làm rõ một vấn đề nào đó. Rồi, tí nữa tôi sẽ thử cho các bạn xem. Nhiều khi ở đây các bạn cũng hỏi về bệnh lý. Tôi lấy ví dụ này. Các bạn hỏi một anh là anh có mắc bệnh lý gì không? Họ bảo là bị bệnh gút rồi. Thì các bạn
PT ở 26 feet, các bạn sẽ hỏi gì tiếp theo? Bật mic lên ạ. Xin mời các bạn thử giúp tôi ạ. Em được thầy, em cứ hỏi là không biết là anh đã bị hút được bao lâu rồi anh? Tiếp tục. Anh đi khám tình trạng nó hiện tại như thế nào rồi ạ? Tiếp tục. Và thứ mấy em hỏi là không biết là anh, nếu mà khách hàng mình gặp bác sĩ tư vấn được ạ, em sẽ hỏi là biết là anh có cái gọi là phương pháp nào hay là dùng cái loại thuốc nào để điều trị rồi? Tiếp tục. Đấy. Và tiếp đó thì em sẽ hỏi là, và sẽ hỏi qua sinh hoạt hàng ngày, cách ăn uống của khách hàng. Tiếp tục. Và tiếp sẽ hỏi là mà nếu lợi ích của phần đi tập gym. Rồi tập gym nó làm gì cho hút? Ra mình hút là do cái phần acid lipid mình quá cao, do mình có thể là nạp quá nhiều đạm. Chắc chưa? Xui vậy. Rồi ok. Rồi cảm ơn em. Rồi về cơ bản thì những câu hỏi các bạn thường hỏi nó là như vậy. Lưu ý đầu tiên là chúng ta không chẩn đoán hay là trị bệnh cho khách hàng. Tôi nhớ không nhầm thì tôi đọc về bệnh hút thì cách đây cũng khoảng độ 5-6 năm trước rồi, 6 năm trước. Còn bây giờ thì tôi cũng không nhớ được chính xác về những cái thông tin về bệnh hút cho lắm. Nôm na bệnh hút thì thực chất là nó liên quan đến vấn đề về chuyển hóa trong cơ thể. Người ta bị rối loạn của chuyển hóa về một cái chức năng nào đó. Nếu mà chúng ta phân tích sâu hơn thì nó sẽ hơi phức tạp. Và nó là yếu tố về mặt chuyên môn thì tôi xin phép không nói. Khi mà những người ta sử dụng những cái thực phẩm có chứa cái hàm lượng purin nó cao ấy, thì cơ thể mình nó sẽ tiết ra cái acid uric để trung hòa nó. Và acid uric thì nó được kết tinh lại thành tinh thể urat ở trong các cái ổ khớp. Và các bạn tưởng tượng là ổ khớp nó là những mặt nhẵn bóng như vậy, bây giờ nó mọc ra một cái cục như cục muối ấy, ví dụ thế. Thì các bạn cử động thì nó sẽ tạo ra cái việc phá hủy khớp, gây ra viêm khớp chẳng hạn, và gây ra biến dạng khớp, ví dụ như thế. Thì cái việc đầu tiên mình sẽ hỏi khách hàng là gì? Anh ơi, khi mà anh đi kiểm tra sức khỏe ấy, thì cái chỉ số acid uric của mình nó đang ở mức độ như nào? Và mình đã duy trì cái chỉ số này ở mức độ bao nhiêu? Ví dụ như là trên 400 thì được bắt đầu là bị cảnh báo là chúng ta có nguy cơ là bị gút rồi. Nếu mà 4 đến 500 thì thực ra nó vẫn bình thường, nó không ảnh hưởng cái gì cả. Nhưng nếu mà các bạn ở mức độ 600 chẳng hạn, trên 600 mà các bạn duy trì trong 3-4 năm ấy, thì lúc đấy có khi là các bạn đã bị các cái cấp độ ví dụ như là tê nhức các cái khớp rồi. Còn nếu mà các bạn bị đến mức độ là các cái đầu ngón tay này, chân ấy nó bị sưng lên biến dạng khớp rồi ấy, thì lúc đấy nó cực kỳ nguy hiểm. Vì sao mình phải hỏi kỹ đến mức độ như vậy? Để mình hình dung xem cái mức độ bệnh lý của khách hàng nó ảnh hưởng đến vận động hàng ngày của khách hàng như nào. Và bác sĩ đưa ra những cái lời chẩn đoán ra làm sao, khuyến nghị như nào để mình có thể lựa chọn phương pháp cho khách hàng nó phù hợp. Tôi đã từng thấy một khách hàng bị gút mà người ta đeo một cái vớ ở chân ấy, các bạn, và khớp thì đã bị biến dạng mà có bạn cho tập jump squat các bạn. Tôi đã thấy rồi, tôi nhìn tôi biết là đấy bị gút là cái chắc. Và PT đó cho khách hàng tập jump squat nó cực kỳ nguy hiểm, vì bản chất cái khớp đấy nó đã biến dạng, nó rất là nguy hiểm. Cái việc mà anh ấy đi lại nó đã rất là khó khăn, mà không hiểu tại sao cái coach đó lại đưa cho khách hàng một cái bài tập rất là nguy hiểm như vậy. Tất nhiên là tôi thì lâu rồi tôi không học về gút, tôi không đọc kỹ nghiên cứu sâu về nó, nên thành ra tôi không nhớ được hết, hoặc là thông tin tôi nói có thể không chuẩn. Nhưng mà về cơ bản chúng ta hiểu được, chúng ta đưa ra rất nhiều câu hỏi như vậy để chúng ta làm rõ được tình trạng bệnh lý của khách hàng này nó đang ở cấp độ nào, và có thể tập luyện ở mức độ như thế nào, bác sĩ đưa ra những chẩn đoán như thế nào, để chúng ta nói cho khách hàng hiểu là ok, bạn sẽ tập theo cách như thế này, bạn sẽ ăn uống theo cách như thế này, đúng không ạ? Ví dụ như bảo là bây giờ không thể ăn được đạm, ăn miếng thịt chó, miếng thịt dê vào cái là thôi đi ngay, đúng không ạ? Vậy thì người ta ăn cái gì để bổ sung được đạm? Người ta phải ăn những thứ không có chứa purin, thì thường là lúc đấy sử dụng cái thực phẩm bổ sung whey isolate trở lên thì phải, thì nó không có chứa purin, ví dụ như vậy. Mình nhớ là như thế đấy. Thì nó sẽ giúp các em bổ sung đạm tốt hơn. Thì khi mình đặt ra nhiều câu hỏi, mình hiểu khách hàng sâu hơn ấy, thì mình mới tư vấn cho khách hàng nó chuẩn được, nó đúng được, và nó đi sâu vào trọng tâm vấn đề. Chứ nó không mang tính chất là chung chung hay là lan man. Hoặc tôi lấy ví dụ, một khách hàng người ta bị lồi đĩa đệm L3, L4 do một cái lần là chị cúi xuống chị bê một cái bao gạo thì nó khực một cái, nó bị. Và hiện nay ấy, thì cơn đau của chị ý là nó bị đau lưng. Người chị thì nói như vậy, thì mình phải đưa ra những câu hỏi là chị bị lâu chưa? Chị đã đi kiểm tra bác sĩ chưa? Chị đã chụp cộng hưởng từ chưa? Bác sĩ đưa cho chị cái kết luận như nào? Chị có thể đưa cho em xem được không? Và hỏi thêm là gì? Là bây giờ ở cái thời điểm hiện tại thì chị có bị đau không? Khi mà chị đứng lên ngồi xuống vận động hàng ngày, chị có cảm thấy khó khăn gì không?
chị có sử dụng các loại thuốc điều trị gì không? Nói thật với các bạn, thoát vị đĩa đệm thì có điều, hay là lồi đĩa đệm thì điều trị thuốc gì đâu? Răn ba cái thuốc chống viêm, rồi kê cho một loạt mấy cái loại vitamin D hay là canxi hay là dầu cá, à glucosamine, vậy thôi. Nhiều khi uống thuốc để cho khách hàng cảm thấy an tâm thôi, cùng lắm là đi vật lý trị liệu thôi. Và theo như một cái bác sĩ chia sẻ ấy, thì khi người ta bị đau thì cái việc đầu tiên đi khám xong, chẩn đoán xong, xác định bệnh xong thì phải đi xử lý đau. Xử lý đau xong rồi thì bắt đầu là phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng rồi bắt đầu là tập cho khách hàng nó khỏe lên, tăng cơ bắp ở những cái vùng cơ yếu để nó hỗ trợ tốt hơn. Thì đấy là cái giai đoạn của một cái bác sĩ người ta điều trị như vậy. Thì để mình biết rằng à, cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn tập ấy, là mình có thể can thiệp bằng tập luyện vào trong đó được. Còn các cái giai đoạn kia nó phải là chuyên gia. Nhưng ngày nay thì rất nhiều huấn luyện viên lại đóng vai như một là chuyên viên trị liệu, thì mình nghĩ là nó không có đúng lắm. Các bạn mà chưa đủ tầm, chưa đủ trình thì phải thận trọng, ví dụ như vậy. Để mình biết là đôi khi có khách hàng mình phải từ chối. Ví dụ, hôm vừa rồi thì có một cậu em của tôi, cậu ấy không hiểu cậu bị làm sao mà nó vỡ hết cả hai cái đĩa đệm các bạn. Nó vỡ hết cả hai cái đĩa đệm ở L3, L4 ấy, và L4, L5 ấy. Thì mình nói thật là anh chịu thôi, các huấn luyện viên của anh cũng chịu thôi, không có đủ trình để huấn luyện cho em trong trường hợp như vậy. Vì trường hợp của em chắc chắn phải mổ rồi, mổ và thay đĩa đệm rồi, và lúc đấy phải nhờ đến chuyên gia, là những cái gọi là kỹ thuật viên chuyên là phục hồi chức năng, người ta mới huấn luyện cho em, làm sao anh huấn luyện được. Vậy thì mình đưa ra nhiều câu hỏi để mình xác định xem là khách hàng đấy mình có thể dạy họ được hay không, chứ đừng có khách hàng nào cũng dạy nó vượt quá khả năng của mình là toang. Thì đấy là tác dụng của những câu hỏi hình nón mà tôi chia sẻ với các bạn. Ok chưa? Rồi, câu hỏi dạng thăm dò thì đôi khi là mình muốn là à, mình đang nghĩ rằng khách hàng này có vấn đề như vậy, mình đưa ra một loạt những câu hỏi như vậy để đánh giá xem có đúng là những gì mình nghĩ là như vậy không. Ví dụ như một bạn thấy là gì, rất là uể oải và mất tập trung, thì mình mời bạn ấy ra mình nói chuyện. Bạn ấy theo kiểu này: này, hôm nay tao cảm thấy mày không được khỏe lắm à, hôm qua mày mất ngủ à, hay là mày có vấn đề gì thế, sao tự dưng khuôn mặt của mày nó cảm thấy cái sự lo âu như vậy. Thì tất cả những cái câu hỏi đó đặt ra để nhằm xác định và khéo léo để người ta nói ra vấn đề người ta là gì, thì nó được coi là câu hỏi dạng thăm dò. Và chúng ta thường xuyên sử dụng nhiều những câu hỏi này, được chưa? Và cuối cùng ở đây thì tôi không có viết, nó chính là câu hỏi dạng gợi ý các bạn ạ. Ở chị muốn giảm cân hay là muốn săn chắc cơ thể, thì nó được coi là câu hỏi dạng gợi ý. Và đây cũng là câu hỏi mà các bạn nên sử dụng nhiều trong quá trình đặt câu hỏi. Rồi, những sai lầm trong cái khi đặt câu hỏi như sau. Một là các bạn hỏi không rõ ràng, không đúng trọng tâm, hỏi lan man, nó không có mục đích gì cả. Ví dụ như mục tiêu của mình là hỏi về khách hàng, mình cứ đi hỏi là sao chị mặc bộ váy này xinh thế nhỉ, chị mua bộ váy này ở đâu đấy, này chị mặc váy xinh như này mà anh nhà chị có ghen hay không, thì bỏ mẹ các bạn ạ. Nó gọi là luyên thuyên đấy, mà có rất nhiều người hỏi như vậy. Trong cái phiếu đặt câu hỏi là bạn có thường xuyên sử dụng giày cao gót không, tự dưng có bạn quay sang hỏi một anh là anh có thường xuyên sử dụng giày cao gót không. Đấy, nó rất ngớ ngẩn. Bạn đã có gia đình chưa? Một cô 56 tuổi mà vẫn copy đi hỏi cô đã có gia đình chưa? Thì tôi cũng lên lại luôn, tôi đến à luôn các bạn ạ. Và tôi đã chứng kiến cái việc đó rồi các bạn ạ. Đấy, nó rất là ngớ ngẩn. Rồi, hỏi dồn dập nhiều câu một lúc. Ở trên link em mục tiêu tập luyện của chị là gì ạ? Một tuần chị ta được bao nhiêu tuổi? Chị có mắc bệnh lý gì không? Người ta chưa kịp trả lời xong rồi hỏi một loạt chục câu hỏi ra điều vậy, thì người ta không kịp trả lời. Thứ tư là hỏi máy móc, thì giống như ví dụ tôi vừa nói đấy. Nhiều khi là mục tiêu tập luyện của chị là gì ạ? Nói y chang, mục tiêu tập luyện của chị là gì ạ? Bạn có đang gặp phải những vấn đề liên quan đến tim mạch, hô hấp, hay bạn có thỉnh thoảng bị ngất hoặc là chóng mặt, hoa mắt hay không? Đọc y chang trong phiếu luôn các bạn. Tôi cũng ạ luôn. Được chưa ạ? Hoặc là cái phong cách, cái khuôn mặt, cái giọng nói, cái ngôn ngữ hình thể khi đặt câu hỏi thì nó không có tốt. Nhất là ông nào như có một ông đầu chọc kìa, ví dụ đấy. Tôi thì cũng đã có cái giai đoạn là tôi cạo chọc rồi, nhưng bạn này thì có vẻ trông thân thiện, bạn này mũi cao, hốc mắt sâu, nhìn sẽ là trông thân thiện hơn, trông dễ nhìn hơn. Nhưng mà nhiều bạn, các bạn phải hiểu này, mắt nó một mí, mặt nó lại xương sẩu, trông nó như sát thủ luôn bạn ạ. Mục tiêu tập luyện của chị là gì? Một tuần chị tập bao nhiêu buổi? Tôi thề với bạn, không khác gì ông ấy đang thẩm vấn khách hàng luôn. Nên tôi nói các bạn, đây là thảm họa chứ không phải đây là cái gì đó kinh khủng đâu các bạn ạ. Nó dã man lắm. Đó là lý do tại sao mình phải học kỹ năng đặt câu hỏi là vì vậy. Rồi, quy tắc để đưa ra những câu hỏi như sau. Một là hiểu được cái mục đích của cái việc đặt câu hỏi. Hai là chú ý đến giọng nói, cái ngôn ngữ hình thể khi mà chúng ta đặt câu hỏi. Ba, chúng ta cần phải hỏi từng câu một và lắng nghe khách hàng, để khách hàng trả lời xong thì mình trả lời tiếp, thì mới đặt câu hỏi tiếp.
và 4 là hãy để ý cái biểu hiện, cái cảm xúc trên khuôn mặt của khách hàng khi họ đưa ra những thông tin phản hồi để biết khi nào nên hỏi, khi nào nên dừng. Được chưa? Đó, thì đấy là quy tắc như vậy. Tôi sẽ đưa cho các bạn những cái mẫu câu hỏi phổ biến như sau. Có 4 cái chủ đề mà các bạn cần phải đặt câu hỏi. 1, nó là mục tiêu tập luyện. 2, là kinh nghiệm luyện tập. 3, là những câu hỏi về bệnh lý. Và 4, là nhóm những câu hỏi, thói quen, nghề nghiệp, đặc thù công việc hoặc là cảm xúc, tâm lý của khách hàng. Và lưu ý giúp tôi, tất cả những dữ kiện của những câu hỏi này bắt buộc các bạn cần phải lưu ý, cần phải ghi nhớ và ghi chép lại, vì nó là dữ kiện bạn tư vấn trong phần chốt sale và xử lý từ chối. Nhớ nha. Ghi đi ạ. Sau đó thì tôi nói tiếp ạ. Hình như trông có mấy đứa ngáo ngáo, nó bắt đầu mắt đơ đơ rồi thì phải. Lại nhe răng rồi. Nói chuyện với nó xong là nó cứ nhe răng ra thầy. Rồi. Ở đây tôi sẽ dạy phần này trước các này. 2 là chúng ta có một cái công thức đặt câu hỏi như sau. Là 3 what, 1 why và 1 dạng how. Các bạn ghi giúp tôi ạ. 3 what, 1 why và 1 dạng how. Ở dưới slide tôi đã chú thích rồi nha. Dạng how bởi vì tôi không biết gọi tên những cái câu hỏi đấy dưới dạng tiếng Anh là gì. Thông cảm, rốt tiếng Anh. Nhưng mà cũng đưa tí vào cho nó gọi là có tí Tây các bạn ạ. Nghe nó khét nhỉ. Nghe nó chuyên gia chứ nói thật với các bạn chứ. Biết mỗi how are you. Rồi, ghi xong công thức chưa? Để tôi quay sang phần này, tôi minh họa cho bạn xem. Thì sau phần này, Tài ơi giúp anh là mình có một cái workbook về đặt câu hỏi đó. Thì em gửi cho các bạn để các bạn học thuộc nha. Thì tôi lấy ví dụ, câu hỏi về mục tiêu tập luyện, mục đích của chúng ta là để xác định được nhu cầu ẩn của khách hàng. Được chưa? Xác định nhu cầu ẩn của khách hàng. Nó hỏi về kinh nghiệm luyện tập để xác định được gì? Sự hiểu biết của khách hàng và những cái rào cản của khách hàng. Và khi mình đưa ra 2 chủ đề này xong ấy, thì mục đích cuối cùng là để thúc đẩy được mục tiêu của khách hàng. Được chưa? Bây giờ tôi ví dụ này. Thay vì hỏi Hằng ơi, mục tiêu tập luyện của Hằng là gì? Thì mình sẽ hỏi như sau. Hằng ơi, khi mà Hằng đến với ABC Fitness của bên Anh ấy, thì mình có đặt ra cho bản thân một cái mục tiêu, ví dụ là mình muốn giảm cân, muốn săn chắc cơ thể, hay là mình muốn cải thiện cái vùng nào trên cơ thể của mình không? Hằng chia sẻ giúp anh. Thì khi mình hạ cái tông giọng như vậy, nói một cách vui vẻ như vậy, thì khách hàng người ta sẽ có thiện cảm với mình hơn. Anh ơi, em muốn giảm mỡ bụng anh ạ. Thế thì Hằng muốn giảm bao nhiêu cân? Và mình có đặt ra một cái con số hay là một cái mốc thời gian là trong bao nhiêu lâu không? Nhiều khi là mình phải có kế hoạch thì mình đi tập thì nó cũng mau chiến hơn chứ nhỉ? Thì nó có 2 trường hợp xảy ra. Em muốn giảm 10 cân trong 2 tháng anh ạ. Hoặc là gì? Em chả biết em muốn giảm bao nhiêu cân, anh xem em giảm bao nhiêu cân thì đẹp. Có đúng không nhỉ? Ví dụ như vậy. Tại sao mà em lại muốn giảm 10 cân trong 2 tháng? Tại vì 2 tháng nó là một cái mốc thời gian rất là ngắn. Đúng không? Tại sao đùng một phát là mình đến phòng tập đặt ra một cái mục tiêu nó lớn như vậy? Có cái điều gì nó thúc đẩy, nó thôi thúc em là nhất định mình phải giảm cân đấy. Hay là có một cái plan gì sắp tới mà em cần phải có một cái cơ thể sexy, hấp dẫn, đẹp để mình show cái body của mình ra. Thì chia sẻ giúp anh đi. Chứ tại vì nhiều khi anh không hiểu lý do thì anh cũng không biết được cái động lực của em nó là gì, nó khó để lên chương trình cho em lắm. Dạ thưa anh, là người yêu cũ của em lấy chồng anh ạ. Em phải đẹp để em đi ăn cưới cho nó biết tay em. Ví dụ vậy. Thì đó chính là động lực các bạn ạ. Tôi lấy ví dụ thôi nha. Được chưa? Hoặc là người ta bảo thì em muốn giảm 10 cân trong 1 tháng. Không thì em nghĩ là đi tìm PT thì nó đặt mục tiêu cho nó xứng đáng. Thì anh có làm được việc đó không? Ví dụ như vậy. Đúng không ạ? Rồi. Người cũng lấy chồng. Ví dụ thế. Đúng không? Thì mình phải biết là ở 10 cân trong 1 tháng nó là một con số rất là lớn. Vậy thì chắc là cái động cơ của em nó phải cực kỳ mạnh mẽ, động lực của em nó phải cực kỳ lớn thì em mới xác định như vậy. Bởi vì em biết là khi mà ăn uống rồi cắt giảm calorie thấp xuống thì em sẽ bị hoa mắt, chóng mặt, thậm chí còn ngất luôn ấy.
tập thì chắc ngày từ khi phải tập đến cả hai buổi 3 tiếng thì may ra em mới giảm được cái mức độ như vậy. Mày nói thật với em mới giảm thì được đấy, nhưng mà giảm xong có khi là em nghỉ tập phát nó tăng gấp đôi luôn ấy. Mà còn nguy hiểm đến tính mạng luôn, đến sức khỏe của mình ấy. Anh không hiểu là cái động lực của em ở đâu mà nó lớn đến mức độ mà nhất định phải giảm 10 cân trong một tháng như vậy. Em chia sẻ cho anh Phát xem nào. Đấy, ví dụ như vậy. Thì tùy theo cái vị trí, cái vai vế, cái phong cách của cái người đối diện như nào mà mình có cái giọng điệu, cái ngữ điệu cho nó phù hợp như vậy. Đó, thì tôi đưa ra những lý do như vậy. Được chưa? Hoặc là tôi sẽ hỏi thêm khách hàng như này: thế bây giờ em đang cảm thấy cái cơ thể của mình nó như thế nào? Trong cái quá trình mà em đi lại, em vận động, hay là em đi gặp gỡ đối tác, em đi đến công ty em làm việc, hay là em đối diện với người yêu hay là crush của mình ấy, thì cái cảm xúc của em nó như nào? Hay đơn giản nhất là chị em rủ nhau đi shopping ấy, em vào một cái tiệm thời trang rất là đẹp, rất nhiều bộ váy xinh ấy, nhưng mà mình không có mặc vừa nó, thì cái cảm xúc của em nó như nào? Em có thể chia sẻ cho anh nghe được không? Đó, thì đấy là nó là câu hỏi kiểu như là em cảm thấy như thế nào, hoặc là em sẽ làm gì, hoặc là điều gì sẽ xảy ra nếu vân vân. Được chưa? Thì đấy là những cái câu hỏi dạng what, why và how. Bây giờ mình đưa ra câu hỏi để xác định được cái rào cản. Anh thấy là em đã duy trì cái cân nặng này trong 5 năm rồi, và trong 5 năm qua thì chẳng có cái động thái gì liên quan đến việc tập luyện và thay đổi hình thể. Đùng một phát hôm nay đến phòng gym: anh ơi, em muốn giảm 10 cân trong 2 tháng. Sao mà lại máu chiến thế? Sao tự dưng ở đâu ra mà động lực lại áp thế? Đấy, ví dụ thế. Thì mình có thể xác định được cái động cơ của khách hàng. Thế thì tại sao trong 5 năm qua em không tập đi cho nó đẹp đi? Đáng ra là em tận hưởng cơ thể của mình, nó ngon, nó đẹp trong suốt 5 năm rồi. Thế vậy thì 5 năm qua bận việc à? Hay là 5 năm qua không có thời gian, hay là 5 năm qua không nghĩ đến việc tập gym nó tốt, hay là 5 năm qua không có động cơ, không có động lực? Thì em chia sẻ cho anh nghe. Đấy, ví dụ như vậy. Thì người ta bắt đầu người ta nói với những cái sao cả. Anh ơi, thực ra là ngày xưa là em phải đi học cao học, em học lên tiến sĩ, ví dụ thế, nên là bận quá, làm suốt, cày suốt, không có thời gian cho cơ thể của mình. Anh ơi, là ngày xưa em nghĩ rằng tập gym thì nó không tốt, anh ạ. Anh ơi, em cũng thử đi tập rồi, nhưng mà tập xong không tập được, tập một mình mệt lắm anh ạ, đau lắm anh ạ. Bạn em mà tập xong không đứng dậy được, em sợ, em không dám đi tập anh ạ. Anh ơi, trước đây em cũng tập với một anh cho em cardio training, tập xong em thở không được, em tí ngất, em sợ, em chớ luôn anh ạ, em chạy vật dép, em không dám đi tập. Đấy. Thì tất cả những câu hỏi kiểu như vậy thì người ta sẽ đưa ra rất nhiều lý do, và chúng ta sẽ từng bước xử lý những cái lý do. Và thế bây giờ thì sao? Ngày xưa sợ tập gym như vậy, đùng phát hôm nay lại đòi tập gym như vậy, lại còn thuê cả PT luôn. Thì bạn em nó đi tập, nó bảo tập với PT sướng, tập với PT hiệu quả, nên em mới cắn răng cắn lợi làm quyết tâm em đến em hỏi anh xem có tập được không. Đấy, ví dụ như thế. Tôi nói các bạn có rất nhiều lý do kiểu như vậy, và chẳng có ai lý do nào giống lý do nào. Nhưng khi mà mình hiểu mục tiêu và kinh nghiệm thì mình sẽ đưa ra những câu hỏi what, why, how kiểu như vậy để mình làm rõ được vấn đề. Các bạn hiểu với tôi không ạ? Rồi, thế cái phần thúc đẩy khách hàng thì tôi sẽ để ở cuối cùng này. Thế bây giờ cho anh hỏi thêm để tư vấn cho hàng tốt hơn này. Thế thì em có gặp phải những cái trở ngại gì liên quan đến cái vấn đề bệnh lý, ví dụ như là huyết áp hay là tim mạch, hay là mình đã từng trải qua những cái cơn phẫu thuật nào chưa, hoặc là mình có gặp phải những cái cơn đau từ xương khớp như đầu gối hay là vai hay là lưng hay là cổ không, thoái hóa thoát vị gì đó không? Anh ơi, em có anh ạ, em bị đau lưng anh ạ. Ngoài đau lưng ra thì em còn cái vùng nào? Em không, em đi kiểm tra sức khỏe thì vẫn bình thường. Có mỗi là 3 tháng gần đây tự dưng em đau ê ẩm quanh vùng thắt lưng thôi. Nhưng mà anh nói này, con gái thì nhiều khi là đến kỳ của phụ nữ thì người ta cũng bị đau lưng. Thế vậy cái cơn đau lưng của em là do đến kỳ à? Hay là tự dưng nó đau? Không anh ạ, đây là đau suốt trong 3 tháng rồi anh ạ. Em cứ ngồi là em ê ẩm hết cả người lên, ví dụ như thế. Thế thì em phát hiện ra cơn đau lưng này là trong cái lúc nào, trong cái trạng thái làm việc như nào? Em ngồi lâu máy tính em bị đau, hay là do em cúi xuống nhặt cái đồ gì nó nặng thì em bị đau? Em ngồi lâu thì nó bị đau anh ạ. Gần đây thì công việc của em hơi nhiều, thường xuyên phải thiết kế, làm đồ họa với cả thiết kế nội thất cho khách hàng. Em làm thiết kế anh ạ, thành ra là em cắm mặt vào để em ngồi thì nó đau ê ẩm hết lưng. Thế thì hàng đã đi kiểm tra bác sĩ chưa? Bác sĩ nói như thế nào về điều này? Em chưa anh ạ. Với lại là mọi người cũng bảo em là do em ngồi lâu thì bị đau thôi, chứ còn em chắc là chưa bị bệnh lý gì đâu anh nhỉ. Trẻ như thế này, mới có 45 tuổi. Tôi trêu tí thôi nhé, mới có 25 tuổi thôi anh ạ. Thì anh cũng nghĩ là thông thường các bệnh lý thì về xương khớp ấy, thì một là do mình hoạt động sai tư thế, ví dụ là cúi xuống bê vác vật nặng thì mình mới bị liên quan đến cuộc sống thôi. Còn hai là mình rất là lớn tuổi, 45, 50 tuổi thì bắt đầu xuất hiện các cái triệu chứng về thoái hóa cuộc sống. Còn đa phần mà đau mỏi lưng ấy thì thường là có thể là
mình ngồi lâu trong một cái tư thế xấu thì lúc đấy thì mình bị đau thôi, bị mỏi thôi. Thế thì em có thể mô tả giúp anh nhé, là trong những cái hoạt động hàng ngày đứng lên ngồi xuống thì em có bị đau không? À em không à, chỉ có ngồi lâu em mới bị đau thôi đúng không? Thế nếu mà bây giờ mình đứng thẳng rồi mình cúi chạm chân, hay là đứng dậy em thử cho anh xem, chạm chân xuống mũi chân ấy, thì em có bị đau không? Hay là em thấy nó dễ chịu? Em không bị đau anh ạ, em thấy nó dễ chịu. Em thấy nó dễ chịu anh ạ. Ờ thế thì tốt quá. Nếu mà em cảm thấy lúc mình cúi sát xuống mà cái chức năng cúi xuống nó không có vấn đề gì cả, nó chỉ bị ê mỏi như vậy thì nghĩ là nó bị căng cơ thôi. Đó. Còn nếu mà em thấy rằng cúi bị đau nhói mà em không thể cúi được hoặc các cái chuyển động của em nó có vấn đề ấy, thì chắc là mình nên đi kiểm tra bác sĩ để xác định thêm các cái nguyên nhân. Còn nếu không thì tí nữa sau cái phần này thì anh xin phép anh thực hiện những cái bài test, nó sẽ đánh giá được cái chức năng của cuộc sống và kiểm tra cái sự ổn định. Chẳng liệu là mình có vấn đề về đĩa đệm hay không. Nếu mà anh thấy là có thì anh sẽ khuyên em đi gặp bác sĩ. Còn nếu mà anh thấy là không có vấn đề thì anh sẽ thử một vài cái bài tập nó bổ trợ, thì nếu mà em tập xong thấy nó dễ chịu và 2-3 hôm sau hết đau thì cho rằng là nó không có vấn đề gì cả. Đấy là những cái lời khuyên anh có thể đưa ra như vậy. Còn để mà cảm thấy yên tâm nhất thì chắc là mình vẫn nên đi gặp bác sĩ, vì bác sĩ sẽ đưa ra kết luận chứ anh không có biết mình có bị gì hay không. Đó, vấn đề như vậy. Rồi, thế thì anh hỏi này, công việc của Hằng ấy thì mình có thường xuyên là phải đi giày cao gót, ngồi nhiều một cái vị trí hay không? Vừa rồi em có nói là hay ngồi văn phòng thì ngồi về máy tính laptop nhiều ấy, nhưng mà có thường xuyên như vậy không? Hay là thỉnh thoảng có dự án thì mình mới phải ngồi thôi? Em thì em chân ngắn nên là thường xuyên đi giày cao gót. Chứ thì Hằng đi đôi khoảng độ mấy cm? 7 cm. Các bạn có biết là có một cái bài viết là người ta chỉ ra là đi một đôi giày cao gót 20, 30, 3, 2, 3, 5, 7, 10 cm thì tương ứng là áp lực lên khớp gối và cột sống là bao nhiêu, đúng không? Các bạn biết là có cái tài liệu nói về cái đó không ạ? Không biết thì các bạn tìm hiểu Google nó có luôn ấy. Và có một cái bài viết là cái cột sống cổ mà đẩy về phía trước bao nhiêu độ ấy, thì áp lực lên cột sống ở đấy là tương ứng là bao nhiêu kg ạ? Nó có cái bài viết về cái đó này, bạn tìm hiểu. Đó. Thì bắt đầu mình hỏi thêm là thế thì công việc của em có thường xuyên là phải đi tiếp khách, đi xa hay là nhậu nhẹt uống rượu bia không? Tại vì cái việc mà mình tập luyện giảm cân nó sẽ liên quan đến chế độ dinh dưỡng, mà đặc biệt là liên quan đến cái việc là mình đi nhậu, mình tiếp khách, nó sẽ rất là ảnh hưởng đến em. Rồi, thế thì công việc của em có thường xuyên bị áp lực, và cái mức độ áp lực của em ấy, nếu mà thang điểm từ 1 đến 10 ấy, nó ở mức số mấy? Ý anh hỏi là cái stress số 8 đúng không? Vậy thì số 8 thì nó có thường xuyên và nó có kéo dài lâu không? Và khi mà Hằng bị stress thì em thường làm cái việc gì để mình giải phóng được cái stress đó? Và sau đó em cảm thấy như nào? Hằng ơi, thế thì gần đây ấy, mà em đang bị stress đúng không? Thế thì em có thường xuyên bị mất ngủ, đau nửa đầu, hoặc là cảm thấy nó khó chịu, thiếu cái sự tập trung không? Hay là em có những cái dấu hiệu như kiểu là mình hay nổi cáu với những người thân xung quanh của mình không? Và khi mà em cáu với họ xong thì em cảm thấy lúc đấy mình như nào? Có lỗi đúng không? Cảm thấy hơi hối hận đúng không? Ừ. Thế vậy thì mình làm, mình thấy hối hận xong thì mình làm gì để mình cảm thấy nó đỡ hối hận như vậy? Ok, anh cảm ơn. Rồi, anh cảm ơn Hằng rất là nhiều. Thì trên đây thì anh đã có đầy đủ những cái dữ kiện liên quan đến vấn đề về Hằng. Thì anh cho rằng là cái việc của em hiện nay ấy, đó là do cân nặng và do thói quen và cái lối sống của em hiện nay nó không có tốt. Thành ra nó khiến cho em là ăn uống không có kiểm soát về chế độ dinh dưỡng, nên là mình bị thừa cân và mình bị tăng cân. Thứ hai là do đặc thù công việc thường xuyên phải ngồi nhiều vị trí ấy, nên là gì? Em hay bị đau lưng. Thì để mà biết rõ hơn là em có sai lệch tư thế gì không thì tí anh sẽ thực hiện một cái bài Fitness Assessment Test để đánh giá tư thế của em, anh sẽ có thêm kết luận. Và cái thứ ba là do em thường xuyên bị stress và căng thẳng như vậy, thành ra em hay có cái việc là mất tập trung, hay bị mất ngủ, hay là đôi khi là mình hay cau có với những người thân xung quanh. Thì anh cho rằng về lâu về dài đó là một cái dấu hiệu tồi, nó là dấu hiệu không tốt. Vì nó sẽ làm cho cái chất lượng công việc của em, cái tinh thần của em nó sẽ đi xuống, và cái mối quan hệ của em nó sẽ không được ở cái trạng thái tốt đẹp. Do vậy thì có một cách duy nhất, đó là mình nên đi tập. Vì khi mà em đi tập thể dục thể thao ấy, nó sẽ sinh ra những cái hormone nó được coi là ma túy thuần tự nhiên, nó giúp cho em cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn. Cái yếu tố số 2, nó giúp cho em là lưu thông được máu tốt hơn, cái tim phổi của em nó cũng tốt hơn, khiến cho em cảm thấy lúc nào cũng sảng khoái và khỏe mạnh. Cái yếu tố thứ 3 là đi tập nó sẽ giúp em giải phóng được cái mỡ thừa, cái năng lượng để đốt được mỡ thừa đi, giúp cho em giảm cân hiệu quả. Và em chỉ nghĩ mà xem, khi mà mình giảm được 10, 15 cân ấy, thì tự dưng em sẽ thấy là cuộc đời này rất là vui vẻ. Vì em mặc cái váy nào em cũng xinh, và lúc đó thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Vậy, nếu như anh có một cái phương pháp có thể giúp em giảm 15 cân trong 6 tháng, một tuần em sẽ phải ít nhất là 4 đến 6 buổi tập, và mỗi buổi từ 60 đến 90 phút. Thì liệu em có quyết tâm dành cái thời gian cho cái công việc, coi cái việc luyện tập như là một công việc để tham gia tập luyện ngày hôm nay không? Đó.
Em có. Thế thì khi mà em thấy rằng cái phương pháp anh chứng minh cho em thấy rằng nó hiệu quả, thì liệu em có cần phải xin ý kiến của một ai đó không? Hay là mình hỏi ý kiến của người thân không? Hoặc là cái vấn đề về tài chính ấy, thì em có tự ra quyết định được không? Tại vì mình thấy là em mới có 25 tuổi thì cũng rất là trẻ. Và đây khi mà bỏ tiền thuê PT thì nó là một con số khá là lớn. Anh nghĩ rằng mình sẽ phải có cái sự cân nhắc của nhiều yếu tố, đúng không? Thì anh rất là mong được em chia sẻ. Đấy. Thì vừa rồi thì tôi đã minh họa cho các bạn một loạt những câu hỏi để điều tra về bệnh lý cảm xúc của khách hàng. Và từ đó chúng ta động viên và thúc đẩy khách hàng bằng những câu hỏi như vậy. Thì chi tiết tôi đã trình bày rất kỹ ở trong cái phần workbook, các bạn có thể tham khảo thêm. Được chưa? Rồi, thì đến phần này các bạn đã thấy được là cái tác dụng của việc đặt câu hỏi đúng nó như thế nào chưa? Thấy chưa? Thấy thì cho dấu hiệu đi, chứ không thấy mắt cứ trợn tròn. Ok à? Tuy nhiên biết thế thôi chứ làm được khó đấy. Làm được sẽ rất khó đấy các bạn nha. Rồi, output của bài tập này, một là các bạn hãy thử sau các bạn hãy thử ghi âm lại, quay lại cái buổi các bạn tư vấn một cách bản năng cho khách hàng trước đó, để xem là cách các bạn sử dụng cái việc đặt câu hỏi như thế nào. Và sau đó các bạn hãy học workbook và luyện tập theo cặp với nhau trong ít nhất 7 ngày liên tục. Được chưa? Có nghĩa là các bạn phải nói ít nhất 50 đến 100 lần. Nói đến mức độ mà cái miệng mình nó cứng hết luôn ấy. Và lúc đó cái video cuối cùng hoàn chỉnh nhất các bạn hãy quay lại và các bạn hãy bật hai video lên và so sánh, thì các bạn sẽ thấy cái trình độ của mình nó đã cải thiện rất nhiều. Và hãy đánh giá thêm về kết quả chốt sale trong 2 tháng tiếp theo, thì tôi tin rằng các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Được chưa? Thì đấy là cái phần thứ hai trong cái buổi học ngày hôm nay. Cái phần hôm nay chắc mình sẽ học hơi quá một tí nha. Cái phần thứ ba nó chính là kỹ năng lắng nghe. Thì thường người ta nói là như này này. Vì sao mà các bạn thấy rằng là chúng ta gọi là mất chỉ có khoảng độ là 2 tuổi gì đó là chúng ta đã biết bập bẹ, biết nói rồi. Có nghĩa là để mà một đứa trẻ nó sinh ra đến khi nó biết nói thì mất loanh quanh khoảng 2 tuổi gì đó. 2 năm, hơn 2 năm gì đó. Là nói tương đối ok, 2 tuổi rưỡi là bibo, tương đối ok. Nhưng mà để mà học lắng nghe thì người ta phải mất cả đời các bạn ạ. Vì sao mà người ta hay dùng đạo Phật ấy, người ta hay nói là con người nó có một cái miệng để nói, nhưng có đến 2 cái tai để nghe. Thì ý nói đây là gì? Cái việc nghe nó quan trọng hơn rất nhiều so với việc nói. Theo mô thức hành vi DISC ấy, những người nào mà có cái tính cách đi và tính cách y cao thì thường những người đó nói rất tốt, làm rất tốt nhưng mà nghe rất kém. Tôi là một trong những người như vậy. Nên tôi dạy các kỹ năng lắng nghe thì nó không có đúng lắm. Vì bản thân ấy, thì tôi cũng đang cải thiện được khoảng 40%. Nếu mà thang điểm thì từ 1 đến 10 thì tôi cải thiện được khoảng mức 6 điểm cho các bạn. Chứ tôi chưa thực sự là nghe tốt. Vì các bạn hiểu, một người điềm tính ấy, thì người ta không xông xáo, không năng nổ được đâu. Người ta làm việc nó không nhanh được đâu các bạn. Thường là như vậy. Còn hiếm có người nào mà vừa nói tốt lại vừa nghe tốt. Ít lắm các bạn. Các bạn mà học anh Vũ Hải thì các bạn sẽ thấy điều tôi nói. Các bạn sẽ học anh Vũ Hải thì các bạn sẽ hiểu được điều tôi nói, là anh Vũ Hải mà nói là toát hết mồ hôi luôn. Đứng trên sân khấu và nói là run luôn các bạn ạ. Nhưng mà anh Hải nghe thì cực kỳ tốt. Vì anh Hải là một trong những người mà thường xuyên dành thời gian để nghe tôi chia sẻ. Đó. Và khi mà tôi tiếp xúc với anh Vũ Hải thì tôi mới chính thức tôi hiểu về kỹ năng lắng nghe. Và tôi mới có thể luyện được nó, cải thiện như vậy. Nên là đừng cố đặt ra một cái mục tiêu nó quá hoàn hảo. Thay vào đó chúng ta phải tốt hơn so với ngày hôm qua là được rồi. Thì ở đây nó có 4 cái cấp độ về lắng nghe. Một là không tập trung. Có nghĩa là khi mà tôi đang giảng bài thì vừa rồi có một vài bạn nói chuyện riêng thì có khi các bạn chẳng nghe được hết đâu. Đấy, thì bạn không có tập trung. Hai là nhiều bạn giả vờ lắng nghe. Chỉ giả vờ lắng nghe là cứ vâng, ok mày cứ nói đi. Nhưng mà tay thì đang nhắn tin cho bạn gái. Vừa rồi có mấy bạn đang làm như vậy đó. Nên các bạn nên đọc một cuốn sách có tên là đây các bạn ạ. Đấy, mất. Đó, các bạn nên đọc cuốn sách này, Sức mạnh của sự tập trung các bạn ạ. Nó dạy bạn là cố gắng trong một thời điểm thì làm một việc thôi. Tôi đang luyện việc đó. Trước đây tôi dạy là tôi vẫn có thể là chat được và tôi vẫn dạy được, nhưng mà bây giờ tôi không dám làm như vậy. Trong quá trình dạy là tôi chỉ có thể tập trung vào các bạn thôi. Thỉnh thoảng tôi im lặng, tôi quay ra là con gái tôi chạy qua chạy lại, tôi bảo im lặng. Chứ còn tôi không có làm được gì khác ngoài cái việc giảng các bạn cả. Đấy, thì nó gọi là sự tập trung. Thì nhiều người ta giả vờ tập trung. Thứ ba là nghe và phản hồi.
Có nghĩa là nghe xong người ta nói hết thì phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Tôi là đang là ở cái cấp độ này các bạn. Nói thật với các bạn, tôi luyện mãi mới được cấp độ này. Là nghe xong phát là tôi phản hồi ngay. Vì não tôi nó loát nhanh lắm. Nên tôi hỏi các bạn hỏi cái gì đúng 3 giây tôi trả lời các bạn. Không đến 3 giây tôi đã có đáp án luôn. Nên là nhiều khi là tôi suy nghĩ nó không thấu đáo. Nhưng khi các bạn đặt câu hỏi cho anh Hải thường đưa ra khoảng 5 đến 10 câu hỏi cho các bạn. Sau đó anh Hải mới phản hồi. Đấy, thì đấy là kỹ năng của anh Hải, nó là kỹ năng cuối cùng. Nghe, phân tích, tóm tắt, thấu hiểu và bắt đầu mới giải đáp thì nó là đỉnh cao về kỹ năng lắng nghe. Được chưa? Thì đấy là cái mà ai cũng mong muốn là có được một cái kỹ năng đến độ như vậy. Rồi. Thế thì lưu ý. Hãy lưu ý ạ. Là một là trong quá trình lắng nghe ấy, thì chúng ta hãy duy trì giao tiếp bằng mắt, có nghĩa là mình nhìn thẳng và người ta đừng có nhìn lung tung. Được chưa? Và nếu có thể mình hãy xin người ta là chị ơi, em xin phép là vừa nghe chị và em vừa nốt lại những cái nội dung mà chị chia sẻ để em làm căn cứ để thiết kế chương trình cho chị. Đúng không ạ? Thì mình ghi chép lại. Và khi mà mình ghi chép thì nó xảy ra một vấn đề là cái mắt của mình sẽ bị cúi xuống và mình không có tập trung được vào cái người kia, nên nó sẽ tạo ra một cái khoảng, nó gọi là khoảng chết chóc, khoảng im lặng trong giao tiếp. Thì lúc đó các bạn hãy vừa ghi và vừa nhắc lại cái thông tin và đặt câu hỏi làm rõ thông tin. Tôi lấy ví dụ như này. Rồi, ý bạn là phải nhắc lại và đặt câu hỏi làm rõ thông tin đúng không anh? Thì khi bạn nói cái từ đúng không anh là lúc đó bạn đã ghi xong rồi và bạn nhìn lên mặt khách hàng, bạn nói từ đúng không anh. Có nghĩa là bạn phải khớp làm sao? Rồi, nhắc lại câu hỏi, đặt lại câu hỏi đúng không anh? Đấy, thì có nghĩa là bạn sẽ làm cho cái cuộc hội thoại nó trở nên liên tục và nó không bị ngắt quãng. Được chưa? Và cái cuối cùng là gì? Bạn đưa ra giải pháp cho khách hàng. Cái giải pháp đó nó phải thực sự giải quyết đúng cái vấn đề mà khách hàng người ta đang nói chuyện với mình, cái người kia người ta đang tương tác với mình. Đấy, thì đấy là những cái lưu ý như vậy. Thì tôi dạy các bạn là cái kỹ năng này thực ra nó rất dễ nhưng lại khó áp dụng. Thì cái việc đầu tiên là như này. Các bạn hãy để ý quan sát những người xung quanh mình, xem khi mà họ nói chuyện với nhau ấy, thì cái người nghe kia họ có biểu hiện thái độ như thế nào. Và tương tự, các bạn gì? Hãy nhờ một người nào đó, leader của mình chẳng hạn, là sếp ơi, sếp hãy để ý giúp em là khi mà anh em trong phòng tập mà nói chuyện với nhau ấy, thì lúc mà mọi người nói thì cái thái độ nghe của em nó như thế nào, thì sếp nói lại cho em biết nhé. Vì nhiều khi chúng ta không ý thức được việc đó, và cái việc này nó phải được làm một cách tự nhiên, diễn ra một cách tự nhiên, thì tôi nghĩ rằng nó mới ok. Đấy là các bạn hãy làm cái việc này đầu tiên. Sau đó thì các bạn hãy luôn luôn nhẩm một cái câu thần chú là gì? Không được nói, không được nói, không được nói. Mình phải nghe tiếp, mình phải nghe tiếp, mình phải nghe tiếp. Và khi có người nói là Trường ơi, ta hỏi mày cái này tí, thì việc đầu tiên là úp hai cái điện thoại xuống như này để là mình không phân tâm. Mày nói đi, có vấn đề gì thế? Và ngay lập tức ánh mắt mình nhìn về phía người ta. Sau khi người ta nói mình sẽ nhìn ok, thi thoảng mình sẽ ok, rồi, tiếp tục. Tao hiểu rồi, mày nói tiếp đi. Đấy, có nghĩa là mình có những câu đệm để cho người ta biết là tôi gật đầu, tôi đệm như vậy là tôi đang lắng nghe bạn đó. Được chưa? Rồi, sau khi mà người ta nói hết xong, các bạn hãy cố gắng tóm tắt lại. Ý của mày có phải là mày đang muốn hỏi tao là cái tình huống như vậy thì nếu là tao thì tao nên làm gì đúng không? Hay là mày đang muốn nói vấn đề đó và mày sẽ trình bày tiếp là vấn đề của mày? Đấy, ví dụ như vậy, mình tóm tắt lại, mình xác nhận là xem đây có phải là vấn đề mà người ta nói hay không. Đấy, luyện đến cái bước này rồi, lúc đó thì mình đưa ra phản hồi. Thì tôi tin rằng là cái kỹ năng này nó sẽ rất là tốt. Được chưa? Do vậy đấy, học phần này nó dễ không à? Nó ngắn không à? Nó cũng đơn giản không à? Nhưng mà nói thật với các bạn, luyện được nó chắc là mất cả đời đấy. Nhất là những người nói lắm, nói nhiều, bồng bột, nông nổi giống như tôi. Thì các bạn sẽ luyện cái kỹ năng này rất khó. Nhưng mà bù lại các bạn ạ, nói và thuyết trình thì nó là đỉnh cao các bạn ạ. Dễ lắm, cực kỳ dễ luôn. Được chưa? Thì đấy, trên đây thì tôi đã chia sẻ xong với các bạn cái nội dung cái buổi số 2 ngày hôm nay là 3 kỹ năng gây ấn tượng, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng lắng nghe. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ dành một ít phút để chúng ta trao đổi với nhau, xem là có ai có câu hỏi hay thắc mắc không. Rồi, thì trước khi mà chúng ta gì nhỉ, đặt câu hỏi thì có khi mình làm cái lễ nhỉ, bật cam lên chúng ta chụp ảnh phát cho nó phấn khởi nhỉ. Hôm nay ai chụp ảnh đây? Ai chụp ảnh đẹp đây? Ồ, dạo này mới để Linh dạo này gầy phết nhỉ? Yeah. Mấy nữa là lại xịn sò rồi đấy. Rồi, đứa nào chụp ảnh nhỉ? Ok à? Ok à? Chụp ảnh ok à? Hăng chụp ảnh à?
Anh chụp ảnh nào các bạn? Ai bấm máy nào? Quyền ơi em bật cam lên cam ơi, không là mất phần đấy. Văn Duy đâu em? Bật cam lên. Ai nào? Hữu Quyền, Văn Duy đâu rồi? Thảo ơi. Lại nhé. Đâu rồi? Văn Duy đâu rồi? Hữu Quyền đâu rồi? Anh em đâu rồi? Bật tim. Nào, cúi hết xuống. Mấy đứa kia chỉ thấy một cái đầu thôi kìa. 3, 2, 1. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta xong cái phần nghi lễ rồi, nghi thức rồi. Rồi đến phần hỏi xoáy đáp xoay nhỉ? Mời các bạn. Nào, các bạn hãy đặt câu hỏi đi ạ. Trời ơi, thấy chưa? Ông Lâm, ông ấy gọi là hết ý với nhân viên luôn. Ông ấy đã sâu cả info của ông Hoàng lên đây rồi. Đấy, cho các bạn kết nối làm quen với nhau. Hết nước chấm luôn. Ông tổ ngành may mối rồi. Rồi anh em, chúng ta đặt câu hỏi với nhau đi nhỉ. Các bạn có thắc mắc gì muốn tôi chia sẻ hay là giải đáp thì xin mời các bạn. 500 anh em, 26 feet, 27 feet đâu rồi? Sếp Hùng có một câu hỏi dành cho anh Trường. Rồi, xin mời. Xin làm bắt đây anh Trường ạ. Thực ra em không phải hỏi mà em thấy là một điều em băn khoăn nhỏ nhỏ thôi anh ạ. Tức là okay. Anh đang dạy bọn em các kỹ năng về dạy khách này, kỹ năng bán hàng này, tất cả thứ từ chối đi, còn là một em phát triển hoàn thiện bản thân. Nhưng mà sau này mà anh ra cái bộ mà sales toolkit chẳng hạn, đấy tức là bọn em sẽ phải gần như là bọn em sẽ ít phải học những kỹ năng này đi phải không anh? Kiểu như là cho những cái thế hệ mới sau này ấy, thì em thấy nó kiểu như là nó hơi mâu thuẫn một tí rồi đấy. Đây nhìn trực tiếp đúng không? Anh hiểu ý không? Từ ở bên đấy nó đang bị ồn mọi người ơi, mình nghe nó câu được câu không, nên là em ở gần cái mic em nói cho anh nghe và mọi người im lặng. Anh hỏi. Em hỏi lại anh Trường nhé. Ok. Nghe rõ chưa? Rồi, ok. Thì tức là bây giờ bọn em đang trao dồi tất cả các kỹ năng đi. Kỹ năng về bán hàng, kỹ năng về chăm sóc khách hàng, rồi nói chuyện, xử lý chối, rồi dạy khách. Làm thế nào để mà cho một huấn luyện viên trở nên chuyên nghiệp và phát triển lâu dài tương lai. Nhưng mà sau này anh đang định ra một cái bộ mà em nghĩ sẽ là áp dụng rộng rãi. Đó là bộ sưu tù kit. Mà tức là huấn luyện viên mình sẽ được tối giản tất cả những cái bước mà em vừa nói trên. Đúng không ạ? Thì em nghĩ là em thấy nó hơi mâu thuẫn ấy, kiểu như thế. Ok. Thứ nhất là cái bộ đó thì nó chỉ có ở Lady Fit của anh thôi, chứ nó không có tung ra bên ngoài. Đó, thế đấy là sao chép anh ạ? Không, em không thể sao chép được nó vì nó dưới dạng phần mềm, làm sao sao chép được. Phương Thảo sẽ cung cấp cho Duy Hoàng. Kể cả Hoàng, kể cả em có vào làm tại công ty của anh thì em cũng sẽ không thể sao chép được nó. Thực ra nếu mà em nghĩ rằng là copy mà nó dễ như vậy thì thực ra nó rất khó. Anh sẽ chia sẻ với em luôn. Vì sao cái tỷ lệ bán hàng của Lady Fit ấy, nhân viên thấp nhất nó sẽ vào khoảng 60% tỷ lệ chốt sale, và nhân viên cao thì nó sẽ trung bình khoảng 90%, mà anh không dạy một buổi nào về kỹ năng bán hàng. Thì anh sẽ nói cho em biết, khi một khách hàng người ta đến với trung tâm của anh ấy, thì việc đầu tiên họ là khách chân dung, khách hàng chuẩn của bên anh. Có nghĩa là cái khâu tiếp cận khách hàng bọn anh đã tiếp cận rất chính xác. Còn hầu hết các em ấy là bọn em vi phạm quy tắc 30. Một là không có nhu cầu cấp thiết, hai là không có tiền, và ba là không có khả năng ra quyết định, nên hầu hết các bạn chốt sale không nổi. Cái yếu tố số 2 là bọn anh tác động vào trải nghiệm của khách hàng. Có nghĩa là chỉ khi khách hàng người ta đến đó, người ta đến phòng tập, tìm đến phòng tập, bước vào phòng tập, được người ta đón tiếp, đến khi mở cửa vào phòng tập, cảm nhận từ âm thanh, từ mùi vị, từ concept thiết kế của phòng tập, thì họ có cảm xúc là ở đây là cái nơi phù hợp với họ. Cái yếu tố số 3 là gì? Là cái quy trình đào tạo nhân sự bán hàng của bên anh ấy, nó rất tốt, nó rất khác biệt. Và từ ông sếp đến ông nhân viên họ đều giống hệt nhau. Nên thành ra khách hàng vào gặp nhân viên là họ thấy thích. Cái thứ 5 là chiến lược sản phẩm của bên anh, nó khác hoàn toàn. Chiến lược sản phẩm bên anh kết hợp giữa hai yếu tố. Một là chương trình huấn luyện cho khách hàng.
Hai là chương trình đào tạo PT. Nếu như em không ở công ty anh đủ lâu ấy, thì em không bao giờ học được. Và nếu em ở 6 tháng thì sau 3 tháng bọn anh đã upgrade đến một cái hoàn toàn mới. Em không thể theo kịp. Thậm chí là đã rất nhiều công ty ăn cắp và copy cái chiến lược của bên anh nhưng áp dụng đều fail. Không tin em cứ sang làm thử và em copy thoải mái. Anh đố em làm được luôn. Đó. Cái cuối cùng nó là hệ thống vận hành. Mà cái hệ thống vận hành đó nó là tổ hợp các quy trình. Sắp tới bọn anh sẽ lên nền tảng 4.0 thì có nghĩa là nó không có trên giấy. Mà không có trên giấy thì không thể nào sao chép được. Đó. Và cuối cùng mới đến là cái chất lượng của cái người huấn luyện viên đó dựa trên nhiều yếu tố đó gộp lại với nhau. Em không thể nào bế hết đi được. Đó. Nên anh thường có một câu như này. Bạn có thể copy được cái tên mô hình của tôi nhưng bạn không sở hữu tầm nhìn của tôi. Bạn không có gen của tôi. Nên bạn không bao giờ bắt chước được tôi. Cái đấy là cái anh khẳng định đến thời điểm hiện tại. Đó là lý do tại sao có rất nhiều người, người ta về, người ta bỏ rất nhiều tiền để mua Lady Fit, chứ người ta không copy nổi em ạ. Human Private, một cái phòng tập mở ra nó đã không đúng với cái tên của nó rồi. Queen Private, rất nhiều những phòng tập bắt chước kiểu như vậy, không có nổi em ạ. Và cái khó hơn cả đó là vận hành doanh nghiệp nó mới khó. Em có thể nhái một cái phòng tập sang trọng, đẳng cấp với cái tên tương tự, sản phẩm giống hệt, thậm chí rẻ hơn. Nhưng mà em không có kỹ năng vận hành thì lúc đấy nó cũng sẽ vứt đi. Nên thành ra là gì? Người ta tạo ra một cái mô hình kinh doanh, nó có một cái nó gọi là unit selling point, là không thể sao chép hoặc phải mất rất nhiều thời gian mới có thể sao chép được. Đó là lý do anh tự tin có thể bán brand của Lady Fit đến thời điểm hiện tại. Đó. Vâng. Vậy thì nó đỡ mâu thuẫn chưa? Dạ vâng. Cảm ơn anh chưa? Mới nhận được con người điều hành con chó. Anh hiểu hỏi không? Rồi, xin mời. Thầy ơi, em có câu hỏi không? Rồi, xin mời. Em nào đấy? Thầy ơi, em có câu hỏi không? À rồi, rồi, ok. Nhưng mà nếu em có hỏi á, thì như bọn em ấy, thì làm sao để bút cho khách hàng đi tập trong những buổi đầu tiên mà khi mà khách hàng luôn từ chối bọn em trong những cái cuộc gọi, khi mà gọi sale khách hàng đi tập đấy ạ. Có nghĩa là em muốn làm sao để hẹn được khách hàng đi tập chứ không phải push khách hàng, đúng không? Đúng rồi. Rất nhiều người gặp phải vấn đề là có được lead, có được thông tin hoặc là hẹn được online, nhưng mà đến cái lúc mà đi tập ấy, thì họ lại không có hẹn được. Thực ra có một cái vấn đề là như này này, nó một cái khâu cực kỳ quan trọng là từ lúc bạn lấy cái lead đó thì bạn kết nối với khách hàng như thế nào. Bạn đừng bao giờ nghĩ là bạn cho người ta cho bạn một cái số điện thoại và bạn có thể gọi phát là người ta lên, không có đâu các bạn ạ. Bởi vì lúc đó bạn không biết khách hàng này nhu cầu họ có thực sự là cấp thiết không. Mặc dù họ có tiền, họ trong độ tuổi, họ đang béo, họ có nhu cầu giảm béo thật, nhưng mà cái nhu cầu này nó chưa có tính cấp thiết. Nên khi mình tiếp cận được khách hàng, mình xin được lead của khách hàng ấy, thì cái việc đầu tiên mình gây ấn tượng để làm sao mình nói chuyện, mình tương tác được với họ. Thành ra nếu em cầm được một số điện thoại về thì nó không phải là một cái lead chất lượng. Thay vào đó em phải xin được số điện thoại, xin được Zalo, thậm chí add được cả Facebook. Và làm thế nào mà trước lúc đó em có thể hẹn được khách hàng đi uống cà phê được thì nó là tốt nhất. Để khi em gặp, em có thời gian, em trò chuyện, em hiểu được khách hàng. Ví dụ như nhiều khách hàng anh có được thông tin Facebook của họ ấy, anh cũng chẳng có vội hẹn họ lên. Thay vào đó anh vào anh đọc Facebook, anh vào anh tương tác để họ biết anh là ai cái đã. Về sau bắt đầu anh mới nhắn tin để mời họ đi tập. Có nghĩa là cái khâu đầu tiên của anh là khâu xây dựng mối quan hệ. Nên là nếu các em họ được khách hàng lên ngay thì thực sự khách hàng đó là người đang có nhu cầu và nhu cầu của họ thuộc dạng cấp thiết, họ sẽ đi. Nhưng nếu em chỉ gặp một người có nhu cầu cần thiết nhưng chưa cấp thiết thì chắc chắn em sẽ không thể push họ đi. Thay vào đó hãy tìm cách hoặc là kênh nào đó để kết nối với họ thông qua mạng xã hội, thành tin rằng cái cách đấy nó sẽ thông minh hơn. Ok chưa? Và bán hàng là một hành trình các bạn ạ. Bán hàng không phải một buổi một sớm một chiều. Nhiều khi tôi phải chăm sóc khách hàng cả một năm người ta mới đi tập, chứ đâu có phải là mới chăm sóc đâu, gọi một phát người ta sẽ đến đâu. Và thường các bạn hẹn khách hàng được 1-2 tháng mà không được thì các bạn có xu hướng bỏ, các bạn không chăm người ta nữa, có đúng không? Rồi, hình như bên 26 Fit vừa rồi có ai có câu hỏi nữa đúng không? Các bạn có biết vì sao mà rất nhiều bạn trẻ đi làm ở các doanh nghiệp thia nhau ra khởi nghiệp và sao chép không? Một trong các lý do đó bởi vì họ thấy rằng người lãnh đạo của mình làm dễ quá, mô hình kinh doanh dễ bắt chước quá, nên họ làm một thời gian họ ra họ mở phòng tập.
đó là vì sao có rất nhiều những phòng tập như các phòng tập của các bạn đang mọc lên. Bởi vì nó dễ bắt chước thôi. Nhưng mà bạn vào công ty của tôi một thời gian, bạn lên đến tầm senior hoặc sub ấy, bạn nghe tôi training ấy, tôi đảm bảo bạn không dám ra mở phòng tập. Thường những cái người mới làm PT thì họ nghĩ rằng ngon nhảy ra mở phòng tập nó dễ thôi. Nói thật với anh em chứ, tớ là gọi là thấm máu hơi nhiều rồi. Nên là tớ hiểu rất nhiều. Và nhiều khi các bạn chỉ cần ra mở cái phòng tập, tớ nhìn tên và thiết kế phòng tập thôi. Tớ chỉ cần nhìn cái cách các bạn chạy content, tớ biết là phòng tập các bạn nó sẽ đi đến đâu. Nên là các bạn học cái khóa nó gọi là kỹ năng quản lý, nó dạy về phân tích mô hình kinh doanh ấy, và xây dựng BSC cho doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh. Như sếp Lâm các bạn học, các bạn đã hiểu là vận hành nó khó, mở phòng tập thì nó dễ lắm. Và các bạn đều nghĩ rằng mình thông minh, mình giỏi, có thể copy được của công ty khác và copy nó ok, nhưng không các bạn ạ. So với những mô hình hiện tại các bạn copy thì dễ thôi, lấy quy trình cũng dễ thôi. Đó là lý do tại sao ngay cả công ty của bạn hiện nay là các bạn cũng đang sử dụng cái quy trình và cái bảng giá, cái bảng sản phẩm của một công ty khác, bạn tinh chỉnh một tí xíu đi. Nên là sếp Lâm của bạn mới sắp tới mới đập hết đi để xây lại. Vì tôi khuyên sếp Lâm của bạn nên đi học khóa CEO. Vì khi học CEO xong, sếp Lâm của bạn sẽ có một góc nhìn rất khác. Và khi sếp Lâm đem được những cái gốc gác của bên mình vào nó rất khác. Tôi nói bạn này, nếu như bạn không là người thực sự quan tâm đến chất lượng dịch vụ ấy, thì bạn có áp dụng cái chiến lược của tôi vào doanh nghiệp không có nổi. Không quá một tháng các bạn sẽ đè đầu nhân viên ra bán hàng lấy số. Các bạn có biết là chúng tôi sẵn sàng là 6 tháng đầu tiên không quan tâm đến số không? Chúng tôi không quan tâm đến số. Và chúng tôi đo lường chất lượng của khách hàng bằng con số các bạn ạ. Vì nếu các bạn không có tầm nhìn của tôi, không có cái gen của tôi, làm sao bạn làm được việc đó. Nên anh em tìm mở phòng tập đều nghĩ rằng là em sẽ phải xây dựng đội ngũ PT đẳng cấp, PT chuyên nghiệp. Nói thật các bạn, thuê về đào tạo chuyên môn được 2 hôm, 3 hôm, đến tháng thứ 2 không có số, đái ra quần. Vì đa phần các bạn đầu tư là vốn nó mỏng. Các bạn có biết vì sao làm Lady Fit một phòng tập private bạn phải mất 2,3 tỷ không? Và trong đầu các bạn chắc nghĩ về phòng private chắc chỉ 2-300 triệu, 500 triệu. Nhưng đầu tư công ty của tôi là gì? 2,3 tỷ. Bởi vì chúng tôi phải đảm bảo yếu tố về nguồn vốn nó mạnh để có thể lỗ trong một năm trời liên tục và công ty vẫn khỏe để thực hiện được những cái mục tiêu chiến lược khác. Và bạn nào mà lên tầm quản lý rồi, học các khóa về đó, bạn mới hiểu thế nào là mục tiêu kinh doanh. Lúc đó bạn sẽ có góc nhìn rất khác. Đó. Chia sẻ thêm cho các bạn một chút. Rồi Sơn, em từng khách hàng chăm và giữ liên lạc trong 2 năm chưa hiểu. Từ 2020 đến trước dịch đến tháng 6 năm nay mới rốt. À ok. Em từng chăm khách hàng nhá. Viết nhầm, em từng chăm khách hàng và giữ liên lạc 2 năm thì trước dịch đến giờ mới chốt. Ok, rất tốt. Rồi, xin mời các bạn ạ. Các bạn hãy đặt câu hỏi thêm đi ạ. Chúng ta có 5 phút nữa. Các bạn cứ đặt câu hỏi nào thách thức, khó hoặc là thắc mắc hoặc là gì đấy cũng được. Mình rất thích hỏi những câu hỏi xoáy đáp xoay các bạn ạ. Để mình xem là cái khả năng và cái trình độ, cái nhận thức của bạn đến đâu. Nhiều khi cái câu hỏi mà trông nó ngớ ngẩn ấy, nó mới là câu hỏi hắc búa các bạn ạ. Lấy ví dụ là như này này. Tại sao tôi lại phải mua dịch vụ của các bạn mà tôi không mua dịch vụ của đối thủ các bạn? Câu hỏi rất ngu luôn. Tại sao khách hàng phải mua dịch vụ của 26 Fit mà không mua dịch vụ của ông hàng xóm? Bật mic lên, trả lời. Rất khó. Các bạn trả lời được câu hỏi này, tôi tin rằng bán sản phẩm rất dễ luôn. Và đó chính là, bật mic lên trả lời luôn. Và trả lời được câu hỏi này là gọi bộ phận marketing này. Bên truyền thông. Trường bên em đang có một anh đang có câu hỏi đặt cho. Ok, xin mời. Mình chào thầy nhé. Mình xin phép hỏi, mình xin phép hỏi từ trường một cái câu nó hơi ngớ ngẩn một tí nhé. Ok. Mình xin phép hỏi là mình xin hỏi là đi lừa với cả bán hàng khác nhau. Bởi vì mình thấy là từ cái khâu trình bày lợi ích đến xử lý từ chối lên chốt nó tương tự nhau. Ok. Thì mình hỏi câu nó hơi ngớ ngẩn một tí. Không không, câu này rất hay. Rồi, không biết là tên của bạn này là gì, chắc là chạc chạc tuổi mình hoặc hơn đúng không? Em bằng tuổi thầy. Bạn tên là gì nhỉ? Bạn tên là gì? Để mình xem. Em tên là Hiếu thầy ạ. Hiếu đúng không? Ok. Rồi, mình trả lời câu hỏi của Hiếu như này. Câu này là câu mà khi mà đứng lớp để dạy kỹ năng bán hàng luôn nói ấy. Một cái thằng lừa đảo và một chuyên gia tư vấn là hai thằng khác nhau. Thằng lừa đảo là thằng chém gió, nó nói những thông tin nó không có thật, nó nói những thông tin để làm cho khách hàng cảm giác yên tâm. Và nó sẵn sàng là gì? Có thể khiến khách hàng mua những cái sản phẩm nó vượt quá so với cái nhu cầu của khách hàng và gây ra lãng phí. Còn một cái nhà tư vấn ấy, nó giúp khách hàng gì? Lựa chọn được sản phẩm hợp với túi tiền của mình và giúp cho khách hàng giải quyết triệt để được vấn đề của họ.
thì đấy nó là một chuyên gia tư vấn. Và họ dùng những cái kiến thức khoa học với một personal trainer ấy. Ví dụ, nếu bạn có kiến thức thực sự về dinh dưỡng, bạn có thể xây dựng một chế độ dinh dưỡng cho khách hàng và chứng minh cho khách hàng thấy là ví dụ một tháng giảm 3 cân hoặc 5 cân và trong vòng 3 tháng khách hàng giảm được 10 cân thì bạn thực sự là một chuyên gia tư vấn và chỉ mất 3 tháng thôi, họ đạt được kết quả của mình. Thì đấy được coi là một chuyên gia tư vấn. Nhưng một ông lừa đảo thì nhiều khi ông chẳng có cái thực đơn gì cả. Ông ấy nói linh tinh bảo chị cứ tập đi, ăn kiêng ít tinh bột đi thì giảm cân, đấy được coi là một người lừa đảo. Hoặc là cái trường hợp thứ hai là gì? Thực ra nhu cầu của khách hàng họ không có nhiều tiền. Họ chỉ muốn mua một gói tập để biết cách tập làm sao để có một cái chương trình và từ đó họ tập theo, hoặc một cái chế độ dinh dưỡng để cơ bản họ tập theo. Thì cái người trainer thực sự người ta xây những cái chương trình dựa trên 5 chuyển động cơ bản và họ dạy rất kỹ để trong 12 buổi tập đó cái bạn khách hàng đó họ tập xong và ra ngoài họ tự tập theo được cái chương trình online và đạt được kết quả. Quan trọng là hỗ trợ để đạt được kết quả. Còn người kia ấy, họ nghĩ ra bài tập chạy nâng cao đùi, jumping jack, xong rồi ném bóng, đập bóng, những bài tập thực sự nó không đúng với những cái nhu cầu của họ ban đầu, thì tôi cho rằng đó là một người lừa đảo. Do vậy nó có hai vấn đề: một là hoàn thành trách nhiệm với khách hàng, hai là tất cả những cái tư vấn nó dựa trên cơ sở khoa học để mình tư vấn cho khách hàng. Đấy, nó khác nhau có vậy thôi. Vừa rồi thì tôi gặp một cái trường hợp là tôi đi mua bất động sản như này, thì tôi cho rằng tôi chửi luôn người ta và chị là một người lừa đảo, chị không phải thực sự là chuyên gia tư vấn về nhà đất. Đây tôi sẽ phân tích cho bạn. Thì trước đó tôi đã nghe một câu chuyện là một cái cô ở Hải Phòng thu nhập là 20 triệu. Cô ấy đang mua một miếng đất và trả góp đến 60% hay 70% gì đó. Thì cô ấy được xui mua một miếng đất nữa với mức giá là 7 tỷ hay là 6 tỷ gì đấy và trả góp đến 70%. Và phải nuôi một đứa con đang ăn học đại học và cô có một hai lô đất nhỏ. Thì người ta tính toán là cái chi phí để bán một cái lô đất hiện tại của ấy đã đủ để tiền để nuôi cho đứa con. Còn thu nhập cô ấy thì không thể nào mà trả lãi được cái mức đó. Nhưng mà cái nhân viên môi giới bất động sản đó thì tìm mọi cách để bán bằng được cái lô đất đó cho cô ấy và đã thu tiền cọc. Thì cái chuyên gia tư vấn đó họ đã khuyên là cô nên bỏ cọc. Bởi vì nếu mà cô ôm thì chắc là cô mất hết, chẳng còn cái gì nữa. Vì nó vượt xa cái năng lực tài chính của họ. Thì đấy là một trường hợp. Cái trường hợp thực tế nó xảy ra với tôi là như này. Tôi có nói với họ là tiền mặt thì phải độ 2 tháng nữa tôi mới về thoải mái tiền. Nên là tôi muốn vay banh, bởi vì vay banh nó rất là rẻ, lãi suất khoảng 9,8 đến 10% là ok. Thì bạn đó nói với tôi rất ok, yên tâm, 5 phút chị gọi cho banh xử lý cho em. Em đã từng vay chưa? Em vay rồi. VIB vay rồi, TB Bank vay mua xe rồi. Và hồ sơ rất đẹp. Ok, vậy thì được rồi. Thì cuối cùng các bạn biết không ạ? Có nghĩa là tôi cọc xong tiền cái thì tôi làm việc với banh, banh nó từ chối hồ sơ của tôi, nó không cho vay các bạn. Thì đấy nó gọi là lừa đảo các bạn. Thực ra là lừa đảo là một phần. Nếu mà đúng như cái bà đấy, bà ấy biết là chỉ vay banh được một mức rất thấp, bà cố tình bà ấy đẩy cho tôi để làm ấy, thì đấy là lừa đảo. Còn nếu mà bạn đấy bạn ấy không biết được là gì, banh cho vay siết tín dụng với mức thấp như vậy, thì tôi cho rằng là thiếu trách nhiệm, làm việc chưa tốt của một người tư vấn. Đấy, thì tôi minh họa cho bạn luôn cả một cái ngành khác là bất động sản. Thì nó như vậy. Còn nếu tôi là một tư vấn bất động sản, tôi sẽ hỏi rất kỹ, người ta mua nhà để làm gì? Bài toán tài chính của họ ra sao? Thu nhập hiện tại tài sản họ như thế nào? Tôi sẽ phân tích cho họ biết được là gì. Họ có đủ năng lực mua được căn nhà này không? Và tôi định hướng luôn cho hai người bạn tôi làm bất động sản. Mày lên cho anh khoảng độ 5 cái tòa nhà chung cư ở khu vực đó trong 5 năm, xem biên độ tăng giá của nó trong 5 năm vừa qua là bao nhiêu phần trăm. Với cùng một phân khúc như vậy. Đó, với các chủ đầu tư tương tự như vậy. Và bất động sản này nó hơn ở những cái khác điều gì? Mày thống kê cho anh luôn là khu vực đó trường học nó như thế nào, học phí ra làm sao, hình thức đăng ký như nào, các trạm công chứng như nào, tất tần tật những thông tin để một người chưa bao giờ mua nhà, người ta sẽ biết cách, người ta có đủ thông tin để người ta lựa chọn cái sản phẩm tối ưu. Đó, thì tôi cho rằng đó là một người thực sự là tư vấn. Còn nếu không thì nó là lừa đảo vậy thôi. Đấy, câu trả lời cho bạn Hiếu như vậy. Chứ nó không phải là nói hay, nói tốt hay là nói đúng tâm lý của khách hàng đâu các bạn ạ. Không có đúng, tôi khẳng định các bạn. Các bạn biết vì sao tôi không bán 1.000 buổi PT không ạ? Rất đơn giản thôi, vì tôi nghĩ khách hàng tôi không cần đến mức độ như vậy, nên tôi không bán thôi, nên tôi bán ít đi là như vậy. Còn nhiều người sẽ bất chấp bán hết cái đó thì quyền thôi. Nhiều khách hàng người ta cho rằng là họ cứ mua để đó cũng không sao cả. Nhưng câu chuyện là bạn bán đến 1.000 buổi đó xong, thái độ bạn có tốt không? Nếu thái độ bạn bán xong bạn không tốt thì rõ ràng bạn là một người lừa đảo rồi mà. Còn nói thật các bạn, bán 5.000 buổi PT cho cả nhà người ta mà các bạn phục vụ người ta rất tốt từ đầu đến cuối thì tôi tin rằng chúng ta hoàn thành trách nhiệm là ok. Còn nếu mà chúng ta không hoàn thành trách nhiệm thì chúng ta gì? Lừa khách hàng của mình rồi còn đâu. Có đúng không ạ? Rồi, xin mời Duy. Hiếu ok rồi đúng không? Duy giơ tay có câu hỏi gì không em?
các bạn còn những câu hỏi, nói thật với các bạn là có nhiều câu hỏi ấy, trông nó rất buồn cười nhưng mà thực ra nó thực tế các bạn ạ. Và đôi khi trong kinh doanh ấy, càng đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chúng ta càng tìm ra giải pháp tốt. Mình nói thật luôn, công ty của mình luôn luôn liên tục làm brainstorming với nhau và đặt ra những câu hỏi rất ngớ ngẩn. Ngày xưa sếp phải hỏi mấy câu này: Trường ơi, thế mày giỏi nhất cái gì? Tao chuyên môn cũng giỏi, bán hàng tao cũng giỏi, tao quản lý vận hành doanh nghiệp cũng giỏi. Chốt một câu, mày đéo biết cái mẹ gì cả. Và từ đó mình mới định vị mình là Finish Sales Expert các bạn ạ. Và sau đó lại sếp lại hỏi một câu: Trường ơi, tại sao khách hàng lại phải đến mua dịch vụ của Strongfirst? Mình không trả lời được các bạn. Mình không trả lời được luôn. Đó là lý do cuối cùng các bạn biết không? Mình đập cả chuỗi Strongfirst đi, mình làm lại thành Lady Fit. Và lúc đó mình chào thầy ạ. Rồi, chào gì? Em xin lỗi thầy, dùng máy 12 Pro Max, à 13 Pro Max, nhưng mà thật ra là em không dùng cái Zoom Chi cho nên là em cũng chả cài đặt mấy cái kia cho nên là nó hơi bị có vấn đề nên là mong thầy thông cảm. Với cả lúc mà thầy vào chụp ảnh thì em lúc ý là em lại kết nối bằng máy tính thì lúc đầu vào thì nó không bật cam thì sorry thầy. Rồi, không vấn đề gì cả. Vâng, thì em chào thầy ạ. Thì thầy cho em xin hỏi một câu hỏi lời ạ. Thứ nhất là em cũng theo dõi VPA và tất cả những cái mà thầy và bên VPA làm ạ. Thì thầy cũng có chia sẻ với mọi người là bên VPA sẽ tập trung vào trải nghiệm của khách hàng và chất lượng về dịch vụ, đúng không ạ? Và cái đấy thì chắc là nhớ nhầm. Dạ. Về kiểu về tập trung vào một cái khách hàng về giảm cân đấy ạ. Đó, đấy là Lady Fit. Đấy là Lady Fit, không phải VBDA. VBDA không phục vụ dịch vụ giảm cân. Lady Fit, em xin lỗi ạ. Ok. Vâng, Lady Fit. Đó. Yeah. Thì cái câu hỏi này nó cũng vậy là nó hơi hỏi em, đi. Hỏi ngu như nào thì mong thầy thông cảm. Ví dụ trong trường hợp mà một phòng tập hay là ví dụ thầy có khoảng 3 phòng hay 5 phòng thì đấy đi ạ. Ừ. Thì ví dụ trong trường hợp mà trong một trường hợp bất đắc dĩ mà đây là vì thiếu nhân sự hay vì một cái lý do nào đấy mà thầy sẽ phải chọn giữa là chất lượng dịch vụ của huấn luyện viên và chất lượng dịch vụ của huấn luyện viên và trải nghiệm tốt của khách hàng và về tập trung về chạy số thì thầy sẽ chọn cái nào? Okay. Nếu mà thầy được chọn một trong hai. Rồi, tại cái thời điểm thế thì cho em xin một chút ý kiến nữa, tại vì tại vì cái này nó liên quan đến cái yếu tố vận hành, đúng không ạ? Và lợi nhuận và cái thua lỗ, thì cho nên là nếu mà trong cái trường hợp mà như thế thì thầy sẽ chọn cái nào? Rồi. Hay là thầy như nào? Rồi. Em cảm ơn thầy. Để đánh tóm tắt lại này, một là chất lượng dịch vụ, hai là chất lượng huấn luyện viên và ba là doanh số, đúng không? Vâng. Thực ra cái câu hỏi này ấy, thì nó không liên quan đến trong chủ đề về bán hàng mà nó liên quan đến cái nội dung của cái K03 mà mình đang dạy. Đó chính là cái lớp đào tạo kỹ năng dành cho quản lý. Thì các bạn phải hình dung này này. Thứ nhất này, chúng ta sẽ không thể có tất cả mọi thứ trong cùng một thời điểm được. Ví dụ, khi mà em xác định lập, người ta thường nói một câu này này: chiến lược của doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp. Nhưng thường những người sử dụng cái từ chiến lược và mục tiêu đấy chưa chắc họ đã hiểu thế nào là chiến lược và chưa chắc họ đã hiểu thế nào là mục tiêu. Và tôi dám khẳng định là đến 80-90% các bạn đang làm lead ấy, trong đầu các bạn chỉ có đúng một thứ duy nhất này: số. Vì thực ra cái mà mình học được là từ người sếp của mình cũ, họ cũng làm y chang vậy. Mình không có hiểu vì sao lại như vậy nên nó hằn lại, nó thành kinh nghiệm của mình. Ngày xưa tôi cũng mở mồm ra tôi làm số các bạn ạ. Nên là tôi đã trải qua giai đoạn đó và tôi thấy nó chết. Thế thì sau khi mà mình học, mình làm một thời gian sau ấy, thì tôi sẽ phân tích cho các bạn như này. Khi mình làm doanh nghiệp ấy, thì mình luôn luôn đặt ra một vấn đề là mình phải khám doanh nghiệp của mình trước để mình xem là cái điều gì được coi là cái mối nguy hại, được coi là cái điểm yếu lớn nhất của doanh nghiệp. Anh lấy ví dụ như Duy như này. Bây giờ em đi ra đường bị một ống đấm cho phát vào mặt, tím mặt. Bây giờ em bị một thằng dẫm phát vào chân, gãy chân. Nhưng bây giờ có một đứa nó cứa và phát đứt tay của em, gần động mạch máu đang chảy rất nhiều. Thì theo em trong ba cái căn bệnh đấy, em phải xử lý cái nào trước để em không bị chết? Dạ, chắc chắn là phải đứt chảy máu tay và đứt gân rồi thầy ạ. Chính xác. Đó là lý do tại sao ấy, làm doanh nghiệp người ta phải tính toán được là trong cái thời điểm hiện tại thì cái gì được coi là cái quan trọng nhất mà mình cần phải giải quyết. Ví dụ như trong trường hợp của em ấy, nếu như doanh số mà nó cực kỳ thấp ấy, thì câu hỏi đầu tiên đặt ra là mày còn tiền không? Trong doanh nghiệp mày còn tiền không? Và nếu còn tiền thì còn bao nhiêu? Và số tiền đó đủ để vận hành doanh nghiệp trong thời gian bao nhiêu lâu? Nếu câu trả lời là không ấy, thì làm sao để tăng được gì? Dòng tiền lên, vì tiền nó là máu để nuôi doanh nghiệp. Được chưa?
Vậy thì một là ông phải đi gì? Đóng góp tiền từ cổ đông vào. Ví dụ công ty của chúng tôi đã có giai đoạn thua lỗ, chúng tôi phải tăng vốn lên. Vậy ví dụ tôi 51% cổ phần mà huy động 1 tỷ thì tôi phải đóng 510 triệu vào trong đó. Có đúng không ạ? Và những cổ đông khác phải có trách nhiệm đóng cái số tiền tương ứng. Nó gọi là huy động vốn từ cổ đông. Cái trường hợp thứ hai là gì ạ? Chúng ta đi gì? Bán cổ phần của mình, huy động vốn từ nguồn khác vào để có thể có tiền để vận hành doanh nghiệp. Và nếu mà nói thật với các bạn, đến tầm đó mà cũng không có được rồi thì chỉ có chết rồi chứ làm gì nữa. Vì sao? Vì doanh số thấp như vậy thì chất lượng PT nó đã rất gì? Rất thấp rồi. Đúng không ạ? Thái độ nhân viên cực kỳ thấp và khách hàng người ta không hài lòng về dịch vụ. Tôi nói các bạn này, các bạn làm kiểu gì cũng chẳng tăng được doanh thu lên. Trừ khi các bạn giảm giá kịch sàn xuống, mà giảm giá bằng cái tiền đó nó không đủ nuôi fix được, nó không phải là cái chiến lược dài hạn. Nên cái tăng vốn nó mới là cái quan trọng. Thì đấy là cái đầu tiên để giải quyết được vấn đề về máu. Vậy nếu máu doanh nghiệp hết thì đặt cái đó là ưu tiên số 1 và đặt mục tiêu 3 tháng, 2 tháng hoặc là 1 tháng tùy theo tính cấp thiết của cái bệnh lý đó, và chúng ta đưa ra phương án để tăng vốn lên để giải quyết về dòng tiền. Nhưng mà đa phần mọi người thì hay sử dụng cái cách đó là thôi bán giảm giá, bán ồ ạt giảm giá đi để cứu được dòng tiền. Nhưng mà bởi vì mọi người nghĩ rằng là do hết tiền rồi, bán để lấy tiền, nhưng mọi người lại không nghĩ được những cái thứ hai. Nếu như mọi người chắc chắn rằng cái việc giảm giá mà nó tăng được doanh thu lên và sử dụng cái tiền đó để nuôi doanh nghiệp, để giải quyết những vấn đề tiếp theo thì được. Nhưng mà khẳng định rủi ro nó sẽ rất lớn, 80% nó là rủi ro. Và tiền về thì lại chia nhau, tôi lấy đâu ra có gì đâu. Mà chia nhau thì nó lại khó khăn như vậy nữa. Đấy, thì đấy là vấn đề thứ nhất. Phải xác định xem mối nguy hiểm lớn nhất là gì. Và chúng ta có một quy tắc như sau, là chúng ta sẽ xác định ít nhất là 3 cái mối nguy hại. Thì có một cái công thức mà các bạn nên xem xét này. Một là balance scorecard. Cái này nó vượt quá nội dung của các bạn hiểu. Balance scorecard là gì? Là thẻ điểm cân bằng. Có nghĩa khi xác định mục tiêu doanh nghiệp, có 4 cái chủ đề các bạn cần phải xác định. Một, đó là tài chính, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Hai, nó là về con người, bao gồm là gì? Học hỏi và phát triển. Ba là gì? Về chất lượng sản phẩm, được chưa? Và khách hàng, có nghĩa là sản phẩm nó phải đi theo với khách hàng, chứ đừng có tạo ra một cái sản phẩm mà nó chẳng liên quan mẹ gì đến khách hàng là vứt đi, đúng không? Và cái cuối cùng nó là quy trình vận hành. Vậy thì balance scorecard nó giúp chúng ta xác lập mục tiêu để cân bằng được cái doanh nghiệp dựa trên 4 cái thẻ điểm như vậy. Công cụ thứ hai nó gọi là OKR, Objective Key Result, có nghĩa là xác lập mục tiêu trọng yếu và hành động chủ chốt. Có nghĩa là trong doanh nghiệp bọn em sẽ muốn rất nhiều thứ. À, tăng trưởng quy mô. À, là phải có gì? Thương hiệu tốt. À, phải có doanh thu cao. À, phải tỷ suất lợi nhuận tốt. À, phải chiếm được thị phần, vân vân. Nên chắc là trong đầu của mọi người thì thường là chỉ nghĩ là doanh thu thôi. Chứ tôi nói thật các bạn, doanh thu nó chả là cái gì hết. Nhiều khi doanh thu cao bóc tách ra bảng cân đối lỗ đấy các bạn ạ. Doanh thu cao là lỗ đấy, bởi vì doanh thu mà tăng đột biến là do giảm giá bán. Thường là giảm 30, 40, 50%. Vậy bình thường mình phải bán cho 1.000 khách hàng là được 5 tỷ. Bây giờ mình bán cho 2.000 khách hàng mới được 5 tỷ. Vậy chi phí bán hàng nó tăng cả. Vậy đương nhiên là biên độ lợi nhuận nó sẽ bị thấp xuống. Đúng không? Nên là có rất nhiều những cái chủ đề xoay quanh đó. Vậy chúng ta xác định 3 cái op quan trọng nhất, gọi là 3 cái mục tiêu trọng yếu. Đúng không? Ví dụ như công ty của em đang nói thì chắc là doanh số thấp. Tiền không có thì nhân sự nghỉ việc. Thì theo kinh nghiệm của anh, một là do thiếu tiền là quan trọng nhất. Hai là do không có nhân sự. Đúng không? Ba là đến chất lượng của nhân sự không tốt, do thái độ không tốt, do chất lượng, do chuyên môn không tốt nên chốt sale kém, doanh số thấp chẳng hạn, ví dụ vậy. Vậy thì chúng ta đặt mục tiêu là huy động vốn 1 tỷ chẳng hạn. Cái mục tiêu số 2 là tuyển dụng đủ PT theo headcount. Headcount này thì nó sẽ liên quan đến cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự của công ty em, được chưa? Vậy thì một công ty phải xây dựng được cơ cấu tổ chức và định biên, từ đó tính toán được CCSC, nó gọi là bảng gì? Nó gọi là hệ thống điều khiển trung tâm của doanh nghiệp, để biết được rằng chi phí nó phân bổ như nào cho nó hợp lý. Đó, và từ đó mới xây dựng được cơ chế lương thưởng. Đúng rồi. Thế thì khi mình đưa ra hai mục tiêu là tài chính là gì? Là tăng cái dòng tiền cho doanh nghiệp bằng cách góp vốn. Hai là mình tập trung vào tuyển dụng đủ PT. Vậy tuyển dụng thì nó phải có đào tạo thì nó mới đáp ứng được chất lượng. Vậy nếu em giải quyết được ba cái đó và em đưa ra theo quý, có thể trong tháng 1 chúng ta giải quyết vấn đề về tuyển dụng và tăng vốn. Hai tuần đầu tiên chúng ta phải xong được tăng vốn. Tăng vốn xong thì lập kế hoạch về tuyển dụng. Thì bắt đầu 2 tuần tiếp theo triển khai cái việc tuyển dụng. Tuyển dụng xong cuối cùng đi đào tạo, và đào tạo đánh giá chất lượng thì cuối cùng em sẽ giải quyết được việc đó. Duy có hiểu câu chuyện không? Vậy nôm na là em phải bốc thuốc về doanh nghiệp của mình. Lúc đó mình giải quyết được cái nền đã, cái móng đã. Móng là tiền, móng là nhân sự, thì lúc đó em mới có được kết quả khách hàng nó tốt. Ok chưa? Không thì làm sao nó tốt được. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Thì những cái gì thầy nói thì cũng rất là em xin xét được mình nghe ạ. Tôi tốt nhất là lúc nào mà quan tâm đến chủ đề vận hành thì chui vào cái lớp là lớp quản lý nhá.
cái lớp này không dành cho kiến thức về quản lý, được chưa? Học vào lớp đấy thì sẽ biết ngay nhá, sẽ hiểu ngay. Rồi, cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn Duy. Có lẽ là bây giờ thì nó cũng đang hơi muộn rồi, nó quá giờ của chúng ta, mất 30 phút. Nếu các bạn có thêm những câu hỏi nào đó thì chúng ta sẽ chờ đón vào buổi tiếp theo. Các bạn hãy chuẩn bị trước, thì khi đó thì tôi sẽ trả lời và giải đáp các bạn nhiều hơn. Hoặc các bạn hãy nhắn trước cái câu hỏi đó lên Zalo, hoặc là nhắn riêng cho bạn Tài, thì bạn Tài sẽ tổng hợp các câu hỏi thì tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Ok cho mọi người. Rồi, bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn.